Trương 2065 Kim Kình Châu. Tuy rằng trong lòng kinh ngạc dị thường nhưng nữ tử tóc tím vẫn không nói lời nào, ánh mắt vẫn tiếp tục nhìn bộ dáng của Hàn Lập. Nhưng lúc này, ánh mắt Hàn Lập hướng về phía trên mấy cái giá gỗ tâm niệm khẽ động, trực tiếp tiến đến cái giá gỗ cuối cùng, tiện tay lấy xuống một kiện ma khí giống như la bàn rồi xoay người đi về đại sảnh. Nhìn thấy cảnh này, ánh mắt nữ tử tóc tím chấp động cười khẽ một tiếng. Hàn huynh nhìn chúng kiện âm la bàn này quả là một cử chỉ sáng suốt đi. Có vật này trong tay dù tiến vào nơi nguy hiểm như Huyễn Khiếu Sa Mạc cũng không sợ bị mất đi phương hướng. Xem ra hiểu biết của Đạo hữu về Huyễn Khiếu Sa Mạc còn vượt qua phán đoán của Thiếp thân. Bất quá, lúc trước huynh lựa chọn một khối dị ma kim như vậy, thật làm Thiếp thân ngoài ý muốn a. À. Không có gì, chỉ là tại hạ đang muốn luyện chế một kiện ma khí đặc thù, cũng đang rất cần một ít dị ma kim. Nay gặp được ở Quý Bảo Khố tự nhiên không muốn bỏ qua. Hàn Lập bất động thanh sắc hàm hồ đáp lại một câu thì ra là thế, vậy thiếp thân xin chúc mừng Hàn Huynh. Trước tiên xin mời Hàn Huynh cùng thiếp thân khởi giá, nơi đây cấm chế tạm thời bị đóng lại, chỉ một chút nữa sẽ lại tự động vận hành. Nữ tử tóc tím trong lòng nghi hoặc nhưng thức thời không hề hỏi thêm điều gì. Tất nhiên, tiên tử xin mời. Hàn lập đồng dạng đáp ứng, bước chân khẻ trở lại đứng cạnh nữ tử. Nữ tử hướng phía đại sảnh tay khẽ vẫy một cái, miếng ngọc bội biến mất khi nãy lại chợt lóe lên hiện ra, rồi hóa thành một đoàn bạch quang bay vụt về giờ phút này nữ tử thở dài một hơi nét mặt thoáng buông lỏng. Bảo khố này tuy chỉ là một trong vài tòa bảo khố giá trị thấp nhất của bạch gia, nhưng cũng là tâm sức của vô số bạch gia nhân lực tích lũy trong nhiều vạn năm, tự nhiên không hy vọng xảy ra điều gì ngoài ý muốn. Tại hạ có chuyện muốn hỏi, xin tiên tử chỉ giáo một hai. Hàn lập đang theo nữ tử đi ra ngoài tòa lầu thì đột nhiên hỏi một câu. Hàn huynh xin cứ hỏi, thiếp thân cùng đạo hữu cũng coi như có chút giao tình, có gì mà không thể a? À tóc tím nữ tử thoáng tỏ vẻ ngoài ý muốn nhưng lập tức làm như không thấy, cười cười trả lời một câu. Nếu như vậy tại hạ sẽ không khách khí. Hàn mỗ muốn biết khối dị ma kim vừa rồi trong bảo khố có nguồn gốc nơi nào, làm sao bạch ra lại tìm được. Hàn lập bình tĩnh hỏi, dị ma kim, khanh khách, nếu là các loại tài liệu ma khí khác có lẽ tiểu muội phải tìm người cha hỏi một phen, nhưng là vật này thì thiếp thân thật quá rõ ràng đi. Nữ tử tóc tím đầu tiên ngẩn ra, nhưng lập tức bật cười trả lời. Ồ, vậy xin tiên tử chỉ giáo hàn lập trong lòng mừng rỡ nhưng vẫn bất động thanh sắc hỏi lại nữ tử tóc tím đem đôi mắt xinh đẹp hướng đến khuôn mặt hàn lập nhìn lại không phát hiện một nét dị thường trong lòng thoáng thất vọng thầm cân nhắc đôi chút nàng thần bí trả lời khối dị ma kim này được thu vào bảo khố là chuyện của vài năm trước kỳ thật lai lịch của nó hàn huynh đã sớm biết một hai ta đã biết hàn lập nghe xong lời này khuôn mặt ngẩn ra có chút ngoài ý muốn không sai chuyện huyết nha mễ không phải Hàn Huynh đã hỏi qua Gia Huynh hay sao? Khối dị ma kim này chúng ta cũng theo cách đó mà lấy được. Tuy chỉ khác đôi chút là huyết nha mễ là vật phẩm chính yếu còn khối dị ma kim này chỉ là phụ mà thôi. Nữ tử tóc tìm bộ dáng thản nhiên từ từ trả lời. Thì ra là thế, nói như vậy khối dị ma kim này có thể cùng xuất xứ với huyết nha mễ A. À. Hàn lập sờ cầm thoáng chút đăm chiêu nói. Điều này thiếp thân cũng không dám cam đoan, chỉ có thể thể nói rằng tên cùng bạch gia chúng ta giao dịch huyết nha mễ có đến tám chín phần là người đến từ Lam Bộc Hồ. Nữ tử tóc tím đôi mắt chấp động trả lời, đa tạ tiên tử cho hay, mối nhân tình này hàn mỗ xin ghi nhận. Hàn lập gật đầu hướng nữ tử khẽ ôm quyền nói, chỉ là một chuyện nhỏ mà thôi, đạo hữu lúc trước ở hỏa vân khoáng mạch có ân giải vây, tiểu muội còn chưa hướng đến hàn huynh báo đáp. Tử phát nữ tử cười quyến rũ nhẹ nhàng bâng quơ một câu. Thấy bộ dáng lờ đánh của nữ tử, Hàn Lập cũng mỉm cười đồng dạng không nói thêm điều gì rồi theo nữ tử hướng ra đại sảnh đi đến. Trở lại giữa phòng, Hàn Lập gặp lại được đại hán tóc vàng, cùng đôi phương Hàn Huyên vài câu rồi cáo từ phiêu phiêu rời đi. Thấy vậy, hai lão tổ của Bạch gia tiến Hàn Lập đến tận cửa lớn của Bạch Phủ rồi mới cùng nhau trở về. Người này lựa chọn ba kiện bảo vật loại nào, ngũ muội nói cho ta nghe một chút đi. Đại hán vừa ngồi xuống trên ghế lập tức hướng đến nữ tử tóc tím hỏi một câu. Khi nãy trước mặt Hàn Lập, hắn đối với việc này một lời cũng không có nhắc qua. Một hộp kim kình châu, một khối dị ma kim, cùng với một kiện âm la bàn. Nữ tử tóc tím dành mạch trả lời, ô, lại lấy đi ba loại bảo vật nọ, trong bảo khố bậc trung thì chúng không phải là loại có giá trị nhất, việc này thật kỳ quái a. À. Đại hán nghe thấy vậy liền nhíu mày thì thảo nói, ở điểm này tiểu muội cũng thấy có chút cổ quái, kim kình châu cùng âm la bàn thì chưa tính, khối dị ma kim kia trong mắt chúng ta giá trị thật sự không đáng nhắc đến. Nữ tử tóc tím gật đầu nói: "Hắn còn nói thêm điều gì không? Chính là một vài lý do, nhưng lại hỏi về nguồn gốc của nơi sản sinh ra khối dị ma kim." Nữ tử tóc tím không lưỡng lự trả lời, nói như vậy thì hắn thật rất hứng thú với dị ma kim, tự như cần một số lượng không nhỏ a. À. "Nếu ta nhớ không nhầm trong huyến giả dạ thành này cũng có mấy cửa hàng đem dị ma kim bày bán, nhưng lại không thấy hắn đi thu mua." Nam tử tóc vàng có chút mơ hồ hoài nghi, chẳng nhẽ khối dị ma kim khi nãy trong bảo khố còn có sự tình khác? nữ tử tóc tím nhớ lại sự việc khi nãy trong bảo khố bất giác nói chúng được phần nào sự tình. Quên đi, mặc kệ trong đó còn có huyền cơ gì thì việc này đối với bạch gia ta cũng không có nhiều quan hệ. Đại ca lần này ra ngoài cũng bị tổn thương một ít nguyên khí, cần phải hảo hảo bế quan điều dưỡng một khoảng thời gian. Trong lúc này mọi chuyện của bạch gia hãy để tiểu muội tỏa chấn. Phòng ngừa mấy nhà khác lại làm cái chuyện tình đục nước béo cỏ a à. Nữ tử tóc tím khẽ cười thần sắc lạnh lùng nói. Điều này cũng đúng, mặc kệ hàn tiểu tử kia quan tâm cái gì chỉ cần hắn không có định ý với bạch gia chúng ta là được ta ngày mai sẽ lập tức bế quan mọi chuyện trong tộc ngươi hay quan tâm một chút nam tử tóc vàng thoáng trầm ngâm rồi cười hoạt kê trả lời nữ tử tóc tím tự nhiên đáp ứng làm cho đại hắn hài lòng lúc này hàn lập đang cưỡi thú xa về chỗ ở sắc trời cũng đang dần trở nên hôn ám chu quả nhi thấy hàn lập trở về nét mặt liến khó nén vẻ vui mừng nếu không có một vị ma tôn hàn lập che chở chỉ sợ nàng sẽ phải làm nô dịch là chuyện sớm muộn. Lúc trước, tuy bị Hàn Lập siêu hồn một lần, nhưng từ đó đối đãi với nàng vẫn chưa có chút nào ngược đãi. Điều này làm tiểu nha đầu vui vẻ không ngừng, không muốn phải đổi một vị chủ nhân khác có tính tình bạo ngược. Hàn Lập hỏi qua mấy câu sự tình gần đây rồi liên đem nàng đuổi ra khỏi đỉnh lâu, sau lại đem các loại cấm chế toàn bộ kích phát. Làm xong rồi liền ngồi xếp bằng trên một tấm bổ đoàn. Hắn có vẻ hơi trầm ngâm bàn tay lật chuyển, tức thì một cái hộp ngọc liền xuất hiện trong tay. Tay áo hướng nắp hộp phất một cái, nhất thời một mảng thanh hà bắn ra, đem mấy tấm phủ triện bên trên một hơi gỡ xuống. Nắp hộp liền tự động mở lộ ra bên trong một viên châu màu vàng rực rỡ. Viên châu lớn bằng ngón tay cái, bề ngoài bóng loáng dị thường, còn ẩn chứa một cỗ mùi tanh tưởi truyền đến. Hàn lập mi mắt chấp động, ngón tay nhẹ nhàng hướng đến viên châu, nhất thời một đạo thanh quang lóe lên lướt qua nhập vào trong đó. Sau một lát công phu, viên phát ra từng biển âm thanh ba động, tiếp theo một mảng minh mông ánh sáng nhu hào màu vàng phát ra rồi ngưng tụ bên dưới thành một cái hư ảnh cá voi xinh đẹp mê người nhằm phía viên châu mà bơi lượn xung quanh. Hư ảnh lớn chừng một thước, bơi qua bơi lại vô cùng sống động. Hàn lập chăm chú nhìn cảnh này trên mặt không một nét biểu tình, bỗng nhiên một cái ngọc thủ trắng nõn từ trong tay áo lộ ra, năm ngón tay nhập vào đám kim quang đem khỏa châu kia bắt lại. Thanh quan trên mặt chấp lẽ, một lượng lớn pháp lực tinh thuần cuồn cuộn không ngừng rót vào hạt châu. Ngay sau đó, viên châu kim quang đại phóng, hư ảnh kim sắc cá voi nguyên bản lớn chừng một thước, sau đó đó cuồng trướng lên gấp mấy chục lần trở thành dài hơn 10 trượng, cơ hồ phủ kín cả căn phòng. Hư ảnh cá voi màu vàng trở nên thật lớn, trên đầu cũng mọc ra một cây sừng màu vàng dài khoảng một thước, bộ da trên thân cũng lộ ra từng khối lớn nhỏ bất đồng lân phiến, bộ dáng vô cùng dữ tợn. Hàn Lập tỏ vẻ hài lòng, năm ngón tay hơi buông lỏng xuống, pháp lực đang truyền vào viên châu cũng ngừng lại. Nhất thời hư ảnh cá voi cũng hóa thành nhiều điểm kim quang tán loạn tiêu thất, kim sắc hào quang trên viên châu cũng chưa tắt, viên châu liên khôi phục lại vẻ bình thường. Hàn lập thấy thế, liền đem viên châu thả vào trong ngọc hạp, cẩn thận dán vài tấm phù phong ấn lại rồi cất vào trong thủ trạc. Hắn sở dĩ lựa chọn kim kình châu tự nhiên là có dụng ý khác, nhưng có thực sử dụng đến vật này hay không vẫn là chuyện khác. Bất quá đối với hắn thu hoạch lớn nhất không phải là khỏa kim kình châu mà là khối dị ma kim kia hàn lập nhất thời nhớ đến khối dị ma kim kia trong lòng không tránh khỏi giấy lên một tia hưng phấn hít sâu một hơi thủ trạc trên tay nhất thời vung lên ngay tức thì bạch quang từ trong thủ trạc lóe ra một khối lớn khoáng thạch hai màu đen trắng bỗng nhiên xuất hiện lẳng lặng huyền phù một chỗ bất động không nhúc nhích ngón tay khẽ động hướng đến khối khoáng thạch phất nhẹ một cái phốc một tiếng một đạo thanh quang lóe lên ngay lập tức khối khoáng thạch màu đen trắng bị chia làm hai nửa một viên cầu nhỏ bằng quả trứng gà từ giữa rơi ra một trào lại xuất ra, một đạo lực vô hình nhiếp bên trong tay, rõ ràng là một khối tinh cầu lún phún màu xám nọ. Hàn lập nhìn khối xám trắng tinh cầu trong mắt không khỏi hiện lên một tia nóng như lửa. Cánh tay khẽ nhấc, từ từ hướng về viên cầu chậm rãi chụp tới. Lúc này, lớp áo phía ngoài bạo liệt ra để lộ một lớp vảy vàng ánh rực rỡ đem cánh tay thô to bao phủ chặt lấy gió mưa cũng không lọt. Trường 2066, vô đề bàn tay chợt biến lớn huyễn hóa thành một cái kim sắc đại thủ đem khối tinh cầu bắt chặt vào trong đó. Kim quang tại đầu năm ngón tay chấp động không ngừng, vô số kim sắc phù văn từ trong lòng bàn tay ồ ạt tuôn ra đem khối tinh cầu vây chặt vào bên trong thành một cái kim sắc quang cầu rực rỡ. Nhìn thấy cảnh này hàn lập thở dài một hơi, đồng thời trong miệng lẩm nhẩm pháp quyết, từ mỗi đầu ngón tay đều tự phun ra một sợi tơ rất nhỏ sau đó lóe lên một cái rồi nhập hẳn vào trong quang cầu. Ngay sau đó, từ trong khối cầu kim sắc chợt toát ra một đoàn khí màu xám trắng, đám khí này như bị một lực lượng vô hình áp chế, ngoan ngoãn chạy dọc theo các sợi tơ rồi bị Hàn Lập mạnh mẽ giữ chặt trong tay. Trong thời gian này hai mắt Hàn Lập nhắm chặt, bắt đầu bế quan luyện hóa đám năng lượng quỷ dị này. Khắp thân thể Hàn Lập lúc này có vô số kim quang không ngừng lưu chuyển, đồng thời hơi thở phát ra lúc mạnh lúc yêu thập phần quỷ dị. Khoảng vài canh giờ sau, hai mắt hắn từ từ mở ra, trên mặt ngập tràn vẻ vui sướng vì cảm thấy pháp lực trong cơ thể rõ ràng lại tăng thêm một ít. Không sai, qua nhiên so với năng lượng trong khối dị ma kim trước kia đồng dạng là một loại. Nếu như vậy, chỉ cần tìm thật nhiều loại dị ma kim này luyện hóa đem pháp lực tăng lên hợp thể kỳ viên mãn cũng không phải không làm được. Nói như vậy, không chừng còn có thể tiết kiệm được hơn ngàn năm khổ tu. Nhưng để có được hiện đại cơ duyên này, làm bộc hồ kia ta không thể không đi một chuyến a. Hàn Lập thì thào nói nhỏ sắc mặt âm trầm bất định. Đem mọi việc cân nhắc lại một chút, Hàn Lập đem ngón tay dơ thẳng trước mặt. Bỗng lóe một cái, một tia lục khí vô thanh vô tức bị thúc ép thoát ra nhằm nơi đầu ngón tay phiêu phù ở đó. Quả nhiên là thứ này cũng xuất hiện đi, xem ra chỉ có thể tạm thời phong ấn nó vào cơ thể của ma anh A. Hàn Lập nhíu mày lắc đầu, bất quá hắn mới luyện hóa chưa đến một phần người khối tinh cầu. Nếu đem toàn bộ đi luyện hóa thì chắc hắn sẽ làm cho pháp lực tăng thêm một thành nữa, đây cũng xem như là một chuyện kinh hỉ ngoài ý muốn đi. Nhưng để phòng ngừa vạn bất thất nhất, Hàn Lập không có một hơi đem toàn bộ năng lượng bên trong khối cầu luyện hóa toàn bộ, mà hắn định chia làm khoảng chục lần luyện hóa đồng thời củng cố cảnh giới từng chút một. Điều này kể hắn cũng lo xa, sợ tu vi tăng quá nhanh lưu lại những hậu họa khó phòng bị trước. Dù sao thì loại năng lượng thần bí mà hắn lấy được so với lần trước kia còn nhiều gấp 10 lần. Hàn Lập sau khi quyết định liền khẽ phất tay áo lên, hơn 10 tấm phủ chiên bay tới đem khối kim sắc quang cầu phong ấn nghiêm mật. Tiếp theo hắn lấy ra một cái bình nhỏ bằng ngọc, hơi nhoáng lên một cái, một cỗ ngũ sắc quang hà bay ra, liền một hơi đem khỏa quang cầu kim sắc kia hút vào không thấy bóng dáng. Hàn lập mỉm cười đem bình nhỏ thu lại, rồi hai tay để trên đầu gối nhắm mắt đi vào nhập định. Hơn 10 ngày sau hàn lập quyết không ra khỏi lầu các, liền một hơi đem khỏa cầu năng lượng luyện hóa sạch sẽ trở thành pháp lực tinh thuần của bản thân, làm tu vi lại tăng thêm một ít nữa lại vài ngày tiếp theo hàn lập cũng thường xuyên đi đến các nơi trong huyễn giả thành đem các loại điển tịch cùng sản vật đặc thù thâu gom lại mà đồng thời hắn quay lại vạn nô tháp cùng với hai tên luyện hư ma tộc trao đổi cuối cùng mua đi một bộ bí thuật luyện chế khôi lỗi cũng chính vì thế hàn lập chẳng những phải xuất ra một số kiện đỉnh giai ma khí cùng một số ma thạch lớn kinh người đủ làm cho một ma tôn phải kinh động tâm phách nhưng đối với hàn lập thì con số này chẳng thấm tháp vào đâu loại bí thuật luyện chế khôi lỗi này so với các phương pháp luyện chế khôi lỗi ở linh giới hoàn toàn bất đồng. Mỗi ma tinh khôi lỗi đều không cần phải sử dụng thần niệm ký phụ để điều khiển, mà trong mỗi cơ thể của khôi lỗi đều được bố trí cấm chế huyền ảo cùng tín vật để kích phát. Kể như vậy, chỉ cần luyện chế được loại khôi lỗi này thì cho dù là tu sĩ đề giai cũng có thể điều khiển một cách dễ dàng. Hơn nữa số lượng cũng không bị phụ thuộc vào độ cường đại của thần niệm, ngay cả một đê giai tu sĩ cũng có thể cùng lúc miễn cưỡng điều khiển cả một đại quân khôi lỗi biết được điều này làm trong lòng hàn lập kinh ngạc mãi không thôi đáng tiếc là trên đời này không phải chuyện gì cũng thập toàn thập mỹ loại ma tinh khôi lỗi này làm người ta thèm muốn không ít nhưng không vì vậy mà khuyết điểm ít hơn đi trong đó chính yếu nhất vì không được thần niệm ký phụ nên loại khôi lỗi này chỉ có thể thực hiện một vài mệnh lệnh đơn giản nếu là mệnh lệnh quá sức phức tạp thì cũng đành bất lực ngoài ra mỗi một đầu ma tinh khôi lỗi so với loại khôi lỗi cùng giai ở linh giới thì loại hình công kích cũng ít hơn do vậy chiến lực hẳn là thấp kém hơn rất nhiều. Tiếp theo, để luyện chế loại khôi lỗi này cũng thập phần phiên toái, hơn nữa số lượng cùng chủng loại tài liệu để luyện chế cũng là chuyện mà người thường tuyệt không dám mơ tưởng đi. Khôi lỗi có cảnh giới càng cao thì giá trị cùng số lượng của nguyên liệu để chế tạo càng làm người ta cứng lưỡi trợn mắt. Nhưng làm cho Hàn Lập Âu sầu nhất là dù tiêu hao một lượng linh thạch lớn như vậy nhưng cũng chỉ có thể đổi được loại bí thuật luyện chế khôi lỗi bậc trung. Theo lời của hai tên luyện hư ma tộc tại Vạn Nô Tháp thì bí thuật để luyện chế cao giai khôi lỗi chỉ được vài tên trưởng lão cấp bậc ma tôn nắm giữ, căn bản không truyền ra bên ngoài mảy may. Thậm chí có một vài loại cao giai khôi lỗi đặc thù Vạn Nô Tháp cũng rất ít bán ra. Điều này làm cho Hàn Lập tiếc hùi hụi một hồi. Hàn Lập cũng không để ý quá nhiều đến loại cao gia ma tinh khôi lỗi này này, nếu không phải là số lượng thật nhiều thì đối với cảnh giới ngày hôm nay của hắn thì loại khôi lỗi này đã không còn bao nhiêu trợ giúp nữa. Hắn tiêu phí đại lượng ma thạch như vậy chính là muốn tìm hiểu thêm một ít bí thuật cùng với hiểu biết có sẵn về khôi lỗi, hy vọng rằng khôi lỗi thuật của hắn tiến thêm một bước nữa. Sau khi trở về Hàn lập liền bế quan một mực nghiên cứu, hắn thử luyện chế một ít đề giai ma tinh khôi lỗi, lấy khả năng hiểu biết của mình, cuối cùng có được vài thu hoạch nho nhỏ. Vào một ngày, hắn ở trong đỉnh lầu được cấm chế nghiêm mật, trong tay đang thử thao túng một đầu tứ chi ma tinh khôi lỗi thì bên người vang lên một tiếng anh minh một đạo bạch quang phi độn ra chớp động trước mặt không ngừng rồi huyễn hóa thành một vật giống như tấm lụa trắng. Hàn Lập thấy cảnh này thì thần sắc khẽ động, tay khẽ hướng về tấm lụa trắng đem một đạo thanh quang nhập vào bên trong. Ngay sau đó miếng lụa trắng ngân quang chợt hiện, mặt ngoài liền phát ra một loạt các văn tự màu bạc nhỏ. Hàn Lập đọc qua đám văn tự thần sắc dần trở nên âm trầm, tay khẽ vẫy một cái. Miếng lụa trắng liền hóa thành mảng bạch quang biến mất trong tay áo, Hàn Lập cũng xoay người đi xuống dưới lầu dưới trong đại sảnh tầng dưới chu quả nhi đang tập trung đọc điều gì đó trong một quyển sách làm bằng da thú màu vàng vừa thấy hàn lập đi xuống liền cả kinh đứng dậy chào hỏi chủ nhân người có chuyện gì cần tiểu tì đi làm a à? mấy ngày nay có ai đến bái phòng ta không hàn lập thuận miệng hỏi một câu không có mấy ngày nay tiểu tì một mực đợi ở đây vẫn không có vị tiền bối nào đến thăm chủ nhân chu quả nhi cẩn thận trả lời hảo ta đã biết nếu không có chuyện gì ta muốn ra ngoài một chuyến ngươi một mực đợi ở đây đi. Hàn lập thản nhiên nói xuống, cũng không chờ tiểu nha đầu nói thêm điều gì liền khoát tay hướng cửa lớn đi đến. Chu quả nhi trợn mắt đứng nhìn bộ dáng có chút ngẩn ngơ. Mà lúc này hàn lập đang tiêu sái xuất hiện bên ngoài lầu các, cũng ngay sau đó liền gọi một chiếc thú xa hướng về phía cửa thành mà đi. Mấy canh giờ sau hàn lập khống chế độn quang xuất hiện trên một đỉnh núi cách xa huyến dạ thành vài trăm dặm nhìn xuống. Chỉ thấy một mảng mây mù rộng lớn đem đỉnh núi bao phủ lại, người thường không thể nhìn ra bên trong có điều kỳ diệu nào. Hàn lập thấy cảnh này, ngược lại trong lòng buông lỏng một hơi, trong tay bắn ra một đạo hỏa cầu liền chui vào đám sương mù không thấy bóng dáng. Một lát sau phía dưới sương mù phát ra âm thanh của một nam tử. Ra là hàn đạo hữu đã tới, tại hạ liền đem cấm chế mở ra xin mời đạo hữu tiến vào. Người nói chuyện tựa hồ đã nhìn ra được thận phận của hàn lập, nguyên bản sương mù che phủ kín mít phía dưới lại nhanh chóng tản ra hai bên mở ra một cái thông đạo, Hàn Lập nghe được thanh âm của người bên trong thần sắc khẽ động, liền hóa thành một đạo thanh hồng bay vào trong. Biển sương mù trước mắt ngay lập tức biến mất, thân hình Hàn Lập xuất hiện trên một đỉnh núi không cao lắm. Cách đó không xa là hai người đang khoanh chân xếp bằng trên hai khối đá sạch sẽ. Trong đó một người có sắc mặt vàng nhạt và một người mặc hắc bào, đúng là Lũng gia lão tổ cùng gã trưởng lão họ Huy. Bất quá khi Hàn Lập nhìn qua ánh mắt không khỏi nheo lại một chút. Lũng gia lão tổ khuôn mặt thì tốt, chỉ hơi điều trắng đi một chút đang hướng về Hàn Lập cười cười, còn tên trưởng lão họ Huy thì mặt mang hắc khí, hơn nữa còn thiếu đi một cánh tay hình dung vô cùng tiêu tụy. Nhìn bộ dáng Huy đạo hữu như vậy, xem ra hai vị trên đường gặp phải đại địch a. À? Hàn Lập thần sắc ngứng trọng hỏi, việc này kể ra khá dài dòng, khi khác lũng mỗ sẽ hướng Hàn huynh nói tỉ mỉ sau. Bất quá ta muốn hỏi trước Hàn huynh một chuyện, đã đến Huyễn Giả thành chắc hẳn không chỉ có một mình Hàn huynh đi. Lũng ra lão tổ cười khổ một tiếng sau lại nghiêm mặt hỏi, lũng huynh đã dùng đến bảo vật triệu tập mọi người nếu không còn những người khác tới thì hơn phân nữa là như vậy rồi ít nhất ta ở trong khách điếm đã ước định khi trước ta vẫn chưa tái kiến một ai hàn lập nhướng mày trả lời nếu là như vậy hay chúng ta đợi thêm một chút nữa chắc sẽ không quá lâu đi lũng gia lão tổ trần trừ một chút rồi nói hàn lập nghe vậy cũng không có gì phản đối gật gật đầu rồi tùy tiện tìm một khối đá ngồi xuống xếp bằng thời gian cứ vậy trôi qua từng chút một hồi lâu sau Hàn Lập Giang ngồi thần sắc khẽ động, ngẩng đầu nhìn về hướng không trung lam quang trên hai mắt chấp động, bỗng buông ra một câu. Dường như có một vị đạo hữu khác đến đây, không biết là vị đạo hữu nào. Lũng gia lão tổ nghe vậy trong lòng cả kinh, đồng dạng ngó lên trên cao. Kết quả sau một khắc công phu, trên cao truyền đến một thanh âm nữ tử dễ nghe. Các vị đạo hữu phía dưới, tiểu nữ đến muộn một chút mong rằng các vị không trách tôi a. À. Nghe âm thanh lời nói rõ ràng là của Diệp gia lão tổ phát ra. Lũng ra lão tổ nghe được âm thanh này trên mặt thần sắc vui mừng, hai tay bấm niệm pháp quyết đem sương mù trên không chia ra làm hai. Một đạo quang đoàn màu nhạt nhất thời từ trên cao bay xuống. chương 2067, tính kế, sao vô y, áo lông chim, quần sáng mờ từ từ tản ra, trên đỉnh núi bỗng nhiên xuất hiện thêm một thân ảnh nữ tử mặc vũ y màu ngũ sắc. Cô gái có làn da trắng như tuyết, xinh đẹp tuyệt trần, đúng là nữ tử diệp Gia tu vi hợp thể kỳ. Quả nhiên là diệp tiên tử, bất quá là tiên tử mới vừa tới nơi hay đã ở trong huyễn dạ thành từ lâu. Lũng ra lão tổ cười cười hỏi một câu, thiếp thân đã đến nơi này từ nửa tháng trước, ta không có luyện qua ma đạo công pháp, ngay cả khi có ngụy ma châu che giấu thì cũng không dám liều lĩnh tiến vào huyễn dạ thành đi. Sau đó ở ngoài này mấy ngày suy nghĩ phương pháp vào thành. Bất quá nhìn bộ dáng lũng huynh cùng huy đạo hữu chắc mới đến không lâu đi. Hơn nữa huy đạo hữu trạng thái thật không mấy là tốt đẹp a à vũ y nữ tử đảo qua tình hình rồi nhìn về phía hắc y nam tử nghi nghi hoặc hoặc nói nói ra cũng thật xấu hổ lũng mỗ trên đường gặp phải rất nhiều trắc trở phải khó khăn lắm hôm qua mới đến được nơi đây còn chậm hơn tiên tử nhiều a à. nhưng thực ra hàn đạo hữu dường như đã ở đây từ rất lâu lúc trước khi lao ra từ kiến triều huy hiền đệ liền đụng phải một đầu kiến chúa trong lúc nhất thời sơ xảy chúng phải kịch độc bất quá ta có mang theo tị độc đan lại trên đường hỗ trợ vận công luyện hóa đan dược nên mới chỉ hoãn lâu vậy cũng may huy hiền đệ đã không còn đáng ngại nữa. Lũng ra lão tổ thở dài một hơi nói, chúng độc của kiến chúa cũng khó trách tại sao huy huynh lại trở nên như vây a. À. Tiểu muội sở dĩ đến chậm như vậy bởi vì sơ ý để bị nhốt lại mấy tráng trong một cái man hoang hiểm địa, cuối cùng phải mất 9 châu 12 hổ mới may mắn thoát ra. Vũ y nữ tử chợt thẳng thốt rồi đem chuyện của mình giải thích thoáng qua. Hàn mỗ trên đường không gặp phải chuyện gì phiền toái, liền tới huyễn dạ thành từ mấy tháng trước rồi ở lại trong đó. Bất quá ngoài trừ ba vị ra thì đám người linh tộc cùng lâm đờ sao o hiếu cũng đồng dạng không thấy bóng dáng đâu hết. Nếu như bọn họ hiện giờ vẫn chưa tới thì xem ra trên đường đã gặp phải chuyện ngoài ý muốn đi. Hàn lập nhướng mày nói, chắc không thể nào, lâm đờ sao o hiếu dù sao cũng là một hợp thể trung kỳ tu sĩ, lại am hiểu nhiều loại đỉnh giai độn thuật dẫu cho gặp phải cường địch dù không đánh lại nhưng đào thoát hẳn không có vấn đề đi. Mà đám người linh tộc lại cùng nhau liên thủ hành động lại càng không có chuyện gì mới đúng lũng gia lão tổ sắc mặt trầm xuống suy nghĩ nói điều này e cũng khó nói ban đầu thiếp thân cũng suy nghĩ như vậy nhưng trên thực tế thì nơi man hoang ở ma giới nếu xét về độ hung hiểm hẳn là hơn nhiều lần so với linh giới ngay cả thiếp thân cũng phải chịu đau khổ giam cầm mấy tháng tại một nơi nếu bọn họ ở nơi man hoang gặp phải chuyện không thể kháng cự cũng không phải không có khả năng đi vũ y nữ từ tỏ vẻ nghiêm mặt không đồng tình quên đi bây giờ dù có nói gì cũng e là vô dụng dù sao cũng chưa đến hạn ước định chúng ta cứ tiếp tục chờ đợi thêm đi. Đúng rồi, Hàn Đạo Hữu đã đến huyến giả thành lâu như vậy hẳn đã có chút hiểu biết nhất định đi, có thể đem giảng giải cho ta một chút sự tình xem có cách nào thu về mấy đầu bát túc ma tích ha. À. Lũng ra lão tổ im lặng hồi lâu rồi nhìn Hàn Lập nói. Việc này hẳn không thành vấn đề đi, Hàn Lập nghe thế liền một lời đáp ứng, huyến giả thành bị tứ đại gia tộc, vạn nô tháp cùng một vài thế lực nhỏ nắm giữ. Nhưng chỉ có tứ đại gia tộc mới có được bát túc ma tích. Nếu muốn có chúng thì chỉ có cách tìm đến mấy đại gia tộc kia thôi. Nhưng Bát Túc Ma Tích đối với tứ đại gia tộc kia vô cùng trọng yếu, chúng liên quan đến vấn đề sống còn của họ tại huyện Dạ Thành, nếu muốn dùng phương pháp mua bán bình thường thì e rằng không thể được. Hàn Mỗ vận khí không tệ, vừa rồi cùng Bạch gia tạo một chút quan hệ hơn nữa giúp họ giải quyết đôi chút sự tình khó khăn nên được nhường lại cho hai đầu thú Bát Túc Ma Tích. Nhưng muốn Bạch gia nhường lại cho nhiều hơn thì e là không có khả năng này. Bất quá các vị có thể thử vận khí một phen dùng một ít tài liệu quý hiếm đến gặp họ đổi lấy vài đầu ma tích. Theo ta biết thì ninh ra cung phương ra tựa như, Hàn Lập không có lấy một điểm giấu giếm, một hơi đem hầu hết sự tình giảng giải một phen. Khoảng thời gian một bữa cơm sau, hắn đã nói ra bảy tám phần tình hình trong huyễn giả dạ thành cùng các thế lực bên trong. Ngay khi nghe Hàn Lập lấy được hai đầu bát túc ma tích, lũng ra lão tổ trong lòng rất đối vui mừng, nhưng lại nghe về tình hình sau đó khuôn mặt không khỏi lộ vẻ trầm ngâm cân nhắc. Điều này không khỏi làm cho Hàn Lập có chút im lặng. Lũng ra lão tổ có chút đăm chiêu nói: "Chúc mừng Hàn huynh đã lấy được bát túc ma tích, nhưng nghe Hàn huynh khi nãy nói mấy đầu bát túc ma tích kia lại liên quan đến vấn đề sinh tồn của mấy đại gia tộc, có thể nói rõ hơn một ít không? Hơn nữa mấy đại gia tộc đó có khoảng bao nhiêu bát túc ma tích a?" Theo ta biết thì mỗi đại gia tộc có chừng mấy chục đầu ma tích. Đám ma tích này sở dĩ được coi trọng vì chúng có thể tự do đi vào huyễn khiếu sa mạc. Chỉ cần có đám bát túc ma tích đó, các đại gia tộc mới có thể thâm nhập vào huyễn khiếu sa mạc tìm kiếm và khai thác tài liệu, khoáng sản sau đó lại vận chuyển ra ngoài. Nghĩ kỹ lại sự tình quan trọng này có thể thấy được số lượng ma thú như vậy là quá ít đi, như thế nào lại dễ dàng tặng lại cho ngoại nhân chứ? Hàn Lập bình tĩnh giảng giải, lũng ra lão tổ nghe xong thần sắc liền âm trầm bất định. Bộ dáng thấy xác thực rất khó giải quyết việc này. Sau một hồi vũ y nữ tử hướng sang Hàn Lập hỏi nhẹ, Hàn Huynh giúp bạch ra loại sự tình gì mà được tặng một lúc hai đầu ma thú A. Nữ tử có chút hâm mộ, chỉ là may mắn thôi. Hàn lập cười hoạt kê, bâng quơ trả lời. Như này đi, Lão Phu cũng từng luyện qua ma công, lại có thêm tính năng của ngụy Ma Châu thì nghĩ đến việc lập tức cùng Hàn Đạo Hữu tiến vào huyến giả thành cũng không ngại bị ai đó nhận ra. Để cẩn thận hơn, Huy Hiền để cùng Diệp Tiên Tử tạm thời ở lại nơi đây đi, rồi tìm một địa phương ẩn nấp vào đợi khi chúng ta sẽ liên hệ. Trong lúc đợi đám người khác đến đây lung mỗ muốn cùng Hàn Huynh xem có thể lấy được mấy đầu ma tích không. Nếu thực sự không được thì đến cuối cùng chỉ có cách lẻn vào mấy đại gia tộc vừa mua vừa trộm phải lấy bằng được mấy đầu ma thú đến tay. Bất qua phương pháp này dường như hơi hạ sách đi, lũng ra lão tổ trầm ngâm một hồi cuối cùng cũng có quyết định. Cũng hay, huyễn giả thành so với huyết nha thành trước kia hẳn rất bất đồng, bên trong có ma tôn tỏa trấn rất nhiều, vạn nhất có ai đó tu luyện đặc thù công pháp thì e rằng chỉ với ngụy ma châu làm thiếp thân thực không quá an tâm tiểu muội sẽ cùng huy đạo Hiếu tạm thời trở lại bên ngoài đi. Sự tình bắt túc ma tích mong lũng huynh cùng hàn huynh quan tâm thêm một hai phần. Vũ y nữ tử thản nhiên đồng ý nói, hắc bào nam tử đồng dạng cũng không có ý kiến thêm, chỉ lặng yên ngồi vuốt cằm. Khoảng thời gian sau đó, đám người lũng ra lão tổ bắt đầu thương lượng lại các bước kế hoạch và dự liệu các biến cố ngoài ý muốn. Sau khi cảm thấy không có vấn quá lớn nên cả bọn đều tự khống chế độn quang ly khai đỉnh núi. Hàn Lập vẫn chưa cùng Lũng Gia Lão Tổ hành động mà tiến vào huyến giả thành trước một bước. Gần nửa ngày sau, tại Thánh Linh Viện trong thành lại xuất hiện thêm một gã trung niên tu vi luyện hư hậu kỳ. Đúng là Lũng Gia Lão Tổ đang áp chế tu vi. Lũng Gia Lão Tổ chẳng những chê dâu đi tu vi thực của mình, mà còn thuê một tòa lầu các ở cách xa chỗ của Hàn Lập. Dù có ai chú ý cũng vô pháp nghĩ đến việc hai người có quan hệ gì trong đó. Từng ngày như vậy trôi qua, Hàn Lập trừ lúc ngẫu nhiên cùng đám người lũng ra truyền âm trao đổi tin tức ra thì vẫn một mực bế quan nghiên cứu bí thuật chế tạo ma tinh khôi lỗi. Cùng lúc này, lũng ra lão tổ đem tất cả các ngóc ngách trong huyến giả thành kiến thức qua, sau đó ảo hóa thân phận tìm đến mấy đại thế gia thử trao đổi lấy một ít bát túc ma tích. Tất cả đều thất bại không nằm ngoài dự tính trước kia. Nhưng lũng ra lão tổ không hề tỏ ra tức giận mảy may, vô luận ở linh giới hay ma giới mọi thứ đều có thể đem ra trao đổi, chỉ một điều là thứ dùng để trao đổi có giá trị hay không mà thôi. Cho nên hắn cũng không như vậy mà nản chí, lại nhân cơ hội tạo quan hệ với một tên cao giai đệ tử của Triệu gia, thậm chí còn thường xuyên qua lại trong một thời gian. Thông qua tin tức truyền âm Hàn Lập đối với mọi chuyện đều có chút hiểu biết một hai, nhưng hắn không có ý tứ can thiệp vào, chỉ đợi xem Lung gia lão tổ có phương pháp nào hữu hiệu hay không mà thôi. Nhưng mọi chuyện vẫn chưa có kết quả thì tin tức của đám người linh tộc từ ngoài thành truyền đến. Lung gia lão tổ bắt được tin này tự nhiên mừng rỡ liền cùng hàn lập ra khỏi thành đến địa phương của đám người linh tộc ẩn nấp một lần nữa gặp lại thiên thu thánh nữ tuy đám người linh tộc đến chậm hơn so với lung gia lão tổ một thời gian nhưng lại không mảy may hao tổn tất cả đều hoàn hảo bình yên nhưng trong lúc đối mặt hàn lập không khỏi liếc nhìn gã gọi chi thủy kia vài lần không biết có phải ảo giác không nhưng hắn cảm thấy ẩn sau khuôn mặt tái nhợt vàng vọt kia thì vị khí linh tộc này hơi thở âm hàn khi trước lại tăng thêm vài phần càng nhìn càng mang lại cho tâm thần người ta cảm giác lo lắng bất an Thần niệm Hàn Lập hướng về tên khí linh tộc này quét vài lần, nhưng chỉ vừa tiếp xúc vào cơ thể liền có cảm giác như châu húc xuống biển biến mất không thấy, không một chút hiệu quả. Điều này làm cho hắn nhướng mày suy nghĩ mãi không thôi. Bất quá trừ điều đó ra, lũng ra lão tổ cùng một đám người linh tộc tiến hành trao đổi lại vô cùng thuận lợi. Vị thiên thu thánh nữ này dẫn theo lão nho tên gọi tàng hình che giấu tu vi cùng trà trộn vào bên trong thành, còn đám người còn lại nàng sắp đặt ở chung một chỗ lưu lại bên ngoài chờ đợi tin tức. Sau khi có thêm hai trợ thủ thì lũng gia lão tổ tiếp tục tiến hành kế hoạch cũ, liền lấy triệu gia làm mục tiêu. Một bên không chút do so dự đề cao giá cả để trao đổi, một mặt lén lút dùng các loại phương pháp bất đồng dò hỏi tin tức nơi triệu gia chăn nuôi ma tích cùng các loại cấm chế. Hiển nhiên đám người lũng gia lão tổ lo sợ việc trao đổi không thành nên mới sắp đặt hậu thủ đề phòng vạn nhất. chương 2068, Phản Toán Vào một ngày của hai tháng sau, Hàn Lập, lũng ra lão tổ và đám người đi cùng thiên thu thánh nữ tụ tập cùng nhau tại một động phủ tạm thời hướng đông bên ngoài tòa thành. Cả đám đứng trước mặt một nam tử tóc dài đã ước hẹn khi trước, thần sắc hoàn toàn bất đồng. Vị này là một hợp thể kỳ tu sĩ lâm gia lão tổ, khi trước nguyên bản là một trung niên trắng kiện nam tử nhưng hiện tại da thịt héo rũ, tóc màu xám trắng trở thành điệu bộ già nua đáng thương như một lão nhân tám chục tuổi. Càng cả kinh hơn là một nhãn cầu và một cánh tay của nam tử này đã không cánh mà bay. Khóc mắt sâu hoắn, trống giống dường như cả khỏa nhãn cầu bị người ta mạnh mẽ móc ra. Mà tu vi của vị lâm gia tu sĩ này khi mạnh khi yếu còn lại không đến một phần ba so với khi toàn thịnh, làm người ta có cảm giác thập phần suy yếu đi. Lâm đờ sao o hiếu, người vì sao lại trở nên như vậy? Đám người xung quanh sau khi hết ngạc nhiên rốt cuộc mở miệng trầm trầm hỏi. Nói ra cũng thật mất mặt, lúc tại hạ thân tại nơi man hoang thì gặp một đám nhiếp hồn thú, lúc sợ ý bị chúng hút mất hơn phân nửa pháp lực phải miễn cưỡng đem tự bạo một đám pháp bảo mang theo trong người mới may mắn trốn thoát. Nam tử họ lâm vẻ mặt chua xót ho nhẹ vài tiếng, âm thanh cũng khản đặc khó nghe dị thường. Nhiếp hồn thú, loài thú này tu vi cũng không cao, làm thế nào mà lâm huynh lại bị trung áp bước đến bước này? Thiên thu thánh nữ kinh ngạc hỏi, nếu là nhiếp hồn thú bình thường thì không đáng để lâm mỗ để trong mắt, nhưng lại là một con nhiếp hồn thú biến dị tu vi hợp thể kỳ thì lại khác. Nam tử họ lâm khóe mắt khẽ run rẩy trả lời là nhiếp hồn thú biến dị, đám người xung quanh nghe được khuôn mặt không khỏi biến sắc. Không sai, con thú này ngụy trang giống hệt đám thú bình thường, lại ẩn nấp tại giữa đàn. Ta vì không đề phòng nên bị nó đánh lén, nếu không như vậy thì hẳn đã không rơi vào hoàn cảnh này đi. Nam tử họ lâm hồi tưởng lại sự việc sắc mặt thập phần khó coi. Lâm đờ sao o hiếu đại nạn qua khỏi hẳn sẽ có hậu phước A. À. Nhưng không biết về sau đạo hữu có tính toán gì không. Lung ra lão tổ sắc mắt biến đổi không ngừng, một lúc sau đột nhiên hỏi. Ta hiện giờ chân nguyên hao tổn, pháp lực còn lại không nổi hai ba thành, nếu như phải tiến vào huyễn khiếu sa mạc thực sự là quá sức đi, bây giờ phải lập tức trở về linh giới bế quan vài trăm năm mới mong tu vi hồi phục lại như cũ. Tại hạ sẽ kích phát phần chân nguyên còn lại để phản hồi linh giới, chuyện đi tìm thiên địa linh vật này cũng không nên tính đến nữa đi. Nam tử tóc dài tính toán một hồi không cam lòng nói. Cũng tốt, lấy tình hình lâm đờ sao o hữu hiện nay nếu tiếp tục hẳn có khả năng phải ngã xuống như vậy đi, mấy người bọn ta sẽ lưu lại đây thêm một tháng chờ cho đạo hữu điều dưỡng một chút mới tiếp tục tiến hành kế hoạch trước đây. Lũng ra lão tổ không hề tỏ vẻ ngoài ý muốn, tựa hồ đã nắm chắc mọi chuyện. Cũng đành phải như thế đi, linh tộc chúng ta đối với việc này không có ý kiến, lâm đờ sao o hữu lúc này hãy cứ an tâm dưỡng thương đi. Thiên thu thánh nữ im lặng một hồi rồi gật đầu nói. Nhưng vũ y nữ tử cùng gã họ huy thì không khỏi liếc mắt nhìn nhau một cái, mơ hồ tỏ vẻ thỏ chết cáo xót thương. Dù sao trong đám nhân tộc tu sĩ bọn họ có tu vi kém xa hàn lập cùng lũng ra lão tổ, trong người lại mang thương thế, nói không chừng người tiếp theo chính là một trong hai bọn họ. Bất quá đối với tu sĩ hợp thể kỳ đã tồn tại vô số năm như bọn họ thì loại suy nghĩ này chợt léo qua trong đầu rồi thần sắc lại khôi phục như thường. Hàn lập nghe xong thần sắc khẽ động dường như nhớ đến điều gì, bỗng nhiên hướng đến nam tử tóc dài nói. Tại hạ trong tay có một ít đan dược đôi với thương thế lúc này của đạo hữu có lẽ có chút tác dụng, lâm đờ sao o hữu không ngại dùng một hai a vừa dứt lời hắn liền hướng phía nam tử tóc dài phất tay một cái một cái bình ngọc màu trắng cao chừng vài tấc từ trong tay áo bay tới tu sĩ hợp thể kỳ lâm ra nghe vậy đầu tiên ngẩn ra theo bản năng đưa tay tiếp nhận chiếc bình ngọc mắt nhìn về phía hàn lập tràn đầy nghi hoặc điều này cũng khó trách hàn lập tuy cùng đám người này hợp tác một đoạn thời gian nhưng đôi bên chưa có tiếp xúc qua lại nhiều lắm chứ nói gì đến việc giao hảo Hiện tại đối phương đột nhiên đưa tặng một bình đan dược làm nam tử tóc dài nghi hoặc mãi không thôi. Vị tu sĩ họ Lâm hơi trầm ngâm một chút rồi đưa tay mở chiếc bình ngọc ra, một mùi hương thuốc nồng đậm tràn ngập cả gian phòng. Mọi người thấy vậy tinh thần không khỏi phấn chấn lên vài phần. Nam tử tóc dài đem miệng bình hướng lên hít thử một hơi, nét mặt không khỏi mừng rỡ, sau đó đem chiếc bình hướng lòng bàn tay đổ xuống. Kết quả là một viên đan dược hoa văn xanh biếc từ trong miệng bình lăn ra, xoay tròn rồi nằm im trong lòng bàn tay. Tôi tinh đan, đây đúng là tôi tinh đan. Vừa thấy bóng giang đan hoàn nam tử tóc vàng đã vô cùng mong chờ, sau đó thất thanh kêu lên bộ dáng vui mừng như điên. Khỏa đan dược này chẳng những vô cùng quý hiếm mà quan trọng nhất là đối với thương thế hiện tại của hắn có tác dụng rất lớn. Chẳng những giúp hắn còn hồi phục lại non nửa chân nguyên không sợ sau này tu vi đại giảm, mà còn làm cho thương thế hiện tại không còn đáng lo lắng nữa. Lũng ra lão tổ và đám người thiên thu thánh nữ nhìn thấy khối đan dược trong lòng không khỏi có chút động tâm loại đan dược này đối với tu vi hợp thể hậu kỳ bọn họ chỉ có thể ngộ không thể cầu. Nếu không phải đang ở trong hoàn cảnh này hẳn là hai người bọn họ đã có những hành động khác không chừng. Hàn đạo Hữu quả đan dược này đối với lâm mỗ thật rất có tác dụng. Nhưng vô công bất thọ lộc, Hàn huynh có dụng ý gì không ngại xin mời nói ra đi. Nam tử tóc dài trong lòng kích động dị thường, nhưng sau đó cố gắng kìm chế xuông hướng đến Hàn lập lặng lẽ truyền âm. Hàn lập khóe miệng nhếch lên khẽ cười một tiếng, đồng thời truyền âm lại. Lâm Đờ Sao O Hữu nói như vậy thì Hàn Mỗ cũng sẽ không ngại nói thẳng. Tại hạ có một chuyện nhỏ muốn phiền đến Lâm huynh, không biết đạo hữu có thể giúp đỡ một hai. Hàn huynh đã đem Tôi Tinh đan xuất ra còn sợ ta từ chối sao? Xin cứ tùy tiện nói ra đi, nếu là sự việc không quá khả năng ta quyết sẽ không cự tuyệt. Nam tử tóc dài cân nhắc một hồi rồi quả quyết trả lời. Lâm huynh không cần phải quá căng thẳng như vậy sự việc ta muốn nhờ đạo hữu chỉ là thuận tiện mà thôi nói ra thì gần đây ở trong thành ta cứu được một tiểu nha đầu nhân tộc chúng ta tiểu nha đầu này cùng ta có chút quan hệ sâu xa hy vọng đạo hữu lúc trở về linh giới thì mang theo nàng hơn nữa khi ở linh giới lại chiếu cố đến nàng một thời gian dù sao thì lộ trình tiếp theo thực sự rất nguy hiểm ta càng không thể mang nàng theo trên đường việc này hẳn là dễ dàng đối với đạo hữu đi hàn lập bất động thanh sắc truyền âm nói chỉ là việc này thì tự nhiên không có vấn đề Lâm mỗ cam đoan với người nếu bình an trở về linh giới thì người mà hàn huynh phó thác tuyệt đối bình an vô sự. Nam tử tóc dài có đôi chút ngoài ý muốn, rồi không một chút do dự một lời đáp ứng. Tốt, có như vậy hàn mỗ yên tâm rồi. Hàn lập thản nhiên gập đầu rồi im lặng không nói thêm điều gì. Mà sau khi tia lo lắng trong lòng nam tử tóc dài qua đi, liền không một chút do dự đem viên đan dược trong tay bỏ vào miệng nuốt xuống. Lấy tính hình hiện tại của hắn mà nói, càng đem đan dược phục dụng sớm càng bớt lo lắng về thương thế, tự nhiên một chút trần trừ cũng không có mảy may. Mà đám người lũng ra lão tổ bên kia sớm thấy hai người truyền âm thương lượng sự tình, tự nhiên thức thời không làm chuyện gì quấy dày. Bọn họ tự nhiên rõ ràng hàn lập không vô duyên vô cớ xuất ra đan dược chân quý như vậy, khẳng định đối với to sĩ họ lâm có giao dịch gì đó. Nhưng sự việc hai người trao đổi với nhau thì tự nhiên không mảy may biết chút nào. Lúc này lúng ra lão tổ thần sắc thong dong liền đem sự việc tiếp xúc với đám người triệu gia thuật qua một lần. Đám người thiên thu thánh nữ cùng vũ y nữ tử nghe xong không khỏi nhíu mày một hơi. Nói như vậy thì triệu gia hẳn là đang dở công phu sư tử ngoạm đi, một đầu bát túc ma tích mà cũng dám bán ra với mức giá biến thái như vậy. Vạn năm huyết tử linh chi, băng tinh chi tâm là loại thiên địa linh vật tại mỗi giới đều cực kỳ khó gặp vậy mà cũng dám hướng đến lũng huynh đưa ra xem ra đám người triệu gia thật không có lấy một chút thành ý trao đổi đi thiên thu thánh nữ dung mạo dần trở lên lạnh lùng đứng lên buông một câu ta thấy triệu gia không chỉ có tâm tư không muốn trao đổi a à. hàn lập thản nhiên nói một câu ô vậy ý của hàn huynh ra sao vũ y nữ tử thần sắc khẽ động hàn lập lại cười cười không đáp chỉ sợ triệu gia không những không bán bát túc ma tích cho lão phu mà còn có ý giết người đoạt bảo dù sao cái giá ta báo trước đây cũng đủ làm cho hai tên quỷ ma tôn kia có chút động tâm lúc này lũng gia lão tổ đột nhiên tiếp lời nhưng vẻ mặt thập phần lạnh lùng xem ra lũng huyên đã sớm dự liệu a à, thiên thu thánh nữ nghe vậy khẽ cười một tiếng không sai nếu triệu gia không muốn trao đổi bát túc ma tích thì ba nhà khác hẳn cũng sẽ như vậy đi chúng ta sẽ tương kế tự kế thừa dịp lúc hai tên ma tôn triệu gia đang mưu đồ bảo vật trên người ta ta liền dẫn chúng rời đi mặt khác liền lẻn vào trong triệu gia đem bát túc ma tích trộm đi rồi một mạch chạy vào huyễn khiếu sa mạc lũng gia lão tổ léo lên tia sát khí nói tuyệt diệu triệu gia không có ma tôn tỏa trấn thì đám người khác vô pháp ngăn cản chúng ta bất quá lũng huynh đã tìm được địa phương triệu gia nuôi bát túc ma tích rồi sao vũ y nữ tử mừng rỡ nói hắc hắc lũng mỗ mấy ngày qua trong thành tự nhiên không hề nhàn rỗi đã nắm rõ việc này triệu gia đem bát túc ma tích chia làm hai địa phương một là trong chiêu gia cấm địa nơi này có cấm chế rất mạnh cho dù không có ma tôn tỏa trấn cũng thập phần khó khăn xuất thủ một địa phương khác là nơi tạm thời trú chân của bát túc ma tích theo ta biết thì mỗi nửa tháng triệu gia sẽ có một đám bát túc ma tích từ bên ngoài trở về, như thường lệ sẽ dừng lại nghỉ chân nơi đó ít ngày, đây chính là cơ hội để chúng ta xuống tay. Hàn Huynh đã có hai đầu bát túc ma tích, ta nghĩ chỉ cần đem đám ma tích này đoạt lấy là đủ rồi. Bất quá có vài điều các vị cần chú ý, động thủ thì được nhưng cố gắng không đại khai sát giới cũng như để lột tu vi cùng diện mau. Nếu chẳng may làm cường giả ở các địa vực khác chú ý thì sẽ rất phiền toái dù sao chúng ta sẽ đi qua huyễn khiếu sa mạc mà thân là ma tộc cường giả đều có thể dùng truyền tống trận đi qua đầu bên kia đón đầu chúng ta. Lũng ra lão tổ liền đem mưu kế ra giảng giải một hai. mươi 2069, ngăn cản, việc này lũng huynh yên tâm, chỉ cần triệu ra không có tồn tại ma tôn tỏa chấn thì hẳn là không cần để lộ ra thần thông cảnh giới chân chính đi. Sau khi đoạt được bát túc ma tích đến tay thì sẽ lập tức rời đi không cần quan tâm thêm các chuyện không cần thiết khác. Thiên thu thánh nữ thản nhiên cười nói thập phần tự tin. Hàn Lập cùng vũ y nữ tử cũng không có ý kiến gì thêm. Lũng ra lão tổ thấy vậy cũng gật đầu cho là đúng. Vì thế khoảng thời gian tiếp theo đám người liền đi vào thương lượng kế hoạch, cẩn thận vạch ra từng chi tiết, từng bước đi sự tình. Mấy canh giờ sau đám người lũng ra lão tổ cùng Hàn Lập lại ly khai động phủ quay về huyễn dạ thành. Trong khoảng thời gian 2 tháng tiếp theo, Hàn Lập vẫn một mực ở trong lầu các tu luyện và chờ đến thời điểm ước định. Trong thời gian đó, Lũng Gia Lão Tổ mấy lần truyền tin tới thông báo mọi việc vẫn tiến hành rất thuận lợi. Lũng Gia Lão Tổ chẳng những làm đám người triệu gia tâm nổi lòng tham, thậm chí còn tỉ mỉ bày mưu tính kế khiến hai tên ma tôn của triệu gia quyết định tự mình động thủ. Chính thời điểm này Lũng Gia Lão Tổ vẫn một mực ở trong huyến giả thành nên đám người triệu gia hoàn toàn không có cơ hội động thủ. Vào một ngày, Hàn Lập đang tỏa tính trong tòa lầu các thì đột nhiên có âm thanh nho nhỏ bên người vang lên, một đoàn bạch quang bay ra chợt lóe lên huyến hóa thành đám sương mù, bên trên hiện ra là đoạn văn tự dài chừng hơn chục chữ. Hàn lập đảo mắt qua đám văn tự vài lần rồi mỉm cười đi xuống dưới lầu. Bên dưới đại sảnh lầu một là Chu Quả Nhi đang thành thành thật thật ngồi trên một chiếc ghế dài chắn ngang cửa lớn, một tay ôm cầm ngẩn ngơ. Vừa thấy bóng dáng Hàn Lập đi xuống, tiểu nha đầu này choàng tỉnh chạy lại chào hỏi. Bây giờ ngươi không cần ở lại đây nữa, theo ta đi một chuyến. Hàn Lập thản nhiên phân phó một tiếng xong như sớm có quyết định liền đi thẳng ra đến cửa lớn. Chu Quả Nhi nghe xong đầu tiên ngẩn ngơ nhưng sau đó không khỏi kinh hỉ ngoài mặt. Trong miệng liền đáp vâng một tiếng rồi vội vàng đi theo sau lưng Hàn Lập. Mặc dù khoảng thời gian ở cùng Hàn Lập nàng không bị dù chỉ một chút ngược đãi, nhưng suốt ngày bị ước thúc trong địa phương căn lầu các thì tự nhiên trong lòng có chút buồn bực như phải giam cầm. Hiện tại có thể được ra ngoài quả nhiên mừng rỡ không thôi. Ly khai khỏi tòa lầu, Hàn Lập gọi một chiếc thú xa đem theo Chu Quả Nhi ra ngoài huyễn dạ thành. Vừa ra khỏi cổng sau, Hàn Lập đem theo chu quả nhi hóa thành một đạo độn quang hướng về một đỉnh núi vô danh mà bay tới. Không lâu sau, trong độn quang đám người Hàn Lập từ từ hạ xuống. Nam tử tóc dài họ Lâm lúc này đang chờ dưới một gốc cây đại thụ trên đỉnh núi, vừa thấy bóng dáng Hàn Lập liền tươi cười bước ra nghênh đón. Vị tu sĩ hợp thể kỳ này nguyên bản vẫn mang thương thế, nhưng màu tóc khi trước màu xám trắng thì nay đã trở lại màu đen, trên khuôn mặt cũng hồng hào thêm vài phần. Để được điều này hẳn là khỏa tôi tinh đan mà Hàn Lập cho ngày đó có công lao rất lớn. Hàn huynh quả nhiên giữ tín a, à, tiểu nha đầu này chính là tên vãn bối ngươi nói khi trước sao? Nam tử tóc dài đảo mắt nhìn qua Chu Quả Nhi chợt hỏi. Không sai, nha đầu này đối với ta có chút uyên nguyên sâu xa. Đành phiền Đạo Hữu đưa nàng về linh giới, chờ sau khi mọi việc ở ma giới kết thúc ta sẽ đến đón nàng đi. Hàn Lập bất động thanh sắc trả lời, Đạo Hữu hãy yên tâm đan dược ta đã nhận tự nhiên sẽ đảm bảo bình an cho nàng. Đám người lũng huynh hai ngày nữa sẽ bắt đầu kế hoạch, việc này không nên chậm chế nữa, ngày hôm nay ta sẽ khởi hành. Nam tử tóc dài nghiêm chỉnh nói, ân, lâm đờ sao o hiếu đi sớm một chút cũng tốt, để phòng vãn nhất bị liên lụy vào phiền toái ngoại ý. Hàn lập gật đầu đồng ý sau đó quay qua chu quả nhi nói. Người gặp ta ở đây coi như cũng có chút duyên phận, nay ta giúp người trở lại nhân tộc đi, Người này là thái thượng lão tổ của một trong mấy đại thế gia của nhân tộc, lâm đờ sao o hiếu, người đi cùng người này hẳn sẽ bình yên vô sự. Còn lại mọi chuyện đợi đến khi gặp lại ta sẽ cho người biết sau. Chu Quả Nhi đang đứng một bên nghe được đành trợn mắt há mồm, môi khẽ nhúc nhích như định hỏi điều gì đó. Nhưng đúng lúc này, tay áo Hàn Lập khẽ phất lên. Một cỗ quang hà bay ra, Hàn Lập liền hóa thành một đạo thanh hồng nháy ma ly khai. Trên đỉnh núi lúc này chỉ còn lại hai cái thân ảnh của nam tử tóc dài và Chu Quả Nhi, tiểu nha đầu không cần lo lắng, Hàn Huynh đã mang người giao cho ta thì ta sẽ đưa người an toàn về linh giới. Nam tử tóc dài thản nhiên nhìn Chu Quả Nhi nói một câu. Linh giới, vậy ra tiền bối thật sự là người của nhân tộc. Hàn tiền bối không lẽ cũng là, Chu Quả Nhi dù sao cũng là người thông minh dị thường, bất quá khi nỗi khiếp sợ ban đầu qua đi thì vẫn có chút không thể tin được cất tiếng. Hắc hắc, lấy thân phận của ta cùng Hàn Huynh đi lừa gạt một tên kết đan tiểu nha đầu nhà ngươi làm gì. Nam tử tóc dài bật cười hắc hắc nhưng khi nãy hàn tiến bối nói có quan hệ sâu xa cùng vãn bối là thế nào xin tiền bối chỉ bảo cho một hai chu quả nhi hưng phấn một lúc bỗng nhiên như sực nhớ ra điều gì liền hỏi điều này ta cũng không biết chẳng lẽ hàn huynh chưa nói qua với ngươi sao nam tử tóc dài có chút kinh ngạc ngay cả việc hàn tiền bối không phải là ma tộc vãn bối cũng mới vừa biết đến như thế nào hiểu được mình cùng hàn tiền bối có quan hệ sâu xa gì chu quả nhi nét mặt không khỏi lộ ra vẻ hoang mang Chu của Nhi hồi tưởng lại khi Hàn Lập đem chuyện nàng tu luyện tố nữ luân hồi công tra vấn, trong lòng đã có chút phỏng đoán đôi chút nhưng lại không dám xác thực. Nam tử tóc dài tuy đối với quan hệ giữa Hàn Lập và Chu Quả Nhi có đôi phần tò mò nhưng cũng không hỏi han gì thêm, chỉ dặn dò vài câu rồi nâng tay thả ra một chiếc phi chu màu đen tuyển bay tới. Phía trước phi chu là vài con khôi lỗi giống như dao mà không phải là dao đang nằm sấp quay đầu về phái trước. Nam tử ở dưới ngoắc tay một cái, hai người bước lên phi chu, sau đó dưới sự điều khiển của đám thú hình khôi lỗi chiếc thuyền nhắm thẳng hướng man hoang phá không rời đi. Bởi lo lắng đám người lúng ra lão tổ sẽ hành động sớm nên sau khi ra khỏi phụ cận nguyễn Dạ Thành, nam tử tóc dài lệnh cho đám khôi lỗi thú điều khiển phi chu toàn lực bay đi. Sau nửa ngày phi hành không mệt mỏi, phi chu liền xuất hiện ở một nơi cách đó trăm ngàn dặm. Nhìn xuống phía dưới là vô số ụ đất nhấp nhiều cao thấp, xa xa là một mảng như ẩn như hiện đồi núi liên miên không dứt, tất cả đều như như chớp nháy mắt vụt qua. Đúng lúc này trong tai nam tử tóc dài là một giọng nói nữ tử thản nhiên truyền đến. Nếu đã tới nơi này thì cũng nên dừng lại ở đây đi. Âm thanh vừa dứt, phía hư không trên đầu bông nhiên dao động, vô số cánh hoa màu phấn hồng hiện ra rồi ngưng tụ thành một cái thủ chảo lớn hơn trăm trượng, khí thể phô thiên cái địa đánh xuống. Trong nhất thời không khí xung quanh mang theo hương hoa thơm ngát ập vào mặt giống như toàn bộ trời đất nghiêng ngả, cho dù muốn trốn tránh cũng không được. Bất hảo, nam tử tóc dài thấy cảnh này nhất thời đại loạn hét lên một tiếng, một tay bấm niệm thần chú, tay còn lại hướng lên trời dương lên. Trong phút chốc, mấy đầu thú hình khôi lỗi kéo xe phía trước ngửa cổ lên trời phun ra nhiều loại bất đồng màu sắc quang trụ, đồng thời một luồng tinh quang lóe lên nhanh như chấp tạo thành một màn hào quang đem đám người trên xe phủ kín nghiêm mật bảo hộ. Cùng lúc đó một chiếc cốt nhận xung quanh được bao phủ hắc khí lập lè từ trong tay bắn ra, nhoáng một cái đón gió lớn lên thành một cái cự nhận thô dày to hơn 10 trường. Cự nhận lại hướng về bàn tay hồng phấn khổng lồ đón đầu chảm xuống một kích nơi cự nhận đi qua, không ra hai bên như mở hồ vặn vẹo, dường như muốn sụp đổ bất cứ lúc nào. Nam tử tóc dài không hổ danh là tu sĩ hợp thể kỳ, ngay cả lúc tu vi đại giảm lại thập phần kinh sợ nhưng đã ra tay là khí thế long trời lở đất. Ngay sau đó đám cột sáng cùng cự nhận đánh chúng đại thủ khổng lồ. Một tiếng nổ kinh thiên truyền đến, trong phạm vi hơn trăm dặm xung quanh đều vang lên tiếng ông ông cộng hưởng. Đám cột sáng bị bàn tay màu phấn hồng phát ra một tầng bụi phấn thổi qua mà tan, còn cây cốt nhận dù to lớn đến mấy cũng không thể ngăn được cự lực, liền tắc tắc vỡ vụn ra. Tu sĩ hợp thể kỳ họ lâm sắc mặt tái nhợt, đồng tư co rút lại đang muốn thi triển thêm thần thông khác ngăn cản đại thủ đang áp xuống nhưng đã muộn. Chỉ thấy trên không đám ánh sáng màu phấn hồng một hơi bay xuống đem màn hào quang đang che chắn bên ngoài xé rách ra. Nam tử tóc dài chỉ cảm thấy có vô số cánh hoa màu phấn hồng mang theo một làn hương thơn kỳ dị ập đến, pháp lực trong thân thê bị ngưng trệ, mọi thứ trong nháy mắt đều trở nên hỗn loạn. Chỉ trong một khắc choáng váng, trong tai liền truyền đến một tiếng thét chói tai phát ra từ chu quả nhi. Nam tử tóc dài chỉ đành cười khổ, nửa ngày trước hắn còn hứa hẹn với Hàn Lập, giờ thì kết quả là bản thân cũng khó bảo toàn. Bất quá nếu không phải một thân pháp lực của hắn mất đi hơn phân nửa thì sẽ không phải không tiếp được một kích khi nãy. Ý niệm này mới thoáng qua trong đầu nam tử tóc dài thì thần trí dần mơ hồ đi, cả người ngã quỵ xuống rồi như bị kéo bay lên bầu trời. Một lúc sau trong một mảng rừng rậm âm u, nam tử tóc dài mơ màng tỉnh lại. Lúc này từ thân thể hắn liền truyền đến một tia cảm nhận khác thường, liền nhấp nháy mi mắt một hồi rồi nhìn xuống. Lúc này hắn bị một đám dây hoa trói chặt, khắp thân thể được bao quanh bởi một phiến kỳ hoa nhìn thập phần xinh đẹp. Nhưng coi kỹ lại thì toàn thân vô lực, tại đan điền mọi cửa đều trống rỗng, một tia pháp lực cũng không thể phục hồi. Nam tử tóc dài thấy tình hình này trong lòng không khỏi trầm xuống, hai mắt hướng phía gần đó nhìn lại. Kết quả chưa thấy được điều gì thì một âm thanh thô kệch của nam tử gần đó bỗng nhiên truyền đến. Bảo hoa đại nhân, tên tiểu tử nhân tộc dường như đã muốn tỉnh lại. Nam tử tóc dài dùng mình không dám nghĩ nhiều nhìn lại. Chỉ thấy trên một cái ụ đất có một hắc giáp đại hán khuôn mặt xấu xí, trên mặt lộ ra một đôi răng nanh, hai tay chắp sau lưng đang lạnh lùng nhìn hắn. Là ma tôn ma tộc, nam tử tóc dài với điều này đã sớm đoán trước nên cũng không có nhiều lắm ngạc nhiên biểu tình, ngược lại ánh mắt sớm nhìn qua một cây đại thụ cách đó không xa dưới tán cây là một mảng hoa màu phấn hồng chấp động không thôi. Sau khi âm thanh của hắc giáp đại hán vang lên, mảng quang hà liền biến mất hiện ra một nữ tử thân y màu trắng dung mạo vô cùng xinh đẹp. Bạch hy nữ tử nguyên bản đôi mắt đang khẽ nhắm, ngay khi nam tử tóc dài tỉnh dậy nàng tựa hồ có cảm ứng cũng khẽ mở mi ngọc ra, vừa vặn đối mặt với ánh mắt của nam tử. Chỉ trong phút chốc, nam tử đang nằm bất động thần trí lập tức bị si mê, chỉ cảm thấy dường như ánh mắt nữ tử hàm chứa một loại ý tứ băng trinh thân thiết không biết tên, lồng ngực chợt nóng bừng lên thậm chí trong đầu còn nảy sinh ra ý niệm vì đối phương mà không tiếc hy sinh thân mình. chương 2070, Nhị Tiến Nguyễn Khiếu Bất quá nam tử tóc dài dù sao cũng là một tu sĩ hợp thể kỳ thành danh đã nhiều năm, ngay lúc cảm giác khác thường vừa mới sinh ra thì bản thân đã kịp phát giác. Lúc này đột nhiên nam tử tóc dài cắn mạnh đầu lưỡi há mồn phun ra một ngụm máu huyết. Nhờ có sự đau đớn thức tỉnh nên ngay sau đó thần trí liền khôi phục bình thường, nhưng ánh mắt nam tử lúc này nhìn về phía bạch y nữ tử như nhìn phải độc hạt tràn đầy vẻ sợ hãi đại thừa kỳ ngươi là ma tộc thánh tổ nam tử tóc dài tuy pháp lực đã hao tổn gần hết nhưng thần niệm vẫn vô cùng cường đại như trước vậy mà đối phương mới chỉ nhìn một cái đã lâm vào tình huống nguy hiểm đến như vậy việc này không phải là việc mà tu sĩ hợp thể kỳ có thể làm được hắn liền nghĩ đến loại tồn tại không muốn đụng phải nhất ở ma giới thánh tổ cứ tạm xem như vậy đi ta có một sự tình cần hỏi ngươi nếu ngươi thành thật ngoan ngoãn nghe lời thì không những được thanh thản chết đi mà ta còn có thể cho ngươi một cơ hội đi vào luân hồi. Còn nếu không nghe lời hẳn ta sẽ dùng phương pháp đặc thù cho ngươi hồn phi phách tán. Bạch y nữ tử chính là bảo hoa thánh tổ người luôn đi theo phía sau hàn lập, giờ phút này nàng đang thản nhiên hướng về nam tử tóc dài hỏi. Đã rơi vào tay tiền bối hẳn lâm mỗ cũng không còn cách nào khác. Tiền bối xin cứ tự nhiên đi, tu sĩ họ lâm sắc mặt âm trầm bất định một hồi lại cười khổ nói người quả nhiên là người thức thời, bây giờ đem nguyên thần của ngươi giao cho ta đi. Bảo Hoa Thánh Tổ khẽ mỉm cười, trong khoảnh khắc trăm ngàn đóa hoa như biến sắc trước nụ cười của nàng, nhưng lúc này nàng lại hướng ngọc chỉ về phía Nam Tử đang bị dây hoa bó chặt mà điểm. Phốc suy một tiếng vang lên, một giải linh quang màu phấn hồng bắn ra, sau một cái chớp động liền hóa thành một đóa quang hoa lất phất bay đến nhập vào giữa chán Nam Tử. Nam Tử sắc mặt đại biến, thở dài do dự một lúc nhưng không hề ngăn cản liền đem nguyên thần phóng xuất ra ngoài. Ngay sau đó mi mắt của nam tử hờ khép, đôi mắt cũng dần trở lên ảm đạm, trên trán hiện ra mấy đạo kỳ bí ma văn màu phấn hồng lúc sáng lúc tối, chấp động không ngừng, điệu bộ thập phần quỷ dị. Đại hán xấu xí đứng bên cạnh nhìn tình cảnh của nam tử tóc dài khóe miệng cười lạnh. Ước chừng thời gian uống hết một tuần trà qua đi, khóe mi bạch y nữ tử khẽ chấp, bàn tay ngọc ngà không một chút tỉ vết khẽ đưa lên bấm chú. Dây hoa nguyên bản đang trói chặt nam tử tóc dài bỗng nhiên nới lỏng, rồi cả đám liền hóa thành một quả cầu hỏa diễm đỏ sậm đem thân hình nam tử trong đó biến thành cho tàn. Ở dưa chỉ còn lại một ngọn lửa bạch sắc vẫn bình yên vô sự, cuối cùng gào lên một tiếng tận cử thiên rồi bay lên cao. Sau khi lên tới hơn trăm trượng thì lóe lên một cái tiêu thất không thấy bóng dáng. Bảo hoa thánh tổ đối với những việc này làm như không biết, bàn tay ngọc ngà đang bấm quyết cũng duỗi ra hướng về phía trước chụp một chảo. Siêu một tiếng, một đóa kỳ hoa màu phấn hồng trong hỏa diễm phiêu phù hiện ra, nhắm thẳng đến nữ tử bay đi rồi chậm chậm hạ xuống tay nàng lóe lên một cái rồi biến mất không thấy bạch y nữ tử trên mặt hiện ra vài đạo ma văn tương tự màu hồng nhạt hai con ngươi tinh quang lưu chuyển không ngừng rồi cứ như vậy từ từ hai mắt khép lại trong ma văn chấp động không ngừng bạch y nữ tử một chút biểu tình cũng không lộ ra dường như đã hóa thành một tòa tượng băng mà hắc giáp đại hán đi đến cách nữ tử vài bước thành thành thật thật đứng im một bên chừng nửa canh giờ sau đôi mắt nữ tử chớp động mở ra để lộ một cặp nhãn châu đen lấy dưới đôi bờ mi cong bảo hao đại nhân chắc hẳn người đã tìm được tin tức hữu dụng a hắc giáp nam tử thấy vậy không khỏi tò mò khẽ hỏi đúng là có một ít nhưng cũng không tính là quá nhiều đi nhưng thật ra bọn chúng tiến vào ma giới vì có muốn có được hai kiện đồ vật là tẩy linh trì cùng tịnh tinh liên quả nhiên ngoài sự suy nghĩ của ta bảo hoa thánh tổ có chút đăm chiêu nói tẩy linh trì tịnh tinh liên Chúng là thứ gì mà làm bọn hắn cam tâm mạo hiểm như vậy a? À? Hắc giáp đại hán nghi hoặc thẳng thốt, biết đến hai vật này, đếm cả thánh giới chúng ta hẳn không có nhiều hơn 10 người đi. Cho dù là thánh tổ cũng không hẳn đối với chúng có thể nhận biết. Người không biết cũng không có gì là kỳ quái. Nữ tử bình thản trả lời, hai vật đó chắc phải có chỗ thần kỳ nào đó, chỉ như vậy mới khiến đám người linh giới đông đúc kéo nhau đến đây, nếu như vậy giá trị hẳn không phải quá nhỏ đi hắc giáp hán tử đôi mắt mở to lưu chuyển có chút kích động nói việc này ngươi không cần quá mức quan tâm đi hai vật đó đối với đám người linh giới thì huyền diệu phi thường nhưng đối với người của thánh tộc chúng ta lại một chút tác dụng cũng không có tựa hồ nhìn thấu suy nghĩ trong lòng hán tử bảo hoa thánh tổ thản nhiên nói nếu đối với thánh tộc chúng ta vô dụng vậy tiểu nhân đối với chúng cũng không có hứng thú a à. đại hán há miệng gãi đầu trả lời đã biết mục đích của bọn chúng thì nơi bọn chúng sẽ đến ta đã khá rõ ràng thời gian tiếp theo chúng ta không cần phải tiến vào huyễn khiếu sa mắc nữa, cứ trực tiếp đến chờ tại địa điểm bọn chúng sẽ đến là được. Ta lần này trở về thánh giới nguyên bản sẽ phải làm cho xong việc này nhưng trước mắt phải đi tìm mấy vị bằng hữu cũ. Còn bây giờ chúng ta nên đi sơ một chút thôi. Bảo Hoa Thánh Tổ ngẩng mặt ngắm nhìn bầu trời trong mắt lóe lên một tia dị sắc nói. Vô luận Bảo Hoa Đại Nhân muốn đến đâu thì thuộc hạ cũng xin liều chết đi theo. Hắc giáp đại hán không hề nghĩ ngợi thốt ra. Bảo hoa thánh tổ vẻ mặt thoáng hài lòng nhưng lại như nhớ ra điều gì liền phân phó. Tên tiểu nha đầu nhân tộc kia đối với ta còn có chút hữu dụng, người hãy quay lại mang theo nàng ta đi cùng, tạm thời đừng để nàng phải bị tổn thương đến tính mạng. Tuân mệnh, đại hán thoáng chút kinh ngạc nhưng lại không người đáp, bạch hy nữ tử quay đầu nhìn về huyễn giả dạ thành phía xa trên mặt khẽ hiện ra một nụ cười quỷ dị, tay áo phất ra một cái, theo đó từ bên trong truyền đến vô số tiếng sấm nổ vang hắc giáp đại hán thấy cảnh này liền không chút do dự hướng phía phụ cận chụp một chảo, hai chân khẽ dẫm một cái, thân hình nhoáng lên như tên bay vào trong cột lốc. Mà trong hố đất bên cạnh vang lên âm thanh muộn hưởng, một thân hình yêu kiều nhỏ nhắn nhất thời phi ra rồi léo lên gia nhập vào bên trong lốc xoáy. Đúng là chu quả nhi với vẻ mặt rất hoảng sợ, phong trụ nổ vang một tiếng rồi bạo liệt ra, vô số quang điểm màu phấn hồng trôi nổi trong không trung thế nhưng bóng dáng của ba người bọn họ lại vô ảnh vô tung. Hoàng hôn hai ngày sau, trên một đống đất cao bất động bên ngoài huyễn khiếu sa mạc có hai đầu bát túc ma tích đang nửa nằm nửa, nửa quỳ dưới nền đất mà trên lưng chúng có hai bóng người đang vững vàng ngồi đó trong đó một người mặc trường bào màu xanh người còn lại là một lão giả mặc nho phục đúng là hàn lập cùng vị thánh linh lão nho bên linh tộc cả hai người đều ngồi xếp bằng trên lưng bát túc ma tích không nói điều gì giống như đang chờ đợi điều gì đó từ phía sau hai người bọn họ lúc trước được lũng ra lão tổ an bài trở tại nơi đây tiếp ứng cho đám người còn lại không biết trải qua bao lâu, bầu trời hướng huyễn dạ thành có linh quang chấp động. Tiếp đó có mấy đạo độn quang lóe lên rồi hướng thẳng đám người Hàn Lập thản nhiên bay tới. Hàn Lập cùng lão nho thần sắc khẽ động, sau vài cái chấp động, trong độn quang từ từ hạ xuống hiện ra hình dáng của vũ y nữ tử cùng đám người thiên thu thánh nữ. Hàn Lập hướng lên đám người phía trên đảo qua tùy ý trước cười sau nói. Các vị đạo hữu xem ra hành động rất thuận lợi a à. Hàn Huynh như vậy đã đoán ra triệu gia đã không có hai gã ma tôn kia tỏa chấn thì đám cấm chế còn lại sao có thể ngăn được bọn ta liên thủ. Chuyến này thu được tổng cộng 8 con bát túc ma tích, như vậy ngoài việc mỗi người dùng một đầu thì chúng ta vẫn còn dư một con A. Vũ y nữ tử thản nhiên cười nói, xem bộ dáng của nàng thì hiển nhiên mọi việc khi trước thật vô cùng thoải mái. Như vậy tốt lắm, chúng ta chỉ cần đợi lũng huynh cùng bạch thích đạo hữu trở về là lập tức có thể lên đường lấy tu vi bọn họ là hợp thể hậu kỳ thì việc bỏ rơi hai tên ma tôn hẳn không phải là chuyện tình quá khó khăn đi hàn lập gật đầu cười nói nhưng ánh mắt lại làm như vô ý dò xét tên linh tộc gọi chi thủy kia trong lòng không khỏi nhướng mày tựa hồ âm hàn khí trên người vị linh tộc này so với lúc trước lại trở lên cường đại hơn một phần nhưng tên linh tộc này vẻ mặt không chút thay đổi cả người toát ra hàn khí trầm trầm đối với ánh mắt của hàn lập xem như không biết bộ dáng thập phần chỉ độn đờ đẫn ha ha hàn huynh không cần lo lắng lũng mỗ cùng bạch đạo hữu đã sớm thoát khỏi hãi tên ma tôn triệu gia kia tiếp theo không gian dao động khuôn mặt tươi cười của lũng gia lão tổ cùng một bạch diệp hào quang đồng thời hiện lên nguyên lai lũng đạo hữu đã về tới không biết hai tên chiêu gia ma tôn kia hiện thời ở nơi nào hàn lập long nghi khẽ nhíu lại hỏi hàn đạo hữu yên tâm bọn chúng bị chúng ta dẫn dụ vào một cái pháp trận được bố trí tỉ mỉ từ trước nếu không có thời gian một hai ngày thì khó lòng có thể thoát ra được Bên trong đám bạch quang tu sĩ tên gọi bạch thích thản nhiên trả lời. Thật tốt quá, nếu mọi người đã đến đông đủ, vậy chúng ta hãy lấy bát túc ma tích ra rồi lập tức lên đường thôi. Thiên thu thánh nữ mừng rỡ nói, vậy làm theo lời thiên thu tỷ tỷ đi, thiếp thân cũng đang có ý này. Diệp gia nữ tử cũng một lời đồng ý, những người khác tự nhiên cũng không có ý tứ phản đối, lúc này vũ y nữ tử cùng thiên thu thánh nữ khẽ rung tay lên, nhất thời thả ra một đầu bát túc ma tích. Đám người lúng ra lão tổ cũng xoay người ngồi lên ma thú, rồi hướng huyễn khiếu sa mạc chạy đi như bay, thoáng chốc đã chìm vào gió cắt không thấy bóng dáng. Một ngày sau, ở một nơi xa cuối chân trời đột nhiên chuyển đến một tiếng xé gió, hai luồng huyết quang chấp động từ trên trời lao xuống. Sau khi hào quang tắt đi, tại ụ đất cao nơi đám người hàn lập ngồi ban đầu hiện ra hai lão giả khô gầy mặc cẩm bào, vẻ mặt thập phần giữ tợn phát ra sát khí màu đen. Khí tức bọn hắn còn lưu lại đây, như vậy hẳn là đã tiến vào huyễn khiếu sa mạc đi một gã lão giả nhìn xung quanh đánh ra đôi chút rồi quay về phía xa mạc sắc mặt khó coi dị thường. chương 2071, Thú Tôn Điện Quan sát những dấu vết còn lưu lại ở đây thì dường như có không ít người, nói vậy thì tin tức mà ta thu được khi đột kích pháp trận của đối phương quả thật không giả, mà tích của triệu gia bị cướp đi cũng có quan hệ với nhóm người này. Một lão già khác nhất thời giận dữ nói, chỉ sợ phần nhiều là như vậy, nếu những người đó cũng là đồng bọn của hai người kia e rằng tu vi thần thông đích thực không phải là người mà đệ tử chúng ta lưu lại có thể ngăn cản xem ra triệu gia đã sớm bị người khác dòm ngó hành động hôm qua của chúng chính là cố tình lôi kéo sự chú ý của triệu gia bảo mấy con ma tích kia mới là mục tiêu trọng yếu của bọn chúng nếu không cũng sẽ không trốn vào huyễn khiếu sa mạc nhanh như vậy lão già mở miệng đầu tiên thở dài bất đắc dĩ không biết những tên trộm đó có lai lịch như thế nào không ngờ lại dám có chủ ý đối với triệu gia chúng ta không thể bỏ qua dễ dàng như vậy, thù này không thể không báo. Nếu không về sau triệu ra chúng ta sao có thể còn chỗ đứng ở huyến giả thành nữa. Lão già kia thì lại nghiến răng nghiến lợi nói, báo thù, e rằng đây không phải là chuyện dễ dàng. Tuy hai người dụ chúng ta đến đây chỉ để lộ tu vi luyện hư nhưng chỉ e đó không phải là tu vi cảnh giới thật sự của họ. Lão già nói đầu tiên lắc đầu trả lời, ý của huynh trưởng là hai người đó cũng là tồn tại cấp ma tôn ư. Không thể nào, Người xâm nhập triệu gia chúng ta cũng có tu vi không chênh lệch lắm. Nếu nói như vậy, khó trách lại không xem triệu gia bảo chúng ta ra gì, dám có chủ ý với Ma Tích. Nhưng từ lúc nào lại có một đám lão quái đến huyễn giả thành chúng ta? Vì sao không nhận được chút tin tức nào? Lão già kia nghe xong liền ngẫm nghĩ một lát, sau đó không nhịn được hút một ngụm lương khí. Ta cũng không chắc chắn đó là đồng bọn của hai vị này, có lẽ chỉ là một đám thủ hạ của bọn hắn mà thôi chỉ có điều dù như vậy nhưng tu vi hai người này sẽ không dưới ta và ngươi hơn nữa bọn hắn đã đi sâu vào huyễn khiếu sa mạc chỉ bằng sức của triệu gia e rằng khó mà đòi lại công đạo được về phần một vài tin đồn liên quan thu được khi trước quả là có chút kỳ quái bọn họ hoặc là che giấu tu vi cùng tướng mạo vốn có của mình hoặc thật sự là người ở bên ngoài thành trước giờ chưa từng tiến vào huyễn dạ thành lão già mở miệng đầu tiên trầm ngâm một lát rồi nói phải quên việc này đi như vậy sao lão già kia tỏ vẻ giận dữ nói theo những tin tức thu được, đồng bọn của hai người kia cũng không đại khai sát giới ở Triệu gia bảo, chỉ có vài đệ tử không quan trọng bị bọn họ diệt khẩu. Tuy rằng mấy con ma tích bị mất lần này vô cùng quan trọng đối với Triệu gia chúng ta, song cũng không đến mức làm lung lay gốc rễ của Triệu gia. Về phần vấn đề thanh danh, lát nữa chúng ta tùy tiện tìm vài tên không vừa mắt diệt sát là được, coi như bọn hắn là đồng bọn của đám người kia, đối với bên ngoài thì chúng một chút là được." Lão già mở miệng đầu tiên âm trầm nói, dường như đã tính trước việc này. Làm như vậy chẳng phải là có phần lừa mình dối người sao? Cục giận này có thể ta không nhịn không được đâu. Lão già kia nghe xong liền giật mình trong chốc lát, sau đó dậm chân nói: "Nhịn không được cũng phải nhịn, ta và ngươi là hai chỗ dựa duy nhất của Triệu gia, bất cứ người nào gặp chuyện không may đều có thể làm Triệu gia suy yếu. Vì sự hưng thịnh của Triệu gia, cũng chỉ có thể nuốt cục giận này vào, chỉ có điều nếu Huyền Đệ thật sự không thể tiêu nổi mối hận trong lòng cũng không cần ta và ngươi phải động thủ, hoàn toàn có thể mượn đau giết người." lão già mở miệng trước trầm xuống rồi nói mượn đao giết người sắc mặt lão già kia hơi đổi lộ ra vẻ đăm chiêu không sai khi trở về ngươi hãy liên hệ một chút với người của thú tôn điện mời bọn họ thay ta xuất thủ một lần về phần thù lao cho việc xuất thủ có thể dùng khoản ma thạch giữ chữ trong tộc nhưng có điều phải nói trước bất kể thú tôn điện có thành công hay không chúng ta chỉ mời lần này mà thôi cho dù đám người đó không tổn hại một cọng lông ta cũng không cho phép ngươi lại dùng thủ đoạn khác để tìm bọn họ gây phiền toái. Ngoài ra, lúc liên hệ với thú tôn điện không được để lộ thân phận của chúng ta. Lão già nói trước nghiêm mặt nói, huynh trưởng cứ yên tâm, ta biết phải làm thế nào. Hắc hắc, nếu đám quái vật của thú tôn điện ra tay, dù nhóm người này là bất tử nhưng tuyệt đối sẽ phải chảy vi chóc phẩy. Chỉ có điều nếu phải tiêu khoản ma thạch này, chỉ sợ triệu ra phải túng thiếu một khoảng thời gian. Lão già kia trước tiên mừng rỡ, tiếp đó lại có chút núi tiếc nói. Hừ, mỗi người trong đám lão quái vật kia đều có tu vi không dưới ta và ngươi, hơn nữa, luận về kinh nghiệm đánh nhau sống chết lại càng không phải là những ma tộc thông thường như chúng ta có thể sánh được. Thù lao để mời bọn họ thật ra cũng không tính là thái quá, có điều việc mời bọn họ đi vào huyễn khiếu sa mạc đuổi giết đám người kia cũng không thực tế, chỉ có thể chờ lúc bọn hắn ra khỏi sa mạc rồi mời thú tôn điện động thủ. Lão già đầu tiên hừ một tiếng rồi nói, như vậy cũng tốt, chỉ cần thú tôn điện phái người theo dõi mấy thành thị lân cận huyễn khiếu sa mạc, thế nào cũng có thể tìm ra tung tích của đám người kia, có điều không biết đám người kia đi vào huyễn khiếu sa mạc để làm gì, cũng chẳng biết bao giờ mới ra khỏi đó. Trên mặt lão già kia lộ ra vẻ dữ tợn, nói, đã phải trích máu thì bỏ thêm một chút cũng không sao cả, cứ định ra thời hạn trăm năm đi. Nếu đám người này có thể ở lại trong sa mạc trăm năm mà không ra, khoản ma thạch kia tặng không cho thú tôn điện cũng chẳng sao. Việc này không nên chậm trễ, chúng ta hãy lập tức quay lại thành rồi chia nhau làm việc đi. Lão già đầu tiên đưa mắt nhìn về sa mạc ở phương xa, không chút do dự nói. Lão già kia đương nhiên không hề có ý kiến đối với việc này, vì thế ma khí ngoài thân hai người lập tức cuồn cuộn, sau đó hóa thành hai luồng hắc quang phá không bay lên, lao thẳng về phía huyễn dạ thành. Mà bốn tháng sau khi đám người Hàn Lập đi vào trong huyễn khiếu sa mạc mới có đệ tử của một đại gia tộc khác phương ra mang theo vài con ma tích, vô cùng cẩn thận tiến vào bên trong sa mạc. Lúc này, việc ma tích của triệu gia bị cướp đi gây ra một trận rối loạn ở huyễn giả thành cũng dần dần chìm xuống. Sau một phen điều tra, mặc dù hai vị ma tôn của triệu gia cũng mơ hồ liên hệ việc này với chuyện hàn lập mất tích nhưng không có bằng chứng nào, đương nhiên sẽ không nói điều gì với bên ngoài. Cứ như vậy, thời gian như thoi đưa, từng năm một trôi qua, bốn đại gia tộc vẫn đứng thế chân vạc ở huyễn giả thành, nhưng chuyện xảy ra ở triệu gia năm đó từ lâu đã không còn người nào nhắc đến nữa. Trong nháy mắt, 40 năm đã trôi qua, vào một ngày, ở một nơi vô cùng hoang vắng nào đó sát biên giới huyễn khiếu sa mạc, bão cát đang điên cuồng tàn phá, từng cơn từng cơn cuồng phong sông thẳng lên không trung, phảng phất như biến khu vực này thành một biển lốc xoáy, dưới bụi cát ảm đạm hoàn toàn không thể thấy rõ bất cứ thứ gì trong gió. Đột nhiên trong lốc xoáy đồng thời chấn động, mấy con ma thú khổng lồ từ đó nhảy ra rồi đứng sừng sững trên mặt đất. Trên bụng những con ma thú này có tám cái chân vạm vỡ, kích thước như thằn lằn phóng to 10 lần, chỉ có điều bộ dáng của đám ma thú này rất phong trần, trên vai còn có chín bóng người ngồi. Đây chính là đám người Hàn Lập từ huyễn giả thành tiến vào huyễn khiếu sa mạc hơn 10 năm trước. Có điều lúc đầu là 10 con ma tích, nhưng sau khi lặn lội đường xa, hiện giờ chỉ còn lại 5 con, chỉ có thể để hai người cùng ngồi trên một con. Nhìn vẻ mặt, Hàn Lập cùng đám người lũng ra lão tổ hoàn toàn không khác gì 10 năm trước, song lúc này trên mặt đa phần đều lộ ra vẻ hưng phấn. Cuối cùng cũng ra khỏi sa mạc chết tiệt này, hơn 10 năm liền chỉ nhìn thấy một cảnh duy nhất, thật sự không thể chịu nổi nữa. Khi trước, một lần bế quan trăm năm cũng chẳng cảm thấy gian nan như vậy. Thiếu nữ mặc vũ y thở dài một hơi, mặt mày hớn hở như khi nói về cảm giác được thoát khỏi bể khổ. Ở trong sa mạc hơn 10 năm cũng như một ngày gấp rút, thật sự là vô cùng cực khổ. Huống chi tam đại ma hại của huyễn khiếu sa mạc gần như khiến chúng ta gặp phải vài cảnh ngộ, ngay cả phân nửa đám bát tích ma túc cũng không thể bảo toàn. Ngồi chung một con ma tích với thiếu nữ mặc vũ y nhưng ở phía sau là thiên thu thánh nữ, Nàng ta thản nhiên nói: Đối với vị thánh nữ linh tộc này, hơn 10 năm trôi qua dường như không có chút ảnh hưởng nào. Chẳng qua nguy hiểm nhất chính là con sa ảnh thú có tu vi hợp thể hậu kỳ kia, không ngờ nó lại bám sát bên cạnh chúng ta nhiều năm, còn không ngừng đánh lén. Nếu sau cùng Hàn đạo hữu không thi triển thần thông một kích diệt sát nó, chỉ sợ chúng ta không thể dễ dàng rời khỏi sa mạc này như vậy. Thiên Thu thánh nữ đột nhiên liếc về phía Hàn Lập, vẻ mặt có chút khác thường nói: Thiên Thu tiên tử quá khách sáo rồi nếu chi thủy đạo hữu không đại phát thần thông cuốn lấy con xa ảnh thú kia thì sao ta có cơ hội xuất thủ được hàn lập thì nhìn thoáng qua thanh niên linh tộc cách đó không xa ánh mắt lóe lên rồi trả lời ha ha con xa ảnh thú kia xuất quỷ nhập thần nó có thể bị giết chết đương nhiên là công lao chung của hai người hàn huynh cùng chỉ thủy đạo hữu giờ cuối cùng chúng ta cũng rời khỏi huyễn khiếu sa mạc tiếp theo cứ dựa vào kế hoạch đã thỏa thuận trước kia bắt đầu chia ra hành động đi sau khi thu lại mấy con ma tích Lũng ra lão tổ cười lớn một tiếng rồi nói. Hàn mỗ không có ý kiến gì. Hàn lập quay đầu nhìn thoáng qua bão cát mù trời ở phía sau rồi mỉm cười nói. Một năm trước, khi bọn họ còn đang ở trong sa mạc đã bàn bạc xong toàn bộ kế hoạch cụ thể sau khi rời khỏi sa mạc. Tuy huyễn khiếu sa mạc được xưng là cấm địa đối với ma tộc bình thường, nhưng đối với những kẻ có tu vi hợp thể kỳ như bọn họ, nhiều lắm được gọi là có chút nguy hiểm mà thôi. Điều duy nhất làm cho hắn đau đầu chính là ở nửa đoạn đường sau, vì đánh chết một con ma thú vô cùng am hiểu ẩn nặc mà để lộ vài phần thần thông chân chính của mình, đồng thời vừa đúng lúc kẻ khác nhìn thấy. Điều này làm cho đám người Lũng Gia lão tổ cùng Thiên Thu thánh nữ và người của linh tộc càng khách khí hơn nữa với Hàn Lập, ngoài ra còn có vài phần kiêng kỵ. Đối với sự thay đổi rất nhỏ trong thái độ của những người khác, đương nhiên Hàn Lập chỉ có thể coi như không thấy. Lúc này, Thiên Thu thánh nữ và người của linh tộc cũng đồng ý với đề nghị của Lũng Gia lão tổ, vì thế những người liên quan lập tức chia ra tại đây bay vọt lên rồi tự mình khống chế độn quang lao về những hướng khác nhau. Kế hoạch mà bọn họ đã thỏa thuận cũng rất đơn giản, vì phòng ngừa có người hữu tâm lần theo nên chặng hành trình từ huyễn khiếu sa mạc đến ma nguyên hải, cả đám lại tách ra tự hành động. Đương nhiên cho dù đường đi khác nhau nhưng mục đích cuối cùng vẫn là ma nguyên hải kia. Làm như vậy tuy khiến thực lực bọn họ phân tán nhưng đổi lại khó làm cho ma tộc chú ý, mối nguy bị phát hiện cũng hạ đến mức thấp nhất. Trường 2072, Thanh Loan Trân Huyết Trong đó, Lũng gia lão tổ đương nhiên cùng đường với tu sĩ họ huy mặc hắc bào, còn Hàn Lập thì cùng đi với thiếu nữ vũ y, về phần linh tộc thì cũng chia thành hai đường với hai người dẫn đầu là thiên thu thánh nữ và bạch thích. Hàn Lập cùng thiếu nữ vũ y một trước một sau phi hành chừng hơn vạn dặm thì thiếu nữ đột nhiên dừng độn quang lại, một ống tay áo hướng về một bên bỗng run lên. Sau khi một âm thanh trầm đục vang lên, một đồ vật gì đó từ trong tay áo bay ra, theo gió phình lên rồi sau cùng hóa thành một cái phi chu màu đen. Kiện ma khí này dài hơn 10 trượng, Mặt ngoài đen tuyền, bộ dạng không có gì bắt mắt. Lúc này thiếu nữ Vũ Y liền lóe lên rồi xuất hiện ở phía trên của Phi Chu, sau đó đưa tay về phía Hàn Lập vẫy vẫy. Vẻ mặt Hàn Lập hơi đổi nhưng cũng không khách khí thay đổi độn quang, trong nháy mắt đã xuất hiện bên cạnh thiếu nữ. Bây giờ thiếu nữ Vũ Y mới thản nhiên cười nói: "Hắc Ngọc Chu này là kiện ma khí phi hành mà ta mua được ở huyết nha thành, sử dụng nó khi đi đường thì tốc độ cũng không chậm, hơn nữa cũng có thể che tai mắt kẻ khác. Kiện ma khí này quả thật không tồi." diệp tiên tử thật có tâm hàn lập đánh giá qua phi chu rồi mỉm cười trả lời với nhãn giới của hàn huynh thì thuyền này sao nằm trong mắt được hai người chúng ta hãy tiến vào bên trong bàn bạc một chút đi thiếu nữ khe cười một tiếng rồi nâng tay phóng ra một luồng hoàng quang trong nháy mắt liền biến ảo thành một cái khôi lỗi có hình dáng một tên lực sĩ khăn vàng lẳng lặng đứng bất động ở phía trước phi chu còn thiếu nữ thì xoay người đi về phía khoang thuyền bên trong phi chu Hiển nhiên là nàng muốn để khôi lỗi này thay thế mình điều khiển phi độn của phi chu này. Hàn Lập thấy vậy cũng không tỏ ra bất ngờ gì, sau khi gật đầu liền theo sau tiến vào khoang thuyền. Vừa đi đến cửa vào khoang thuyền, bên trong có một không gian chỉ rộng khoảng mấy trượng nhưng những đồ vật như bàn, giường, trái lại đều đầy đủ, thậm chí ở góc phòng còn có một vài cái bồ đoàn màu đen to chừng vài xích. Chiếc phi chu này hẳn là có thể đồng thời dung nạp hơn 4-5 người, đối với thể tích của nó cũng coi như khá rộng lớn thiếu nữ vũ y cùng Hàn Lập phân biệt ngồi xuống ghế, sau đó vẻ mặt thiếu nữ trở nên nghiêm túc, mở miệng nói. Hàn Huynh, ngày đó đi cùng với những người khác nên tiểu muội muốn lén bàn bạc một vài việc với đạo hữu cũng khá bất tiện, nhưng bây giờ thì không cần phải cố kỵ như vậy nữa. Vài lời tiếp theo có liên quan đến tuyến đường mà hai người chúng ta phải đi, cũng không cần phải để đám người lũng đạo hữu biết đến. Ồ, vậy Hàn Mỗ xin chăm chú lắng nghe, vẻ mặt Hàn Lập khẽ đổi, bỗng nhớ đến việc lúc đó thiếu nữ này dường như là người tiên phong lựa chọn tuyến đường này, còn chủ động yêu cầu mình kết nhóm cùng đi, cũng chỉ có nàng cùng hắn có quan hệ coi như không tệ, với lại tuyến đường này cũng chẳng khác gì những con đường còn lại cho nên hắn cũng không suy nghĩ nhiều, lập tức đáp ứng. Bây giờ xem ra nàng này dường như thật sự có mục đích khác. Trên người đạo hữu cũng có thiên phượng chi huyết nhỉ, Hàn Huynh không cần phải phủ nhận, trận đại chiến lúc ma tộc vây công thiên huyên thành ngày đó thiếp cũng có nghe nói qua một chút, đã có không ít đạo hữu biết đến biến thân của Hàn Huynh. Ngoài ra, giữa những người có cùng huyết mạch, sử dụng một loại bí thuật mà Diệp ra chúng ta truyền thừa là có thể mơ hồ cảm ứng được một ít khí tức của thiên phượng. Có điều hơi kỳ quái là ngoại trừ khí tức thiên phượng, trên người Hàn Huynh dường như còn có một vài loại khí tức hỗn tạp khác, đồng thời cũng không kém hơn khí tức thiên phượng. Về chi tiết thì ta thật sự không thể nhận ra được, nhưng nghĩ đến thì cũng có chút quan hệ với những biến thân khác ngày đó, chẳng lẽ trong cơ thể hàn huynh thật sự có nhiều loại chân linh chi huyết khác nhau ư thiếu nữ vũ y chăm chú nhìn hàn lập một lúc sau đó đột nhiên nói một hồi khiến hàn lập cả kinh trong lòng nếu diệp tiên tử đã muốn biết việc này thì hàn mỗ cũng không cần phải che giấu nữa trước đây khi du lịch nơi hoang dã quả thực tại hạ có một chút cơ duyên ở chỗ dị tộc đoạt được một ít chân linh chi huyết có điều lúc này diệp tiên tử nhắc đến việc này trước mặt ta là vì sao hàn lập vẫn giữ vẻ mặt bình tĩnh hỏi ngược lại Hàn Huynh không cần phải đa tâm, tiểu muội cũng không có ý tìm hiểu nguồn gốc của chân huyết, mà là Hàn Huynh đã có biện pháp dung nhập chân linh chi huyết bất đồng, không biết đạo hữu có muốn luyện hóa thêm một loại chân huyết hay không. Thiếu nữ vũ y hời hợt trả lời, lời này có ý gì, chẳng lẽ trong tay Diệp Tiên Tử còn có chân linh chi huyết khác sao? Vẻ mặt Hàn lập tỏ ra hoảng sợ, hai mắt nhíu lại hỏi. Hiện tại tiểu muội cũng không có chân linh chi huyết, nhưng một địa phương của ma tộc mà chúng ta phải đi qua tiếp theo lại có chân linh chi huyết tồn tại, thiếu nữ chấp chấp đôi mắt long lanh trên mặt hiện lên chút giảo hoạt địa phương nào cuối cùng thì vẻ mặt hàn lập cũng trở nên ngưng trọng thiết sa lính thiếu nữ vũ y trả lời không chút do dự thiết sa lính đó không phải là lãnh địa của thanh dược tộc sao nơi đó có thể có loại chân linh chi huyết nào hàn lập nghe xong tâm niệm liền xoay chuyển trong đầu lập tức hiện ra một vài tin tức có liên quan nếu hàn huynh nghĩ như vậy là sai rồi mặc dù trong các tộc ở ma giới thì thanh dược tộc cũng không quá cường đại nhưng một vài tồn tại đặc thù ở đó quả thực kế thừa huyết mạch của chân linh, chỉ là có rất ít ngoại nhân biết đến việc này. Thiếu nữ vũ y cười nhạt một tiếng rồi nói, tồn tại đặc thù trong lời của Diệp Đạo Hữu là chỉ. Hàn lập sờ sờ cầm, vẻ mặt trở nên đăm chiêu. Đương nhiên là tộc nhân hạch tâm của thanh dược tộc, thanh dược tộc cũng giống như các chân linh thế gia của nhân tộc chúng ta, không phải tất cả tộc nhân đều có thể kế thừa huyết mạch của chân linh, chỉ có một số lượng rất ít nhân tài là có thể có cơ duyên như vậy. Mà chỉ cần tộc nhân hạch tâm của thanh dược tộc được xác định là có thừa kế huyết mạch của chân linh, bất kể sự tinh thuần của huyết mạch là nhiều hay ít, thân phận và địa vị ở thanh dược tộc sẽ lập tức điên cuồng tăng lên mấy lần. Thiếu nữ vũ y giải thích vài câu, nếu thanh dược tộc có được chân linh chi huyết thì chỉ sợ người có chủ ý đối với bọn họ cũng không ít, đồng thời sự bảo vệ đối với tộc nhân hạch tâm e rằng cũng là vô cùng kín kẽ, nhưng theo lời vừa rồi thì có vẻ tiên tử nắm chắc việc đoạt được chân huyết này. Hơn nữa Diệp Gia đã có thiên phượng chi huyết, tại sao còn muốn mạo hiểm làm việc này nữa? Hay là Diệp Gia cũng nắm giữ bí thuật có thể dung hợp những loại chân huyết khác? Hàn Lập trầm ngâm một chút rồi hỏi thiếu nữ, đương nhiên là không có việc này, nhưng đạo hữu có biết thanh dược tộc kế thừa huyết mạch của loại chân linh nào không? Thiếu nữ vũ y đột nhiên nở một nụ cười thần bí trên môi, khẽ nói. Xin mời tiên tử chỉ giáo cho, Hàn Lập thoáng suy nghĩ rồi tỉnh bơ hỏi một câu, chắc đạo hữu cũng biết vài loại thiên cầm cấp chân linh nổi danh nhất thời thượng cổ chứ thiếu nữ vũ y không trực tiếp trả lời mà hỏi ngược lại một câu. Điều này hàn mỗ cũng biết một ít, ngoại trừ thiên phượng thì du thiên côn bằng, quỷ cư, cửu thiên thanh loan là có danh khí lớn nhất trong đó. Hàn lập khẽ chớp mắt rồi chậm rãi trả lời, huyết mạch mà thanh dực tộc kế thừa chính là của thanh loan, cũng có được một vài thần thông thiên phú của thanh loan. Hiện giờ chắc đạo hiếu cũng đã biết tại sao tiểu muội lại để tâm đến chân huyết này như vậy nhỉ, thiếp thân không ngại nói thật, trước khi đến ma giới, Thiếp thân đã thăm dò và thu được những tin tức có liên quan đến Thanh Loan Chân Huyết ở ma giới, nếu không có tin tức này, tiểu muội cũng không chắc sẽ nguyện ý mạo hiểm đến ma giới. Thậm chí xét trên một vài khía cạnh giá trị khác, so với Tẩy Linh Chỉ và Tịnh Linh Liên thì Thanh Loan Chân Huyết còn quan trọng hơn ba phần. Thiếp thành tâm hy vọng Hàn huynh có thể giúp tiểu muội một tay. Thiếp cũng xin nói, bất kể là luống gia hay tộc nhân của linh tộc, lần này tiến vào ma giới, ngoại trừ Tẩy Linh Chỉ cùng Tịnh Linh Liên, e rằng họ đều có những mục tiêu thứ yếu khác nếu không thì tại sao lần phân công nhau hành động này lại có thể ăn nhịp với nhau như vậy chứ một chút phản đối cũng không có thiếu nữ vũ y giải thích tỉ mỉ tỏ ra vô cùng thành khẩn thanh loan chân huyết thật khó trách nghe người ta nói vào thời sơ khai thanh loan và thiên phượng vốn là thiên cầm có cùng một loại huyết mạch chẳng qua là sau này tu luyện thần thông thiên phú khác nhau nên mới biến hóa thành hai loại linh cầm bất đồng nếu đã nói như vậy xem ra tiên tử đang tính toán mượn cơ hội làm cho người của diệp ra có thể kế thừa thêm một loại chân linh chi huyết hàn lập trước tiên là ngẩn người một lát sau đó lập tức không nhịn được vui mừng trong lòng song trên mặt vẫn giữ vẻ bình tĩnh trả lời nếu là chân linh chi huyết khác thì có thể hắn không thèm quan tâm đến nhưng thanh loan chân huyết chính là một trong những loại chân huyết có thể hấp thu và luyện hóa được ghi lại trong kinh chập quyết nếu có thể đoạt được nó không thể nghi ngờ là kinh chập quyết có thể tiến thêm một tầng nữa với hỏa hầu kinh chập quyết của hắn hiện tại chỉ sợ mỗi lần có thêm một loại chân huyết đều có thể khiến cho những biến thân khác trong kinh chập quyết lập tức tăng lên non nửa uy lực. Hàn huynh nói không sai, nếu diệp ra chúng ta có thể kế thừa thiên phượng chi huyết, có lẽ thanh loan chân huyết này cũng không có quá nhiều bài xích đối với đệ tử của diệp ra. Nếu có thể truyền thừa, tương lai lực áp lũng ra một bậc hoàn toàn là việc dễ như trở bàn tay. Ngoài ra, về cá nhân mà nói, nếu tiểu muội có thể đồng thời có được thiên phượng và thanh loan chân huyết rồi sử dụng bí thuật để dung hợp chúng thành một thể, tu vi có thể tăng lên nhiều, việc tiến giai đại thừa cũng có hy vọng. Thiếu nữ vũ y nói xong, đôi mắt long lanh phảng phất như tỏa sáng. Ngoại trừ việc có thể đoạt được linh huyết, ta còn có yêu đãi gì khác không? Hàn lập chớp mắt rồi cân nhắc một lúc lâu, sau cùng hỏi thẳng một câu, giọng điệu hờ hững. Thế nhưng vừa nghe xong, thiếu nữ vũ y không khỏi mỉm cười vui vẻ, lập tức trả lời. Ngoại trừ một khoản linh thạch khổng lồ mà tông môn bình thường tích lũy vạn năm, lần này coi như diệp ra thiếu hàn huynh một mối nhân tình lớn, sau này hễ hàn huynh muốn diệp ra dốc sức, chúng ta sẽ toàn lực tương trợ đạo hữu một lần. Được, như vậy đủ để định việc này rồi, hãy kích trưởng làm thế đi. Hàn lập nhíu hai mắt lại, chậm rãi thò một bàn tay từ trong tay áo ra. Thiếu nữ thấy vậy không chút do dự giơ tay ninh đón. Ba tiếng bốp 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 vang lên, hai bàn tay kích trưởng ba lần rồi tự rút về. Có điều trên khuôn mặt của thiếu nữ vũ y đã tràn ngập vẻ vui sướng. Lần này Diệp tiên tử chịu trả giá đắt như vậy, xem ra thanh loan chân huyết chắc chắc rất khó để đoạt được. Hiện giờ hàn mộ đã đáp ứng xuất thủ, mong Diệp Đạo Hữu có thể nói thẳng những điểm khó khăn trong đó. Hàn lập thở dài một hơi rồi thản nhiên hỏi, hàn huynh minh giám, lần này muốn đoạt được thanh loan chân huyết, chỉ sợ là chúng ta không thể không đối mặt một lần với thánh tổ ma tộc. Thiếu nữ vừa nghe xong liền thu lại vẻ vui mừng trên mặt, sau đó nói một câu khiến hàn lập vô cùng hoảng sợ. Trường 2073, đối thủ ngoài ý muốn. Thánh tổ ma tộc, tiên tử chắc đang nói đùa, nếu thiết xa lĩnh đó có thánh tổ ma tộc chấn giữ, vậy chân huyết này hàn mỗ không cần cũng được. Hàn lập sắc mặt âm trầm nói, hàn huynh nghĩ quá rồi, nếu như thật sự có bản thể của thánh tổ ma tộc đích thân chấn giữ thiết xa lĩnh thì sao đám người lũng ra và linh tộc lại chọn đường đi qua huyễn khiếu sa mạc này chứ, đúng ra họ đã phải tránh nó ra từ sớm. Theo như tiểu muội được biết thì thật ra thiết xa lĩnh chỉ có hóa thân của một gã tên là Lăng Nguyên Thánh Tổ mà thôi. Có vẻ như bản thể của hắn năm xưa đã từng nhận được đại ân của thanh dược tộc nên hắn mới phái một cỗ hóa thân tới chấn giữ thiết xa lĩnh. Vài năm trước trong đại chiến ở Thiên Uyên Thành Đạo Hiếu đã từng chém giết được một tên hóa thân của thánh tổ, thiết nghĩ đối phó cỗ hóa thân này hẳn cũng không có vấn đề gì lớn. Huống hồ hành động lần này của chúng ta chỉ cần cẩn thận hơn một chút thì cũng chưa chắc sẽ kinh động tới hóa thân của vị lăng nguyên thánh tổ này. Vũ y thiếu nữ chấp chấp mắt nói, ra chỉ là một cỗ hóa thân, thế nhưng cũng không phải dễ đối phó như thế đâu. Theo ta được biết, giữa hóa thân của thánh tổ ma tộc và bản thể của nó có cảm ứng vô cùng chặt chẽ. Mà hoàn toàn khác so với lúc ở linh giới là nếu như bản thể của lăng nguyên thánh tổ kia cũng cư ngụ ở nơi nào đó không xa thiết xa lĩnh thì sợ là chỉ cần chúng ta kinh động tới hóa thân ở bên này của hắn là trong nháy mắt bản thể của hắn cũng sẽ nhận biết mà lao tới rất nhanh. Nguy hiểm vẫn còn quá lớn, Hàn lập biến sắc mặt vài lần nhưng cuối cùng vẫn lắc đầu. Hàn huynh yên tâm, nếu tiểu muội đã có tính toán này thì sao có thể không do thám tin tức có liên quan chứ? theo những gì mà ta tìm hiểu được thì bản thể của vị lăng nguyên thánh tổ này chẳng những ở cách đây vô cùng xa mà thậm chí còn bế sinh tử quan đã hơn cả vạn năm rồi hơn nữa trước kia cũng đã từng có những hóa thân khác của vị thánh tổ ma tộc này ngã xuống nhưng chưa từng thấy bản thể xuất quan bao giờ thậm chí có người còn đồn đại rằng bản thể vị lăng nguyên thánh tổ này đã ngã xuống lâu rồi hiện trên đời này chỉ còn lại mấy cỗ hóa thân chạy đi chạy lại các nơi mà thôi Dĩ nhiên thực hư của thông tin này thì người bình thường không tài nào kiểm chứng được bởi không có ai lại dám đi quấy dày một vị thánh tổ đang bế quan tu luyện. Chẳng qua nếu như vậy thì Hàn Huynh cũng không cần phải lo lắng bản thể của Lăng Nguyên Thánh Tổ sẽ ra tay mà chỉ cần có thể đối phó với cỗ hóa thân chấn giữ thiết xa lĩnh là đủ. Vũ Y Thiếu Nữ mỉm cười nói, nếu là như vậy thì còn có thể bàn bạc đôi chút. Có điều ngày đó sở dĩ ta có thể chém giết một cỗ hóa thân Thánh Tổ ở linh giới cũng là do khi ấy có đạo hữu khác ở bên cạnh hỗ trợ kiềm chế nó, nếu như chỉ có một mình ta thì vẫn không đủ sức." Lúc này thần sắc Hàn Lập mới giãn ra, hắn chậm rãi nói. Về điểm này tiểu muội đương nhiên hiểu được, bởi thế trước khi thiếp thân lên đường đã tới tìm một vị hảo hữu chi kỳ ở linh giới mượn một kiện dị bảo tên là Hồn Thiên Châu. Bảo vật tiêu hao một lần này không có công hiệu gì khác nhưng một khi triển khai ra thì lập tức nó sẽ tự hình thành một phương thiên địa. Chỉ cần đạo hữu có thể cầm chân cố hóa thân của thánh tổ ma tộc ấy trong chốc lát thì ta sẽ thông qua bảo vật này thúc giục một loại bí thuật của Diệp ra có thể vây khốn nó ít nhất là nửa ngày. Có thời gian dài như vậy ta và ngươi có thể thong dong rời đi. Chỉ cần chúng ta không bại lộ thân phận nhân tộc ra thì ta không tin là hóa thân của lang nguyên thánh tổ này lại vì một ít chân huyết mà đuổi theo không chết không rời đâu. Vũ y thiếu nữ đã dự liệu trước được vấn đề này, nói. Ừm, xem ra Diệp tiên tử đã chủ tính việc này từ lâu rồi. Nếu chỉ cần cầm chân nó trong chốc lát thì đối với Hàn Mỗ không thành vấn đề, tại hạ cho là vẫn còn đủ khả năng làm được như vậy. Hàn Lập thở dài ra một hơi, cũng bắt đầu tỏ ra hài lòng, gật đầu. Vũ Y thiếu nữ thấy Hàn Lập rốt cuộc cũng không còn băn khoăn gì nữa cũng âm thầm thở phào một hơi, cười tươi như hoa nở. Mặc dù chuyện này nàng đã bày mưu tính kế từ khi còn ở linh giới rồi nhưng nếu thật sự Hàn Lập không muốn hỗ trợ thì với sức một người của nàng tuyệt đối không dễ dàng lấy được Thanh Loan chân huyết kia, bởi vậy khi nãy mới trả giá thật nhiều để mời Hàn Lập xuất thủ. Sau đó hai người lại bắt đầu bàn bạc kỹ lưỡng kế hoạch trong phi chu. Sau đó không lâu, trên mặt đất đột nhiên hiện ra một sợi tơ vàng từ từ hiện ra trên phiến đất vàng cao nguyên dọc theo tuyến đường phi chu bay đi. Thoạt nhìn nó bằng phẳng dị thường, không tài nào nhìn được tới cuối. Phi Chu thoát ẩn thoát hiện trên bầu trời mỗi vùng đất, Hàn Lập đang nói chuyện với Vũ Y thiếu nữ đột nhiên thần sắc hơi biến đổi, ánh mắt hắn lướt qua phía ngoài cửa sổ. Sao vậy, Hàn Huynh đã phát hiện ra điều gì rồi? Vũ Y thiếu nữ ngẩn người, bất giác hỏi một câu, cùng lúc đó cũng cảnh giác phóng thần niệm ra quét qua không trung gần đó một lần. Không có chuyện gì, chẳng qua là ta phát hiện có một con ma thú cấp thấp có vẻ đáng chú ý đang ẩn nấp trong đất ở phía dưới nó có thể hòa lẫn khí thức của bản thân với khí thức xung quanh thành một thể khiến ngay cả ta nếu không tra xét thì nhất thời cũng bỏ sót nó hàn lập thu hồi lại ánh mắt cũng thản nhiên nói ồ lại có chuyện như vậy có điều việc này cũng không có gì là lạ hoàn cảnh ở ma giới còn ác liệt hơn nhiều so với linh giới một số ma thú cấp thấp cũng phải có một vài thiên phú thần thông bảo vệ tính mạng chứ nếu không đã sớm bị những ma thú cấp cao kia diệt sạch rồi thiếu nữ thản nhiên cười trả lời hàn lập gật đầu cũng không nói thêm gì về vấn đề này. Lúc này Phi Chu loáng một cái đã bỏ xa vùng đất phía dưới, biến mất vô ảnh vô tung. Mà sau khoảng thời gian cạn một chung trà, mặt đất vốn dĩ không có vật gì đột nhiên tách ra làm đôi, từ trong đó có một con ma thú tựa như nhím lớn chừng nửa thước chui ra, toàn thân nó gai nhọn tuyền một màu xám trắng, nhưng trên đỉnh đầu có vài cái xúc tu dài vô cùng, đồng thời hai con ngươi lồi ra ngoài vẫn chăm chú nhìn về phương hướng Phi Chu biến mất rồi lại quỷ dị hống lên một tiếng, phảng phất như cũng có linh trí của riêng mình. Một tháng sau, ở một nơi lân cận phiến sơn mạch và mảnh đất vàng cao nguyên, có một trấn nhỏ lớn chừng 10 dặm được xây dựng trên một khu đất trũng. Xung quanh trấn nhỏ không hề có tường rào mà chỉ có một dãy hàng rào gỗ mang tính tượng trưng vây xung quanh ở gần đó. Ở trên bầu trời trấn nhỏ thi thoảng lại có độn quang đủ mọi màu sắc xuyên qua không ngừng, hoặc là bay lên không lao vút đi, hoặc là chậm rãi hạ xuống một quảng trường cỡ nhỏ trong trấn. Mà ở bốn góc của trấn nhỏ lại có vài tòa đài cao hơn 10 trượng, trên mỗi tòa lại cắm một lá cờ lớn phát ra ánh sáng màu đen, từ đó có hắc khí nhàn nhạt bốc ra bao trọn lấy không trung phía trên đài cao. Mà ở trên mỗi đài cao này lại có chừng 4 đến 5 vệ sĩ ma tộc mặt không biểu cảm đứng làm thủ vệ. Lấy quảng trường làm trung tâm, cả tòa trấn nhỏ này có mấy con đường siêu vẹo, ở hai bên đường có một số kiến trúc do ma nhân mở ra như cửa hàng, tử lâu. Hàng nghìn ma tộc cũng liên tục ra ra vào vào những kiến trúc này, có vẻ như cũng có chút phồn thịnh. Trong một tòa tử lâu tầm thường ở gần bên quảng trường, có hai gã ma tộc đang ngồi ở một cái bàn sát bên cửa sổ nhắm mắt dưỡng thần. Trên bàn chỉ có một bầu rượu xanh biếc dị thường cùng với hai cái chén trắng tinh khiết như ngọc. Hương rượu nồng đậm truyền đến từ trong chén, bên trong chén đang đựng đầy mỹ tử đỏ sẫm như màu hồ phách, vừa nhìn đã biết đây là mỹ tử cực phẩm hiếm thấy. Cả tầng tử lâu này ngoại trừ hai người không còn có bất kỳ ai khác, có vẻ như toàn bộ tầng này đã bị hai gã ma tộc này bao hết vậy bọn chúng chắc sắp đến rồi chứ nhỉ. Một đại hán mày rậm, mái tóc trên đầu có vài bím nhỏ được bện tinh tế, hai tay sỏ hai chiếc vòng vàng to tướng sau khi ngẩng đầu nhìn về phía quảng trường vài lần bỗng nhiên quay sang phía đồng bạn hỏi, có vẻ hơi sốt ruột. Căn cứ theo tin tình báo của tên nhãn ma kia thì mục tiêu nghi vấn là một nhóm người vừa ra khỏi huyễn khiếu sa mạc một tháng trước. Có điều sau khi bọn chúng vừa ra khỏi sa mạc liền chia thành mấy nhóm nhỏ đi những đường khác nhau hai người mà chúng ta phải đối phó chẳng qua chỉ là hai trong số đó mà thôi những người khác đương nhiên sẽ để những người khác trong biện đối phó tính toán lộ trình có lẽ bọn chúng sẽ đến đây trong hai ngày tới thôi tòa thổ long trấn này là điểm dừng chân duy nhất ở xung quanh đây chỉ cần bọn họ đi theo hướng này thì nhất định sẽ dừng lại ở trấn này một lát ma tộc ở đối diện mở mắt trả lời hắn là một đạo sĩ trung niên mặc đạo bào mặt mũi nho nhã hừ cái này cũng chưa chắc Vạn nhất mục tiêu căn bản không cần bổ sung bất cứ thứ gì mà bay thẳng qua khu vực này thì chẳng phải là ta với ngươi ở đây phí công à. Đại hán mày rậm hừ lạnh nói, ha ha, Lạc Huynh cứ yên tâm, đây là thành trấn gần huyến khiếu sa mạc nhất, nếu bọn họ thực sự là mục tiêu thì chắc chắn đã phải đi trong sa mạc mấy chục năm rồi, nếu là vừa ra khỏi đó thì sao có thể không cần đến nơi gần nhất để bổ sung những đan dược và tinh thạch đã tiêu hao. Huống hồ cho dù không cần bổ sung thêm thứ gì đi nữa thì chúng cũng cần phải hỏi thăm một số chuyện xảy ra trong thời gian gần đây nữa. Bọn chúng chắc chắn sẽ tới chấn này. Đạo sĩ trung niên lắc đầu trả lời. Lãnh huynh nói thì cứ nói vậy nhưng ta vẫn còn chưa tin lắm đâu. Đại hán trợn mắt tức giận nói. Ồ, vậy là huynh có muốn đánh cược với tiểu đệ một phen không? Đạo sĩ trung niên cười hỏi lại một câu. Tiểu tử ngươi muốn đánh cuộc gì? Đôi mày rậm của đại hán nhớn lên, tỏ vẻ cảnh giác hỏi đánh cuộc thù lao lần xuất thủ này của hai chúng ta thì thế nào thù lao trả cho lần ra tay này cũng coi như là đậm rồi nếu không mấy người chúng ta cũng sẽ không ở đây bây giờ đạo sĩ khẽ cười nói lãnh huynh tính toán hay thật đấy ta không thèm đánh cuộc với ngươi nếu đổi phương thức đánh cuộc thì lạc mỗ còn có chút hứng thú đại hán mày rậm lắc đầu như chống bỏi trừng mắt nói vậy lạc đạo hữu muốn đánh cuộc thế nào đạo sĩ trung niên khẽ nhếch mép như cười như không hỏi nếu muốn đánh cuộc thì đánh cuộc xem lần này ta với người ai đánh bại mục tiêu trước thì thế nào. Con mắt đại hán xoay chuyển rồi nói. Ha ha, lãnh mỗ tự biết thần thông còn lâu mới bị được với đạo hiếu, cuộc này khỏi đánh cũng xong. Đạo sĩ cười ha ha một tiếng rồi nói. Lãnh huynh cần gì phải cự tuyệt sớm thế? Nói không chừng đối thủ của ta lại khó đối phó hơn so với người nhiều thì sao? Đại hán ngoác miệng cãi lại. Từ trước tới giờ lãnh mỗ làm việc chỉ tin chính mình chứ chưa từng trông chờ vào may mắn. Đạo sĩ hời hợt trả lời một câu, ta với người cùng tu luyện ở một nơi trong điện đã nhiều năm như vậy nhưng người từ trước tới giờ vẫn chẳng thú vị chút nào, từ trước tới giờ chỉ làm chuyện gì chắc chắn mà chưa từng dám mạo hiểm gì cả. Đại hán lại lắc đầu tỏ vẻ hết sức chán nản, đạo sĩ trung niên nghe nói vậy khẽ mỉm cười, hắn còn đang muốn nói thêm điều gì đó bỗng hai mắt sáng ngời, quay sang nhìn thẳng về phía một cái phi chu màu đen đang từ từ hạ xuống quảng trường. Không sai, chính là kiện phi hành ma khí này, nó giống với hình ảnh đã truyền tới như đúc. Đại hán ngồi đối diện cũng trở nên hưng phấn, nắn bóp nắm tay, một trận tiếng bóp tay rôm rốp chuyển đến. chương 2074 chặn lại, lạc đạo hữu không cần sốt ruột, một khi đã phát hiện ra mục tiêu thì đương nhiên phải hoàn thành nhiệm vụ rồi. Nhưng dù sao ra tay ở trong chấn này hơi bất tiện, chờ sau khi bọn chúng rời đi rồi chúng ta mới ra tay cũng không muộn. Trong khoảng thời gian này cứ để truy ảnh trùng theo dõi bọn chúng là được rồi. Đạo sĩ trung niên không ngờ lại mở miệng khuyên can, sau đó khe búng một ngón tay. Vèo một tiếng, một điểm lục quang bắn ra từ đầu ngón tay hắn, nhóng một cái đã biến mất không thấy tăm hơi đâu. Được, vậy xin nghe theo lời lãnh huynh vậy, cũng không biết mục tiêu lần này có thật sự là có tu vi cấp ma tôn hay không đây. Nếu đúng là như vậy thì quả là đúng dịp để ta thử một môn đại thần thông mới lĩnh ngộ được gần đây. Đại hán phát ra một tiếng cười quái dị đồng thời một lần nữa quay trở lại ghế ngồi. Ta nghĩ lạc đạo hữu cũng không nên quá coi thường mục tiêu của lần này, đã có người chịu bỏ ra thù lao cao đến vậy để mời các trưởng lão của thú tôn điện chúng ta ra tay một lần thì có thể thấy mục tiêu lần này cũng không đơn giản, không nên sơ suốt kẻo lại bị xấu mặt thì thật khó coi. Đạo sĩ trung niên cười khẽ một tiếng rồi nói, đại hán nghe vậy thì cười khẩy, thái độ không thèm quan tâm thể hiện rõ rành rành trên mặt, hiển nhiên là những lời mà đồng bạn nói với hắn vào tai này lại ra tai kia. Đạo sĩ trung niên thấy vậy cũng chỉ đành lắc đầu cười khổ một tiếng, ánh mắt một lần nữa lại nhìn về phía chiếc phi chu màu đen đang vững vàng dừng ở trên quảng trường. Chỉ thấy phi chu bỗng nhiên phát ra một đoàn hắc mang chói mắt rồi hình ảnh của nó khẽ trở nên mơ hồ dần rồi lại biến mất vô ảnh vô tung. Mà ở không trung bên dưới bỗng dưng lại có một nam một nữ hiện ra, hai người này thoạt nhìn đều còn rất trẻ tuổi. Tử mang nhàn nhạt trong hai mắt đạo sĩ trung niên lóe lên, hắn tỉ mỉ quan sát hai người kia vài lần rồi khẽ cau mày, trên mặt hiện ra vẻ hơi khó hiểu. Có chút ý tứ, hai người này một người thì cố ý che giấu tu vi còn người kia thì căn bản không tài nào nhìn ra được tu vi cảnh giới đúng là đáng để đích thân chúng ta ra ngoài một chuyến đại hán sau khi thấy rõ hai người từ phi chu xuống thì kinh ngạc lẩm bẩm vài câu vẻ thờ ơ trên mặt cũng hoàn toàn biến mất tự lúc nào hai người này không đơn giản xem ra chỉ có thể dùng kế hoạch thứ hai đạo sĩ trung niên trầm ngâm một chút rồi nói người nữ kia còn chưa tính Mặc dù cô ta có sử dụng pháp thuật che giấu tu vi nhưng liếc mắt một cái ta và ngươi đều có thể nhìn ra đó chỉ là một tên ma tôn bình thường. Có điều ngươi nam kia có vẻ sâu không lường được, trước hết để ta thử xem tu vi chân chính của hắn như thế nào rồi nói sau. Con ngươi đại hán mày rậm hơi đổi, nhưng có vẻ vẫn nóng lòng muốn thử. Ừm, như vậy cũng được, người nữ kia trước hết để ta ứng phó, có điều phải hết sức chú ý giữ chừng mực để tránh lộ ra dấu vết. Đạo sĩ trung niên trầm ngâm một hồi nhưng sau đó cũng không phản đối gì thêm. Đại hán gật đầu, nét hung tợn hiện ra trên mặt hắn. Đôi nam nữ trên quảng trường này đương nhiên là Hàn Lập và Vũ Y Thiếu Nữ sau khi chia tay với đám người lũng ra lão tổ ở phía ngoài huyễn khiếu sa mạc. Lúc này Hàn Lập dường như cũng cảm nhận được một chút cái nhìn từ phía tử lâu quét qua đây, khuôn mặt hắn cũng tỏ ra đăm chiêu. Những tầng lầu khác còn tốt, trong đó hắn có thể thấy rõ ràng có hơn 10 ma nhân ngồi uống rượu nói chuyện nhưng ở tầng mà hai người đạo sĩ trung niên kia ngồi lại có sắp đặt cấm chế huyền rượu cực kỳ, linh mục và thần niệm của hàn lập nhất thời không có cách nào xâm nhập vào trong ánh mắt hàn lập lóe sáng sắc mặt hắn hơi trầm xuống chẳng lẽ hàn huynh có phát hiện gì sao vũ y thiếu nữ nhận ra sự khác thường của hàn lập liền thắc mắc có vẻ như có người đang đặc biệt để ý tới chúng ta tu vi chúng cũng không thấp hàn lập thu lại ánh mắt vừa rồi chậm rãi trả lời ồ chẳng lẽ ở cái trấn nho nhỏ này mà cũng có ma tôn sao vũ y thiếu nữ nghe vậy thì hơi giật mình Điều này cũng khó trách, bởi với quy mô của chấn này thì khả năng xuất hiện ma tôn ma tộc quả thực không quá cao. Có lẽ là vậy, nếu như đúng là chúng nhằm vào chúng ta thì kiểu gì cũng có thể lần ra dấu vết. Thần sắc Hàn Lập khôi phục lại như thường, bình tĩnh trả lời. Hàn Huynh nói vậy khiến trong lòng tiểu muội mơ hồ cảm thấy hơi bất an, chẳng lẽ thực sự có người theo dõi ta với người sao? Vũ y thiếu nữ sau khi cân nhắc một hồi cũng nhìn về hướng tử lâu kia theo ánh mắt Hàn Lập khi trước. Tới khi nàng phát hiện ra thần niệm bị cấm chế của tầng kia cản trở lại thì ánh mắt bất giác lạnh đi vài phần. Thôi quên đi, cũng còn chưa chắc chúng nhầm vào chúng ta hay không, trước hết chúng ta phải mau chóng bổ sung một ít thanh ma tinh ở chấn này đã. Tốc độ của phi chu này mặc dù không tệ nhưng tiêu hao loại tinh thạch này có phần hơi quá. Hàn lập thản nhiên nói, vậy được rồi, chỉ cần thu mua đầy đủ tinh thạch là chúng ta sẽ lập tức rời khỏi nơi này. Nhắc tới cũng thật xấu hổ, đây là lần đầu tiểu muội vận dụng ma khí này nên không ngờ được nó lại tiêu hao loại tài liệu này lớn như thế, chẳng trách tên ma tộc khi trước bán cho ta trào giá cũng không cao lắm, hóa ra là ma khí này cũng không thực dụng lắm. Vũ y thiếu nữ nhíu mày trả lời, hàn lập lắc đầu cũng không nói gì thêm, trong tay hắn cũng không có phi hành ma khí thích hợp hơn so với cái của thiếu nữ, nếu không hai người cũng không bắt buộc phải dừng lại ở cái trấn nhỏ này. Tiếp đó hai người hàn lập không trần chờ thêm nữa mà đi về phía một con đường có giải rác vài cửa hàng. Sau thời gian một bữa cơm, hai người cũng mua được đủ số lượng thanh ma tinh ở một cửa tiệm lớn, vừa ra khỏi cửa tiệm liền bỏ phi chu ra và lập tức thúc giục nó bay lên không. Cùng thời gian này, trong tử lâu có cấm chế che đậy kia, trên cái bàn sát bên cửa sổ, hai chén cùng một bầu rượu vẫn y nguyên như trước nhưng đại hán và đạo sĩ cạnh đó lại hoàn toàn không thấy bóng dáng đâu. Vài canh giờ sau, trên một ngọn núi cách trấn nhỏ hàng trăm vạn dặm, phi chu màu đen ngừng lại lơ lửng trong không trung. Ở cách đó vài chục trượng, đại hán mày rậm cùng đạo sĩ trung niên đang ngông nghênh ngáng đường, một người thì hưng phấn ra mặt, một người lại có thần sắc rất lạnh nhạt. Mà ở lối vào của phi chu màu đen dài hơn 10 trượng, Hàn Lập và Vũ Y Thiếu Nữ chẳng biết từ khi nào đã hiển lộ thân hình, hai người cũng không tỏ thái độ gì mà đang quan sát hai gã ma nhân ở phía đối diện. Hai vị chặn đường chúng ta không biết có gì chỉ giáo. Ánh mắt Hàn Lập lóe sáng, bước ra mở lời. Không có gì, ta thấy hai vị đạo hiếu khí thế phi phàm, Nhất thời ngứa ngáy tay chân nên muốn thỉnh giáo hai vị một vài công pháp thần thông, mong hai vị không ngại chỉ giáo đôi điều. Đạo sĩ trung niên mặt không đổi sắc nhưng lại nói ra lý do khiến người ta cảm thấy giờ khóc giờ cười. Các hạ khẳng định không nói nhầm đấy chứ, ngăn cản chúng ta chỉ vì muốn tỉ thí công pháp. Vũ y thiếu nữ tròn xoe đôi mắt long lanh, nét giận dữ trên khuôn mặt lại càng không giấu giếm được. Không sai, vị tiên tử này mặc dù đã kiềm chế khí tức bản thân nhưng cảnh giới vốn có không chỉ là luyện hư đúng không? bần đạo bất tài nhưng cũng đã tiến giai ma tôn được một thời gian rồi hai người chúng ta tỉ thí một hồi không chừng ai nấy cũng sẽ đều có thu hoạch nữa còn vị đạo hiếu bên cạnh tiên tử thì vừa hay đồng bản của ta cũng có chút hứng thú đối với hắn đạo sĩ trung niên uể oải trả lời thấy đối phương không hề đề cập tới nguyên do mà lại nói với giọng cho dù thế nào cũng phải đánh một trận như vậy sắc mặt vũ y thiếu nữ cũng trở nên lạnh lẽo theo bản năng nàng quay sang nhìn hàn lập một cái ngay từ đầu Hai người theo dõi chúng ta ở trấn kia cũng là hai vị đạo hữu đúng không?" Hàn Lập bình tĩnh hỏi một câu, bỗng nhiên một cánh tay hắn khẽ động chộp về phía sau lưng nhanh như chớp, sau đó lại đưa bàn tay ra trước người chậm rãi mở ra. Trong lòng bàn tay hắn không biết từ đâu lại có một linh trùng chỉ nhỏ chừng hạt đậu màu xanh biếc, thân thể nó khi khi sáng khi mờ, cho thấy hình thù lờ mờ quỷ dị. Vừa nghe Hàn Lập nói vậy, lại thấy cảnh này, tinh quang trong mắt đạo sĩ trung niên cũng lóe lên, hắn ngáp một cái rồi nói: xem ra thần thông của vị đạo hữu này quả thật rất cao, sở dĩ tiểu đạo làm như vậy là sợ để mất dấu hai vị đạo hữu mà thôi. Hừ, các hạ chỉ dựa vào mấy lời ăn nói quảng xiên mà đã muốn hai người chúng ta động thủ với các người, các người tưởng đây là trò đùa sao. Sát khí toát ra từ trên mặt hàn lập, hồng quang trong lòng bàn tay lóe sáng, một ngọn lửa đỏ rực bùng lên thiêu con linh trùng kia thành cho bụi trong nháy mắt. Vấn đề này sợ là không phải do các người quyết rồi hai mắt đại hán mày rậm nhìn chằm chằm hàn lập nhưng từ miệng hắn lại phát ra một tiếng cười quái dị nói vũ y thiếu nữ liền biến sắc mặt khi nàng đang định quát lớn điều gì đó thì hàn lập lại đột nhiên khoát tay chặn lại những lời nàng muốn nói đồng thời cũng lạnh lùng tiếp tục nói động thủ tỉ thí cũng không phải không được nhưng nếu các ngươi thua phải nói ra nguyên nhân thực sự nếu không một khi các ngươi ép hai người chúng ta động thủ thực sự chính là cục diện không chết không ngừng vừa nghe hàn lập nói vậy không chỉ sắc mặt đạo sĩ trung niên trở nên nghiêm túc mà đại hán thoạt nhìn thô lỗ kia cũng biến sắc sát khí mơ hồ toát ra từ thân thể hàn lập hai người hắn đương nhiên có thể nhận ra được thật giả trong lời nói vừa rồi được nếu hai vị đạo hữu quả thật có bản lĩnh đánh bại hai người chúng ta thì bần đạo sẽ cho hai vị biết nguyên nhân thực sự đạo sĩ trung niên cũng hết sức quyết đoán sau khi suy nghĩ một hồi thì dứt khoát đồng ý tốt vậy để tại hạ tự mình lãnh giáo một chút thần thông của hai vị đi diệp tiên tử người canh chừng ở một bên giúp ta hàn lập nghe vậy thần sắc cũng trở nên hòa hoãn hắn quay đầu sang nói với vũ y thiếu nữ một câu hàn huynh ngươi thiếu nữ nghe vậy thì ngẩn ra nàng cảm thấy ngạc nhiên muốn mở miệng nói điều gì đó nhưng lúc này lại có tiếng hàn lập lặng lẽ truyền âm đến diệp tiên tử chủ tu công pháp của ngươi không hề có thần thông ma đạo hai người này có lai lịch rất lợi hại nếu như động thủ thực sự thì ngược lại sẽ bại lộ lai lịch của ngươi hai người này cứ để mình ta đuổi đi là được rồi được, vậy làm phiền Hàn Huynh rồi. Sau khi vô y thiếu nữ nghe vậy thì thần sắc biến đổi vài lần, rốt cục vẫn gật đầu dù còn hơi do dự, đồng thời lùi về phía sau vài bước. Dù sao Hàn Lập cũng đã từng chém giết một tên thánh tổ hóa thân, hơn nữa trong huyễn khiếu sa mạc đã có một lần thể hiện ra đại thần thông kinh người cực kỳ. Điều này khiến vị nữ tu diệp gia này tự nhiên có lòng tin rất lớn đối với Hàn Lập. Hàn Lập khẽ thở một hơi, khẽ vận dụng phạm thánh chân ma công, tức thời ma khí tinh thuần phả xuống dưới chân rồi biến ảo thành một đám mây đen nâng thân hình hắn bay thẳng lên trời cao. Đại hán mày rậm thấy vậy thì cười điên cuồng một tiếng rồi thân hình hắn cũng hóa thành một đoàn hoàng quang bắn lên trên cao. Trong nháy mắt hai người đã bay lên hư không cách mặt đất mấy ngàn trượng mặt đối mặt nhìn nhau chăm chú. Hàn lập vươn tay ra sau chạm ót, trong nháy mắt một mảng kim quang tản ra, sau đó lại ngưng tụ rồi huyễn hóa thành một pháp tướng ba đầu sáu tay màu vàng kim sáng lấp lánh cao hơn 10 trượng, ngoài thân la liệt ma văn màu đen có vẻ vô cùng dữ tợn một mình ngươi không phải là đối thủ của ta đâu bảo đồng bạn ngươi cùng lên đi hai mắt hàn lập nhíu lại lạnh lùng nói trong lòng hắn lại thúc giục pháp quyết trong phút chốc ma khí trong phạm vi vài dặm khẽ run rẩy sáu cánh tay to lớn vung thẳng lên hư không một tiếng kêu chói tai vang lên kim quang trong mỗi bàn tay lóe sáng trong mỗi bàn tay lại tự động hiện ra sáu bảo vật màu vàng nặng nề vô cùng trùy trượng giàn đồng thời giữa chán ba cái đầu cũng hiện lên một vệt hắc khí, tiếp đó một con mắt đen thứ ba đen nhánh mọc ra, từ bên trong có hắc mang lẹt xoẹt phóng ra. chương 2075, tranh đấu. Lúc này, Hàn Lập cũng không che giấu khí thức hợp thể hậu kỳ vốn con nữa, đầu vai khẽ run lên, linh áp kinh khủng ồ ạt lao về phía đại hán ở phía đối diện. Với tu vi đáng sợ vượt xa cùng dai gấp bội của Hàn Lập, thêm vào đó là sự cộng hưởng từ phạm thánh chân ma công khiến cỗ khí thế này mạnh tới mức khiến đại hán gần như mới chỉ cảm ứng được một chút đã biến sắc mặt bắn ngược ra xa vài chục trượng cuống quyết phóng ra khí thức của bản thân là một gã ma tôn hợp thể trung kỳ nhưng khí thức này lại cực kỳ cổ quái bởi nó còn lờ mờ đi kèm với những ngân mang li ti đại hán hoảng sợ trong lòng vội vàng hét lớn về phía đạo sĩ trung niên ở phía dưới người này có thần thông sâu không lường được một mình ta sợ không phải là đối thủ của hắn lãnh huynh cũng lên luôn đi Nói xong lời này, đại hán mày rậm gầm nhẹ một tiếng, bím tóc nhỏ phía sau đầu bỗng nhiên dựng đứng lên, đồng thời một tay hắn bấm niệm pháp quyết, da thịt bên ngoài bỗng trở nên lấp lánh ngân quang, toàn thân hắn tựa như được đúc thành từ bạc tinh khiết vậy. Cùng lúc đó khuôn mặt đại hán nhăn nhó một trận, đầu mũi hắn cũng đột nhiên dài ra đồng thời trở nên hết sức bén nhọn như mỏ ưng, thêm vào đó ở trên đầu lại mọc thêm một sợi lông vũ màu bạc. Thú hóa chi thể, hóa ra hai vị vốn là hóa hình thú tôn. Hàn lập thấy cảnh này bật thốt lên thành tiếng, tỏ ra hứng thú ra mặt. Với hoàn cảnh còn ác liệt hơn so với linh giới ở ma giới, những ma tôn do hóa hình ma thú tu thành đương nhiên mạnh mẽ hơn nhiều so với yêu tu cùng dai, càng không phải là mức độ mà ma nhân bình thường có thể so sánh được. Chẳng trách bọn họ lại có gan nhẹ nhàng chặn đường những tôn giả ma tộc khác. Đạo sĩ trung niên phía dưới thấy Hàn Lập phóng ra khí thức đáng sợ thì sắc mặt trầm xuống, từ trong cơ thể phát ra một trận tiếng vang dồn dập sau đó thân thể cũng biến lớn rồi huyễn hóa thành một ma vật đầu hổ thân người, nhoáng một cái đã quỷ dị xuất hiện bên cạnh đại hán. Các hạ quả nhiên không tầm thường, chẳng trách lại có thể dự tính trước mọi việc như vậy. Bản thể của hai người chúng ta đích xác là ma thú nhưng tu vi đạo hữu sâu không lường được, hai người chúng ta đành phải liên thủ đánh với đạo hữu một trận. Có điều đạo hữu yên tâm, bất kể trận chiến này thắng hay bại thì bần đạo cũng sẽ cho đạo hữu biết nguyên do thực sự của việc này. Trong mắt đạo sĩ trung niên sau khi biến thành ma vật lóe lên vẻ kiên kỵ, chậm rãi nói. Vậy tại hạ xin đa tạ rồi, nhưng hiện giờ trước hết mời hai vị chỉ giáo một chút hàn lập trả lời một câu như có như không rồi thúc giục pháp quyết trong tay sáu cánh tay của ma tướng màu vàng sau lưng chuyển động lập tức sáu loại binh khí nặng nề xoay vù vù một trận nhoáng một cái lại lần lượt phóng xuống phía dưới một vệt kim quang sáu vệt kim quang lao về phía trước rồi hợp thành một con sóng ánh sáng màu vàng kim cao vài chục trượng rồi bổ nhào về phía hai gã ma vật đang hùng hổ ở phía dưới con sóng lớn còn chưa cuốn tới hai ma nhưng không trung gần đó đã phát ra tiếng vù vù phảng phất như gần nửa không gian cũng sắp bị kim quang này ép cho đổ sập xuống vậy. Đến hay lắm, đại hán mày rậm rú lên một tiếng kỳ dị, hai tay đã hóa thành màu bạc nắm chặt lại đột nhiên đánh liên tiếp thẳng về phía con sóng lớn màu vàng kim kia. Hai tiếng nổ lớn phát ra, trong khoảnh khắc nắm đấm màu bạc được đánh ra, ngân mang bừng sáng rồi biến ảo thành hai vầng sáng màu bạc như hai chiếc bánh xe, hung hăng lao thẳng vào con sóng lớn phát ra tiếng nổ kinh người. Khi quang hà hai màu kim ngân đan vào nhau thì nửa con sóng màu vàng kim cùng với hai luồng ngân quang bừng lên rồi tản ra biết mất, nhưng nửa con sóng còn lại không hề khoan nhượng mà tiếp tục cuốn về phía đại hán. Đúng vào lúc này, đạo sĩ trung niên đứng bên cạnh đại hán há lớn miệng phun ra một đoàn lục diễm. Phùng một tiếng, lục diễm như no gió mà điên cuồng biến lớn, sau khi bốc cao tới vài chục trượng cũng biến thành một con hổ lửa bằng lục diễm, uy phong lẫm liệt bổ nhào về phía trước, đôi hỏa chảo khua khoáng điên cuồng xé nát bấy nửa con sóng còn lại, nay sau đó lại nhảy trồm lên quay về đỉnh đầu đạo sĩ trung niên tựa như có linh trí vậy. Đạo hữu có ngón thần thông ruột nào cứ việc xử ra được rồi đấy. Những động tác để dò xét như thế này dưới sự liên thủ của hai người chúng ta căn bản không thấm vào đâu cả. Và lại cũng không nên lãng phí thêm thời gian nữa. Đại hán mày rậm cười điên cuồng một tiếng rồi nói. Trong mắt đạo sĩ trung niên biến thành ma vật đầu hổ cũng lóe lên dị quang, nhưng cũng không mở miệng ngăn cản đồng bạn. Cũng tốt, nếu hai vị đạo hiếu đã hiển lộ chân thân thì tại hạ sẽ vận dụng thần thông chân chính, lấy một chiêu quyết định thắng bại vậy. Thần sắc Hàn Lập không đổi, khẽ gật đầu trả lời. Tốt lắm, vậy hãy tiếp thử thần thông lạc mỗ mới lĩnh ngộ được, vạn hư chi kiếm. Đại hán nghe vậy thì tỏ ra vô cùng hưng phấn, cũng một tay bấm niệm pháp quyết. Một tiếng trầm đục phía sau lưng hắn vang lên, từ đó lại mọc ra một đôi cánh màu bạc. Đôi cánh này chỉ khẽ vỗ nhưng đã có vô số lông vũ bắn ra, chúng đón gió hóa thành từng thanh kiếm nhỏ màu bạc dài vài tấc, lóe một cái đã biến mất vô ảnh vô tung vào hư không. Sau một khắc, bầu trời phía trên nơi Hàn Lập đứng không ngừng có âm thanh lao sao phát ra, kiếm quang đủ màu sắc từ đó bắn ra đan xen vào nhau, mơ hồ tạo thành hư ảnh một kiếm sơn cực lớn bao phủ lấy cả vùng trời đất xung quanh Hàn Lập tới cả dặm. Thoạt nhìn đã thấy kiếm này cực kỳ đáng sợ, còn tên đạo sĩ trung niên biến thành ma vật đầu hổ kia thì không nói không rằng khẽ rít một tiếng, con hổ lửa bằng lục diễm đang nằm sấp trên đỉnh đầu bỗng lớn lên gấp 10 lần thành một quái vật khổng lồ trên trăm trượng, cũng ngửa đầu há mồm phun về phía Hàn Lập. Một trận ùng ùm um um vang lên, một cột ánh sáng màu lục lớn bằng người phun ra từ miệng cự hổ cùng với tiếng kêu bén nhọn chói tai, cũng nhoáng một cái đã phá vỡ hư không lao đến trước mặt Hàn Lập, thành thế to lớn phảng phất như có thể khiến tất cả đều hóa thành cho bụi. Con người Hàn Lập bỗng co rụt lại, tay chân không hề có cử động, mà những con mắt thứ ba của Phạm Thánh Ma tướng sau lưng đều Bóp, một tiếng rồi đồng loạt phun ra một sợi hắc ti đen nhánh bóng loáng, hắc ti chuẩn xác đánh vào ngay phía trước cột sáng màu lục. Một màn quỷ dị xuất hiện, hắc ti thoạt nhìn mỏng manh là thế nhưng chỉ vừa đánh lên cột sáng khổng lồ một cái thì cả hai đã biến mất vô thanh vô tức. Đạo sĩ hóa thành ma vật thấy cảnh này nhất thời cả kinh trong lòng. Lúc này kiếm sơn khổng lồ trong không trung mang theo hàng ngàn kiếm quang đang bổ xuống hàn lập ở phía dưới, nếu quả thật bị thần thông này đánh chúng thì cho dù thân thể hàn lập có mạnh mẽ ngang với trí bảo đi nữa nhưng hơn phân nửa cũng sẽ cảm thấy ăn không tiêu nhưng trong mắt hàn lập chỉ hơi lóe lên một luồng tinh mang phạm thánh pháp tướng phía sau lưng bỗng đồng loạt ném sáu loại binh khí đang nắm trong tay ném vào không trung chúng hóa thành sáu đoàn kim quang mang theo tiếng nổ như sấm rền điên cuồng đánh về phía kiếm sơn tiếp đó sáu bàn tay của ma tướng nắm chặt lại chậm rãi đánh một đòn vào hư không phía trên không gian phía dưới kiếm sơn bắt đầu lung lay vô số kim sắc phù văn tuôn ra rồi sau đó lại ngưng tụ thành một xoáy nước màu vàng. Hàn lập khẽ điểm vào trong hư không về phía xoáy nước, nhất thời nó quay tít một vòng, một lực hút cực lớn khó mà ngăn cản ùng ùng từ đó phát ra. Trong phút chốc kiếm quang màu bạc cùng với lực hút vô hình chớp mắt đã đánh tới cùng một chỗ. Sau một tiếng nổ kinh thiên động địa, cả bầu trời cũng như bị chấn động, từng đoàn từng đoàn hắc sắc ma khí bỗng dưng cũng xuất hiện ở không trung gần đó, chúng bắt đầu điên cuồng khởi động. Động tuyền ma quang Đạo sĩ trung niên thấy cảnh này, sắc mặt đại biến thất thanh kêu lớn. Đại hán mày rậm ở gần đó lại càng tròn xoe mắt, mơ hồ cảm thấy sợ hãi cùng kinh ngạc không thể tin nổi. Hàn lập nghe vậy khóe miệng khẽ động nhưng không hề có biểu cảm gì trên mặt. Lúc này, bất kể hàn lập hay hai gã ma vật hóa hình cũng đều không xuất thủ mà chỉ chầm chằm nhìn về phía không trung vẫn phát ra tiếng nổ dâm ran không ngừng. Sau thời gian một chung trà, tiếng vang mới dần dần biến mất, chấn động kịch liệt cũng theo đó mà tản đi, bầu trời rốt cuộc cũng sáng sủa trở lại. Ánh mắt Hàn Lập ngưng tụ, chỉ thấy bất kể là xoáy nước màu vàng hay hư ảnh kiếm sơn màu bạc đều không còn sót lại chút gì. Một đòn vừa rồi dường như là ngang sức ngang tài, trong lòng Hàn Lập hơi cảm thấy kinh ngạc. Vừa rồi mặc dù hắn mời chỉ phát huy hai ba thành của thần thông động tuyển kim quang thôi nhưng một gã hợp thể trung kỳ lại có thể dễ dàng ngăn cản được nó. Điều này khiến hắn có hơi bất ngờ. Những suy nghĩ trong lòng Hàn Lập còn đang âm thầm xoay chuyển không ngừng thì Đại Hán và Đạo sĩ Trung Niên ở phía đối diện sau khi nhìn nhau và truyền âm hai câu liền thu lại ma khí phía ngoài cơ thể, lần lượt thu lại bán thú chi thân khôi phục hình dáng ban đầu. Đạo sĩ Trung Niên còn ôm quyền thi lễ với Hàn Lập có vẻ khách khí dị thường. Đạo hữu quả là thần thông quảng đại, ngay cả đại thần thông như động tuyển kim quang cũng đã có thể nắm giữ vậy cũng không cần so bì hay thử nghiệm gì thêm nữa, hai người chúng ta tự nhận không bằng. Không sai, không ngờ đạo hữu lại có thể tu luyện ma công tới cảnh giới như vậy thật khiến cho người khác phải khâm phục. Ha ha, suốt cuộc tại hạ đã biết thế nào là sơn ngoại hữu sơn rồi. Đại hán mày rậm cũng cười ha ha một tiếng, mặt cười tô tuét. Hai vị đạo hữu cũng có thần thông bất phàm, nhưng không biết hiện giờ có thể cho ta biết nguyên do hai người động thủ được chưa. Hàn lập thu lại phạm thánh pháp tướng rồi khẽ mỉm cười trả lời. Cái này tự nhiên không thành vấn đề, có điều trước đó tại hạ muốn hỏi đạo hữu một chút đạo hữu đã từng nghe nói tới thú tôn điện hay chưa? Đạo sĩ trung niên đồng ý ngay lập tức nhưng sau đó lại hỏi ngược lại một câu. Thú tôn điện là một thế lực lớn có tiếng tăm lẫy lừng ở dưới này tại sao tại hạ lại có thể chưa từng nghe thấy chứ? Chẳng lẽ xuất thân của hai vị chính là thú tôn điện hay sao? Hàn lập giật mình, thần sắc khẽ biến trả lời. Đồng thời đủ các loại ý niệm trong đầu hắn xoay chuyển, hắn đem tất cả các tư liệu đã chuẩn bị trước có liên quan đến thú tôn điện đều lượt qua một lần, Thú Tôn Điện đúng như cái tên của nó chẳng những là một trong các thế lực siêu cấp vô cùng nổi danh ở ma giới, mà ở đó còn tụ tập đông đảo các tôn giả ma tộc mà chủ yếu là ma thú hóa hình kỳ, thậm chí trong thế lực này còn có một tên Vạn Thú Thánh Tổ cực kỳ thần bí. Vị Vạn Thú Thánh Tổ này cực kỳ thần bí, nghe nói hắn không những không tiếp xúc gì với các thánh tổ khác mà cũng rất ít khi lộ diện ở Thú Tôn Điện, có điều có thể chắc tới 89 phần 10 hắn là một ma thú đại thừa kỳ hóa hình. Bởi vậy trước khi tiến vào ma giới, thú tôn điện chính là một trong các thế lực siêu cấp mà đám người lũng gia lão tổ đã mấy lần nhắc nhở không được phép trêu chọc ở ma giới hiện giờ hàn lập vừa hay lại biết hai người đối diện hóa ra là đến từ điện này sao hắn có thể không dùng mình ha ha, nếu đạo hữu đã từng nghe nói tới bản điện không biết đạo hữu có hứng thú gia nhập bản điện làm một vị khách khanh trưởng lão không đạo sĩ trung niên mỉm cười nói ra một câu khiến hàn lập ngẩn người đạo hữu muốn mời tại hạ gia nhập thú tôn điện hàn lập hít sâu một hơi thần sắc tỏ ra hơi khó hiểu không sai, với thần thông của đạo hiếu, chỉ cần đạo hữu gia nhập bản điện là khẳng định sẽ được trọng dụng, địa vị của đạo hữu còn có thể ở trên bần đạo. Huống hồ bản điện có vạn thú thánh tổ chấn giữ, chỉ cần lão nhân ra ông ta hơi chỉ điểm một chút đối với việc tu luyện của ngươi thì sau này khẳng định đạo hiếu sẽ có được lợi ích vô cùng lớn. Đạo sĩ trung niên ra sức lôi kéo, chương 2076 thiết xa Lính. Nhị vị đạo hữu ngăn cản hai người bọn ta chắc không chỉ lý do mời ta gia nhập quý điện đi đại danh của thú tôn điện tại hạ rất ngưỡng mộ nhưng cũng không có ý tứ muốn gia nhập hàn lập nhíu mày một hơi cự tuyệt như vậy thực sự đáng tiếc bổn điện đang mời chào một vài vị đạo hiếu cùng chung trí hướng để chuẩn bị mưu đồ đại sự nếu đạo hiếu có thể gia nhập bổn điện tuyệt đối sẽ không hối hận trung niên đạo sĩ nhướng mày khuyên nhủ một phen đa tạ ý tốt của đạo hiếu nhưng tại hạ thực không muốn bị câu thúc hàn lập thản nhiên buông ra một câu cự tuyệt nếu đạo hiếu tâm ý đã quyết thì bần đạo cũng không có gì để nói thêm về phần hai người bọn ta xuất hiện nơi đây kỳ thật cũng rất đơn giản bất quả vài chục năm trước bổn điện nhận được một mối giao dịch có người xuất ra một đại tuyệt bút thù lao để chúng ta đối phó với mấy nhóm người đạo hiếu nhưng vì các đám người các vị ở trong huyện khiếu sa mạc thật lâu chưa từng đi ra nên sự việc mới kéo dài đến tận hôm nay đạo hiếu xin không cần hiểu lầm thú tôn điện bọn ta tuy nhận thù lao hậu hĩnh nhưng cũng không phải vì khoản thù lao này mà đấu sống chết với các vị còn phải xem mục tiêu có thể ra tay hay không nữa Bình thường đối với các tồn tại cùng giai như đạo hữu bọn ta nhiều lắm cũng chỉ luận bàn một chút, thậm chí còn có thể kết giao hảo mời gia nhập bổn điện cũng không phải không có khả năng. Trung niên đạo sĩ rốt cục cũng một hơi nói ra hết thảy nguyên nhân. Thì ra là quý điện nhận ủy thác từ người khác, nhưng không biết người nào lại làm ra cái sự tình này. Đạo hữu có thể hay không nói ra một hai, từ sau lưng hàn lập vang lên một thanh âm dễ nghe truyền đến, hẳn là vũ y nữ tử từ một bên phiêu phiêu bay đến đứng gần hàn lập rồi thản nhiên nói điều này e rằng tại hạ không thể rồi thứ nhất bổn điện có nguyên tắc không để lộ ra tin tức người thuê thứ hai là lần này người ủy thác hoàn toàn nặc danh đích thực không có cách nào xác định trung niên đạo sĩ lắc đầu một hồi thập phần thành thật nói tại hạ đa tạ nhị vị đã nói ra nếu vậy hẳn là quý điện đã phái những người khác đối phó với đám đồng bạn của tại hạ a hàn lập tựa cười như không cười chỉ cần đồng bạn của đạo hiếu cũng là tồn tại cấp bậc ma tôn thì tự nhiên người bọn ta cũng chỉ luận bàn một chút mà thôi Trung niên đạo sĩ ngáp một cái rồi hàm hồ trả lời. Ta hiểu rồi, nói như vậy cũng không có quan hệ gì. Quý điện không quả nhiên không hổ với uy danh lớn lao ở thánh giới, chỉ mới như vậy đã có thể xuất động được nhiều ma tôn đến bậc này, hẳn là các gia tộc bình thường không thể đánh đồng A. À. Hàn lập thần sắc bất động buông lời tán thưởng một câu. Trung niên đạo sĩ nghe vậy cười ha hả, đang muốn nói điều gì thì bỗng nhiên một chiếc ngọc bội rát bên hông phát ra bạch quang rồi truyền đến thanh âm vù vù. Đạo sĩ thấy vậy sắc mặt biến đổi, liền cùng nam tử dâu rậm ôm quyền hướng Hàn Lập rồi rời đi. Hàn Lập cùng Vũ y nữ tử ôm quyền khách khí một hai câu rồi cũng không có ý tứ giữ lại. Hai đạo ngân hoàng độn quang hướng phía không trung mạnh mẽ bắn ra. Sau một tiếng xé gió, thân ảnh hai người này biến mất nơi cuối chân trời. Diệp tiên tử, người cảm thấy lời nói của bọn họ vừa rồi là thật hay giả. Hàn Lập vẫn bất động nhìn hướng đạo độn quang biên mất hỏi một câu. Đại khái khoảng 7 phần thật 3 phần giả đi xem khí thế lúc bọn hắn động thủ xác thực khác với biểu hiện đầy sát tâm lúc trước. Nếu chúng ta biểu hiện thực lực hơi yếu nhược một chút không chừng chúng đã hạ sát thủ rồi a. À. Hơn nữa ở ma giới thì danh tiếng của thú tôn điện nguyên bản cũng không mấy tốt đẹp. Vũ y nữ tử có chút đăm chiêu nói, hẳn là như vậy, bất quá xem ra bọn họ cố kỵ lớn nhất là không rõ nội tình chúng ta. Dù sao ngoài đám người lũng đạo hữu và khí linh tộc thì thêm chúng ta vào nữa cũng gần đủ 10 tồn tại ma tôn, miễn cưỡng có thể so sánh với một thế lực trung bình ở ma giới. Bọn họ hẳn vì vậy mà trở lên cẩn thận hơn, nhưng đáng lo là bọn họ chắc chắn sẽ quan tâm về lai lịch của chúng ta vài phần A. Hàn lập chậm rãi nói, nếu vậy không bằng đem bọn chúng lưu lại đi, khỏi để chúng trở lại bẩm báo, có như vậy thì mới tránh cho phiền toái sau này tìm đến chúng ta. Tiểu muội cùng Hàn huynh liên thủ chắc hẳn có thể làm được việc này đi. Khóe mát phú y nữ tử chấp động, trên mặt hiện lên vẻ băng hàn bắt chúng lưu lại không phải là không thể. Nhưng dù sao bọn chúng cũng là hóa hình ma tôn ma thú, tu vi cao hơn xa so với ma tôn bình thường nên ta đây cũng không có phần nắm chắc. Hơn nữa từ khẩu khí của bọn hắn thì thú tôn điện hẳn đã phái người quan tâm đến đám người lũng huynh hay ngả. Nếu chuyện tình đã như vậy thì hai ta cũng không nên làm điều thừa đi. Hàn lập lắc đầu trả lời, điều này cũng đúng, nhưng thế lực của thú tôn điện ở ma giới thật không nhỏ, nếu bọn họ chịu bỏ thêm một ít tâm tư điều tra thì chỉ sợ đến lúc đó chúng ta không thể giấu giếm đi vũ y nữ tử thở dài nhíu mày nói điều tra hẳn là như vậy rồi nhưng ma giới còn to lớn hơn nhiều so với linh giới nếu có thêm vài tên ma tôn mà thú tôn điện không biết đến cũng không có gì kỳ quái bọn họ cùng lắm thì trong lòng nghi ngờ nhưng sẽ không đưa ra thêm hành động gì đi mà chờ khi bọn hắn đem hết những việc này truy xét xong thì cũng là chuyện tình của nhiều năm về sau với thời gian dài như vậy hẳn là chúng ta đã hành động xong rồi trở về linh giới mới đúng nhưng là như vậy thì hành động sau này cũng nên cẩn trọng hơn một chút a hàn lầm nét mặt trầm ngâm một hồi đem suy nghĩ trong lòng từ từ nói ra cũng chỉ có thể như vậy mà thôi hy vọng rằng kế hoạch tiếp theo của chúng ta thuận lợi không xuất hiện thêm điều ngoài ý muốn đi vũ y nữ tử nghe vậy gật đầu cười khổ diệp tiên tử không cần lo lắng chỉ cần tin tức của đạo hữu không có gì lầm lỗi thì việc đi lấy thanh loan chân huyết kia hẳn không thành vấn đề mới đúng. Bất quá cũng kỳ quái, vừa rồi theo lời hai tên ma tôn kia nói thì thú tôn điện đang có một mưu đồ rất lớn, rốt cuộc là mưu đồ gì? Xem điệu bộ của bọn chúng hẳn không phải là hư ngôn đi. Hai mắt của Hàn lập chấp chấp nói, chẳng lẽ sự tình này có quan hệ với việc ma tộc xâm nhập linh giới, nếu là như vậy hẳn trận chiến đã có kết quả đi. Vũ y nữ tử nghe vậy đầu tiên ngẩn ra, Sao lại nhớ đến điều gì nhất thời lâm vào trầm tư điệu bộ? Chúng ta mới vừa từ trong Huyễn Khiếu sa mạc đi ra đối với sự tình bên ngoài hẳn chưa hiểu biết rõ. Mong rằng không có chuyện gì quá xấu đi, mau qua thị trấn nhỏ phía trước, không chừng qua đám người khác có thể lấy được chút ít tức. Hy vọng ở các thành thị của ma tộc khác chúng ta lại có thêm một chút tình báo hữu ích. Hàn Lập bình tĩnh nói, hắn trong lòng hiểu rõ, lấy nhân tộc cùng với các tộc khác trong nhiều năm cẩn thận chuẩn bị, chu dù không địch lại thì cùng lắm bị rơi vào thế hạ phong tuyệt không có chuyện đại bại chỉ trong vài chục năm hơn nữa sau khi tiến vào ma giới hàn lập liền biết sự tình xâm nhập linh giới chỉ là vài bộ phận nhỏ ở ma giới còn nhiều thế lực khác đối với điều này bộ dáng rất thờ ơ nói như vậy chuyện tình hẳn có vài phần kỳ quái hàn lập tâm niệm chuyển động liên tục trong lòng có chút buồn bực nhưng nét mặt vẫn tỏ ra như không biết tiếp đó vô y nữ tử khẽ vẫy một cái một cái hắc sắc phi chu liền hiện ra một lát sau phi chu phát ra một âm thanh muộn hưởng liền hóa thành một đoàn hắc quang mà bay đi. Cùng thời gian này, trên không trung một hồ nước màu xanh đen, lũng ra lão tổ sánh vai cùng nam tử họ huy đứng nhìn hai đạo hắc quang phía xa chạy đi như nhanh như chớp. Thú tôn điện, bị đám tiểu tử này theo dõi quả nhiên có chút phiền phức. Lũng ra lão tổ nhìn trên bầu trời nét mặt âm trầm thì thào một câu. Lũng huynh cũng không nên quá để ý. Bọn chúng dù có nhận chút thù lao ủy thác nhưng khi biết được bọn ta không dễ đối phó hẳn sẽ không vọng động thêm chút tâm tư gì chúng ta hãy tận dụng thời gian này mau mau rời đi chỉ cần đến được ma nguyên hải thì cho dù thú tôn điện có huy động thêm nhiều nhân thủ hơn cũng không làm được gì chúng ta vạn thú thánh tổ cũng sẽ không vì chuyện này mà truy đuổi chúng ta đi nam tử họ huy cười lạnh một tiếng nói vạn thánh thánh tổ chắc chắn sẽ không tự dùng chân thân đến đối phó với chúng ta nhưng nếu là phái tới một hai cái hóa thân thì không phải là chuyện tình không thể lũng gia lão tổ nét mặt ngưng trọng trả lời hẳn là không thể nào lai lịch chúng ta đúng là có chút khả nghi nhưng cũng không vì vậy mà dễ dàng kinh động một gã thánh tổ tồn tại nam tử họ huy nghe lũng gia lão tổ nói vậy nét mặt liền trầm xuống chỉ hy vọng là vậy chúng ta hãy mau rời nhanh nơi này lúc này hãy đem toàn lực phi hành đi không cần phải tiết kiệm pháp lực nữa lũng gia lão tổ cân nhắc một hồi rồi lạnh lùng nói nam tử họ huy vội vàng gật đầu tự nhiên không chút ý tứ phản đối tại một phương hướng khác thiên thu thánh nữ cùng gã thanh niên linh tộc tên gọi chi thủy mặt không chút đổi sắc đang đứng giữa không trung mà cách đó không xa là hai gã ma tộc làn ra một xanh một đỏ màu sắc bất đồng cũng đang huyền phù ở lưng chừng nhưng lúc này bọn chúng đang nhìn về phía thanh niên linh tộc với vẻ mặt sợ hãi đến cùng cực kế tiếp trong khoảng thời gian ngắn hàn lập cùng vũ y nữ tử toàn lực thúc giục hắc sắc phi xa một hơi phi hành liền nửa tháng rốt cuộc cũng gặp được một cái thành trì bậc chung của ma tộc liền dừng lại mấy ngày lúc này hàn lập cùng vũ y nữ tử phân ra hành động sau một hồi thu thập đại lượng thông tin tình báo cuối cùng cũng biết được mấy phần tình hình các tộc cùng ma tộc đại chiến sau khi biết được trong vài chục năm nay nhân tộc liên thủ với vài tộc khác cùng ma tộc đại chiến mấy lần hơn nữa còn có ma tộc thánh tổ hàng lâm xuống linh giới cùng với vài tu sĩ đại thừa các tộc khác ra tay nhưng mọi chuyện vẫn đang rơi vào thế rằng co biết được tình hình này hàn lập cùng vũ y nữ tử không khỏi thở dài nhẹ nhõm một hơi tuy rằng tin tức tình báo mà họ thu được khá mở hồ thậm chí còn không được toàn vẹn đầy đủ nhưng đại để mọi chuyện cũng không khác biệt quá nhiều. Như vậy đối với hai người đã là quá đủ rồi. Vì thế hai người ở lại trong tòa thành nhỏ hai ngày rồi liền không chế phi xa phá không rời đi. Mục tiêu tiếp theo của bọn họ là thanh dược tộc ở thiết xa lĩnh. Sau một hơi phi hành liên tục ba tháng, hai người bọn họ đã đi qua rất nhiều khu vực, lúc này rốt cuộc cũng thấy được một phiến sơn mạch màu đen nhánh phía trước. Phiến sơn mạch này vô luận là cây cối hay đồi núi đều ảm đạm mang màu hắc lục từ xa nhìn lại khiến cho người ta cảm giác bất an giống như đang che giấu vô số ma vật trong đó. chương 2077, Huân Hương Trại Đây hẳn là thiết xa lĩnh, thoạt nhìn quả có phần đặc biệt, ma khí nồng đậm hơn nhiều so với các nơi khác, nơi đây e rằng sinh ra không ít ma thú. Hàn Lập đứng trước mũi phi chu, đăm chiêu nhìn sơn lĩnh xa xa, tự nói. Thanh dược tộc vốn am hiểu khu thú thuật, thiết xa lĩnh này chính là một trong những vùng đất bọn họ trú ngụ, có thể nói cũng chính là nơi cung cấp không ngừng ma thú cho thanh dược tộc. Nếu không, người của tộc này, vốn không tính là nhiều, làm sao có thể nắm trong tay khu vực lớn như vậy. Vũ y thiếu nữ, đứng sau lưng hàn lập, tiếp lời. khô thú thuật, người của thanh dược tộc mượn dùng ngoại lực như thế, tu vi thần thông của bản thân hẳn có chỗ kém cạnh nhất định. Hàn lập cười khẽ trả lời, khả năng là hạng bình thường trong thanh dược tộc sẽ như thế nhưng những người chúng ta quan tâm lại thuộc nhóm hạch tâm ưu tú e rằng sẽ không có nhược điểm như vậy dù sao thì thanh loan huyết mạch cũng không phải là hữu danh vô thực vũ y thiếu nữ nghe vậy thì phần nào lộ vẻ ngưng trọng chúng ta nếu đã tính chuyện đối phó với cả hóa thân của thánh tổ thì những người hạch tâm của thanh dược tộc cũng chẳng cần phải coi trọng bao nhiêu tuy vậy cách thức cư ngụ của thanh dược tộc có chút phiền phức sống quần tụ thành các trại muốn từ đấy tìm ra mục tiêu thích hợp e phải phí chút tay chân hàn lập không thèm để ý nói Chính xác như thế, vấn đề là chúng ta không thể lưu lại nơi này quá lâu, nhiều lắm cũng chỉ là một tháng mà thôi. Nếu không sẽ chế hẹn tụ họp, vũ y thiếu nữ ra vẻ khó xử, chỉ cần vận khí không quá tệ, một tháng thời gian hẳn là cũng đủ. Huống hồ tiên tử chẳng phải có pháp khí cảm ứng đặc chế hay sao, chỉ cần tiếp cận mục tiêu trong 10 dặm là có thể cảm ứng được mà. Hàn Lập nói nhàn nhạt, nói vậy cũng đúng, nhưng mà những người hạch tâm của thanh dược tộc chắc chắn sẽ được bảo vệ nghiêm mật, sợ rằng muốn tiếp cận cũng không dễ. Nếu gặp phải những trại loại lớn, chúng ta dù có mạo hiểm lèn vào cũng khó nói trước kết quả sẽ ra sao. Vũ y thiếu nữ xem ra đã suy nghĩ qua chuyện này, cười khổ trả lời. Chỉ cần vận khí không quá đen đủi, xui xẻo mà đụng đầu vào nơi chấn thủ của vị lăng nguyên thánh tổ kia, ngươi và ta đột nhập vào mấy trại hẳn là không thành vấn đề. Hàn lập nhẹ nhàng khẳng định, hy vọng là như vậy. Đáng tiếc không biết vị lăng nguyên thánh tổ hóa thân kia ở chỗ nào, nếu không chỉ cần tránh ra xa xa, tính mạo hiểm liền giảm thiểu tối đa. Vũ y thiếu nữ tiếc rẻ nói, hàn mỗ cũng hy vọng không phải kinh động vị thánh tổ hóa thân này, nhưng sự việc sẽ như thế nào chỉ có thể trông vào thiên ý mà thôi. Nếu chúng ta đã muốn chỗ tốt, thì chút phiêu lưu mạo hiểm đành phải chấp nhận. Dù gì đi nữa, trên đời này cũng không có chuyện ăn cỗ miễn phí. Hàn lạp đồng ý nói, ha ha, nếu chỉ có một mình tiểu muội, hiển nhiên phải có phần lo ngại. Nhưng đã có hàn huynh tương trợ, tin rằng sẽ vô sự. Chúng ta hãy tiến vào thiết xa lĩnh đi. Một khi vào trong, ắt sẽ không thể sử dụng kiện ma khí phi hành này, ngươi và ta chỉ có thể ẩn nặc xâm nhập mà thôi." Vũ Y thiếu nữ cười khúc khích, nịnh nịnh Hàn Lập, rồi hướng sơn mạch xa xa, chỉ tay nói. Hiển nhiên, Hàn Lập gật đầu, không có ý kiến gì khác, hành động trước, lập tức rời khỏi phi chu. Vũ Y thiếu nữ liền bấm niệm thần chú, trong nháy mắt, phi chu dưới chân tỏa hắc quang, nhanh chóng thu nhỏ lại cỡ bàn tay, vút vào trong tay thiếu nữ. Hai người lại thương lượng vài câu với nhau rồi hóa thành hai đạo cầu vòng bay vào sơn mạch kia. Phút chốc, cả hai đã biến mất vào trong sơn lĩnh. Năm ngày sau, Hàn Lập đang bay xuyên qua một hẻm núi, hai bên vách đá dựng đứng. Độn quang mơ mơ hồ hồ, mau lẹ phi thường, mỗi lần chấp động là vút đi vài chục trường. Gần đó, không hề thấy bóng dáng của vũ y thiếu nữ. Hiển nhiên hai người sau khi vào sơn lĩnh liền tự phân ra hành động một mình. Chẳng bao lâu, Hàn Lập đã có thể thấy thấp thoáng bóng dáng của lối ra, ngay lúc hắn định bay vèo ra thì bỗng nhiên từ trong mấy thạch động, ở hai bên vách đá, truyền ra mấy tiếng chim hót chói tai. Tiếp theo, hơn 10 con ma cầm to lớn, cả người xanh biếc, bay vụt ra, thẳng đến hàn lập, hung hăng bổ nhào xuống. Mấy con ma cầm này giang rộng hai cánh, lớn chừng 5-6 trượng, từng cặp mắt vàng sẫm chấp nháy dáng vẻ dữ tợn, nhìn giống những con kên kên cực lớn. Trong độn quang, hàn lập không chút biến sắc, hắn nhấc tay, năm ngón xỉa tới, tức thì, suy suy thanh âm bạo phát, năm đạo hắc ti từ mấy đầu ngón tay bắn vụt ra, hướng bảy ma cầm, lóe lên biến mất. Hơn 10 con ma cầm lập tức kêu la thảm thiết, thân hình liền hóa ra một mảnh máu thịt rơi xuống như mưa. Trong khi đó, thanh sắc độn quang đã sớm chấp lóe bay đi, không vấy nhiễm chút nào tinh huyết ấy. Gần một tiểu sơn cốc bí mật, trong khu rừng rậm bên ngoài cốc, vũ y thiếu nữ đang trốn sau một gốc cây đại thụ, yên lặng ngó vào cửa sơn cốc. Cửa sơn cốc, cây cỏ um tùm dày đặc cao quá hai thân người, xem chừng ít người lui tới, hoang vắng dị thường dù vậy vua y thiếu nữ đã ngóng nhìn cả một canh giờ hai mắt không hề chớp giống như đang chăm chú xem cái gì đó vô cùng thú vị bỗng nhiên phía trên cửa cốc hư không mập mờ một cỗ vô hình rung động lan tỏa hai gã ma nhân có cánh mặc áo da quỷ dị hiện ra hai người cẩn thận quét mắt đánh giá khắp nơi thấy cửa cốc không có điều gì dị thường thì an tâm vỗ cánh phá không bay đi trong nháy mắt đã trở thành hai điểm đen rồi biến mất vô tung vô ảnh thấy vậy Vũ y thiếu nữ thở ra một hơi, khuôn mặt dạng dỡ hẳn, lập tức hai tay kết quyết, thân hình yểu điệu chấp nhẹ, biến mất ngay tại chỗ. Chừng sau một bữa cơm, cách sơn cốc hơn vạn dặm, trong một động quật bí mật, vũ y thiếu nữ đang bình tĩnh đặt tay lên đầu một gã ma nhân có cánh, trên mặt nàng mơ hồ có một tầng ngũ sắc quang hà lưu chuyển không ngừng. Nàng đang thi triển một loại siêu hồn bí thuật rất lợi hại nào đó. Ngay bên cạnh, có một tên ma nhân khác đang úp mặt nằm dạp trên mặt đất, không hề nhúc nhích, chẳng biết là sống chết thế nào sau vài hơi thở dáng màu trên mặt vũ y thiếu nữ chợt lóe lên tan biến năm ngón tay nàng buông lỏng mà nhân kia lập tức cả người sụi lơ nằm lăn trên đất thế ra đây chỉ là một cái trại nhỏ ven rìa cũng chẳng có hạch tâm tộc nhân nào ở bên trong xem chừng chỉ có thể đi tới mấy cái trại lớn để tìm kiếm nhưng trước đó phải báo một tiếng cho hàn đạo hữu vũ y thiếu nữ ở yên tại chỗ chấp hai mắt cân nhắc một hồi rồi có chút bất đắc dĩ nói thầm liền đó bàn tay thon ngọc nhẹ nhàng xòe ra lập tức hiện ra một mặt pháp bàn mờ mờ nàng điểm nhẹ ngón tay ở bên trên rồi lật tay vỗ vào pháp bàn âm thanh trầm đục vang lên pháp bàn bộc phát ra một đoàn bạch quang bên trong ẩn ẩn những ngân sắc văn tự rồi chợt lóe lên biến mất xong xuôi nàng buông lỏng thần sắc quét ánh mắt nhìn hai gã ma nhân trên mặt đất nét mặt bỗng lạnh lùng đanh lại phốc phốc hai tiếng tại một nơi khác đang vô thành vô tức phi hành dưới tầng trời thấp hàn lập thoáng biến sắc cảm ứng được điều gì đó, hắn vội lật bàn tay, trong tay liền hiện ra một pháp bàn tương tự, trên mặt rõ ràng chấp động ngân sắc văn tự, giống như đúc với các văn tự kia. Hàn lập đảo mắt xem qua, khóe miệng nhếch lên mỉm cười. Lập tức, hắn thay đổi độn quang, hướng một phương khác, ẩn nặc bay đi. Nửa tháng sau, giáp danh một bồn địa được ba ngọn núi bao quanh, Hàn lập cùng vũ y thiếu nữ sóng vai đứng trên cành một cây đại thụ cao chọc trời, đang ngắm nhìn vầng xương trắng mịt mù che phủ một tòa sơn phong vầng xương trắng xóa như bông gòn mông mông lung lung mỗi khi gió thổi qua lại thoát ra mùi hương khó tả diệp tiên tử khẳng định đây chính là huân hương trại một trong bốn chỗ trú ngụ lớn nhất của thanh dược tộc nhìn một hồi hàn lập bỗng nhiên mở miệng hỏi chắc chắn không sai ta đã thi triển siêu hồn thuật với hai người của thanh dược tộc mới biết được địa điểm chính xác chỉ tiếc là tu vi của hai người kia không cao cũng chẳng biết gì nhiều về huân hương trại nhưng xét quy mô của trại này nhất định sẽ có hạch tâm tộc nhân của thanh dược tộc nhưng nơi này rõ ràng đang bày ra cấm chế lợi hại, muốn đột nhập vào, sợ rằng cũng không dễ dàng. Vũ y thiếu nữ thấp giọng trả lời, Ngọc Dung lộ vẻ ngưng trọng. Ừ, xét hương khí trong sương mù mà nói, địa điểm thì chắc là không sai. Về phần cách thức đột nhập, thật ra ta lại có, bất quá cần một cơ hội thích hợp. Chúng ta tạm thời chờ thêm chút nữa. Hàn Lập nghe vậy thì mỉm cười, sớm tính trước nói. Hay quá, nếu Hàn Huynh đã có biện pháp, tiểu muội xin rửa mắt trông mong. Vũ y thiếu nữ nghe xong, tự nhiên mừng rỡ lên. Hàn lập gật đầu, không nói thêm gì nữa, nhìn về ngọn núi xa xa, ánh mắt hiện lên vẻ quỷ dị. Gần nửa ngày sau, từ chân trời, tiếng xé gió truyền đến, một con phi xà dài đến vài chục trượng xuất hiện, hướng đỉnh núi vút nhanh bay tới. Trên lưng cửa xà có bảy tám gã ma nhân thanh dược tộc, tên nào tên nấy sắc diện vui mừng. Đám người, đa số là thanh niên nam nữ nhưng cầm đầu lại là một lão già tóc muối tiêu, thân hình cao lớn, phát ra khí thế kinh người. Tốt, thời cơ tới rồi, chúng ta hành động thôi. Đang ngồi trên cành cây đả tỏa, vừa thấy đám ma nhân thanh dược tộc kia, Hàn Lập lập tức đứng dậy, thong thả nói với Vũ Y Thiếu Nữ. Vũ Y Thiếu Nữ cũng đứng lên, nhìn Hàn Lập, ánh mắt lộ vẻ tò mò. Hàn Lập cũng chẳng nhiều lời, nhấc tay, lập tức một vật bắn thẳng đến nữ tử. Vũ Y Thiếu Nữ hơi ngẩn ra, theo bản năng giơ tay bắt lấy, cúi đầu nhìn. Chính là một tấm phù lục tím mờ lúc này hàn lập nói điềm đạm đạo hữu đem tấm phù này kích phát rồi đi theo phía sau những người kia ắt có thể trà trộn vào trong sơn trại chỉ cần huân hương trại này không có mấy thứ cấm chế đặc thù trong truyền thuyết tin chắc sẽ không bị bại lộ hành tung nhưng mà đạo hữu nhớ cho sau khi kích phát tấm phù này ngàn vạn lần không nên sử dụng thần thông đặc thù khác để ngừa phù lục mất đi hiệu lực dứt lời hàn lập lại xòe tay trong tay hiện ra một tấm phù lục y hệt như vậy dán thẳng lên người Trước ánh mắt kinh ngạc của vũ y thiếu nữ, một đoàn tử quang lập tức bạo phát, đồng thời vô số ký hiệu màu tím từ bốn phía hiện ra, thoáng cái liền hóa thành một màn sương mù màu tím nhạt bao phủ lấy hàn lập. chương 2078 đột nhập, ngay khi đám sương mù tản mắc đi, nơi hàn lập đứng khi trước bỗng nhiên trở nên trống rỗng. Vũ y nữ tử vội vàng hướng thần niệm đảo qua khắp nơi xung quanh nhưng vẫn không phát hiện ra bóng dáng hàn lập, làm trong lòng không khỏi kinh ngạc. Đạo hữu không cần phải giật mình, đám người tộc thanh dực cũng sắp đến rồi. Nên nhanh chóng hành động đi, bỗng nhiên trong tai nữ tử là một giọng nói lạnh lùng truyền đến. Nghe thấy vậy nàng càng trở lên kinh sợ, cũng không trần chờ thêm nữa mà liền kích phát tấm phù lục trong tay. Đồng dạng một luồng tử quang hiện lên, thân hình vũ y thiếu nữ lẩn trong làn xương mù tím tản mát cũng từ từ biến mất không thấy. Thái nhất hóa thanh phù ở vào tay những người có tu vi khác nhau thì hiệu quả ẩn nặc thân hình cũng hoàn toàn bất đồng. Với tu vi hợp thể của nàng thì hiệu quả vượt xa so với Hàn Lập khi còn tu vi hóa thần, luyện hư kích phát. Trừ phi có tồn tại ma tôn trong đám người thanh dược tộc cẩn thận sử dụng thần niệm tra xét, nếu không thì căn bản không thể nào phát hiện ra Vô Y Thiếu nữ đang ẩn nặc mảy may. Còn về phần Hàn Lập lúc này khi sử dụng Thái Nhất Hóa Thanh phù thì khác, ngoại trừ những gã đỉnh giai ma tôn chỉ kém cảnh giới đại thừa chừng nửa bước, còn nếu là dạng ma tôn bình thường thì căn bản không thể nào phát hiện ra sự tồn tại của hắn. Lúc này con phi xà to lớn ở phía xa hướng về phía ngọn núi có sương mù bao phủ trên cao cũng từ từ dừng lại, huyền phù ở trên không. Lão giả ma tộc dẫn đầu sau khi nhìn khắp nơi đánh giá vài lần, liền giơ tay bắt quyết hướng xuống phía dưới. Một đạo thanh quang bắn nhanh ra, chợt lóe lên, rồi lướt đi biến mất trong sương mù. Sau một lát công phu, mùi hương trong sương mù thoáng cái bỗng trở nên nồng đậm gấp mấy lần, đồng thời một trận giao động khác thường truyền đến. Sương mù bị tách ra, hiện ra một cái thông đạo rộng chừng một trường ở phía xa thông đạo có thể nhận thấy bóng dáng mơ hồ của các tòa kiến trúc xây dựng. Lão giả ma tộc thấy vậy không chút chần chờ, chân dậm mạnh vào con cự xà một cái. Nhất thời ma thú hú lên một tiếng tê tê thanh thoát, thanh quang chớp động, thân hình chốc thu nhỏ lại vô số lần. Lão giả tay áo run lên, đem con tiểu xà nhanh chóng thu vào. Liền đó lão giả quay lại nhìn đám người tuổi trẻ và mỉm cười nói vài câu, rồi lập tức hướng phía thông đạo bay đi. Đám ma tộc trẻ tuổi cũng vui cười hớn hở theo sát bay vào trong đó. Chỉ khoảng thời gian vài cái hô hấp, đoàn người biến mất bên trong thông đạo không thấy bóng dáng. Sau một trận quay cuồng, sương mù từ hai bên thông đạo cũng từ từ khép lại như ban đầu. Những ma tộc phụ trách trông coi cấm chế kia tự nhiên không phát giác được lúc đám người trở về, có hai đạo thân ảnh như có như không lặng lẽ theo sát sau lưng đám ma nhân tiến vào thông đạo. Một lúc lâu sau, trên một tòa tháp hắc mộc cao hơn trăm trượng, thân hình mơ hồ của Hàn Lập vẫn đứng yên không nhúc nhích huyền phù trên không trung nhìn xuống. Phía dưới là cái sơn trại lớn không thua gì một thành thị loại nhỏ. Trại này có diện tích chừng hơn vạn mẫu, dựa vào ba ngọn núi bao bọc, xung quanh trồng những loại cây cự mộc cao lớn che kín cả bầu trời tạo thành một hàng bảo vệ nghiêm mật. Các cây cự mộc này toàn thân vỏ màu tím và phát ra một mùi hương thơm nồng, đúng là mùi hương vốn có của nơi đây. Ở bên trong hàng rào là một đám kiến trúc bằng gỗ lớn nhỏ không đồng nhất, đủ để chứa cả hơn 10 vạn ma tộc nhân sinh sống. Đối với người thanh dược tộc ít ỏi thưa thớt mà nói, thì nơi đây đúng là một nơi quy tụ đông đúc tộc nhân. Mà trong số kiến trúc bên trong huân hương trại này có một vài chỗ bộ dáng khác thường, không ít các cây cự mục bao quanh vài tòa lầu các nhỏ vào bên trong, dường như muốn che giấu điều gì đó. Hàn lập lam mang trong mắt xoay chuyển, đem toàn bộ sơn trại nhìn qua một lần xong, cuối cùng đem ánh mắt dừng ở một chỗ kiến trúc có cấm chế dao động. Ở quần kiến trúc phía ngã tư đường gần trước đó, có một đám vệ sĩ thanh dược tộc không ngừng tuần tra canh gác. Mà đám thanh dược nhân thông thường cũng tránh xa nơi đó, vẻ như không dám tùy tiện đến gần lam mang trong mắt hàn lập chợt tắt thân hình trong suốt từ trên tháp gỗ từ từ hạ xuống đáp lên mặt đất nơi hoàn toàn không có bóng người cuối cùng hào quang chợt tắt một gã thanh dực nhân với khuôn mặt độc nhất vô nhị thoáng nhìn giống như hàn lập không một tiếng động hiện ra loại biến ảo bí thuật che giấu thân phận này tuy không có hiệu quả ẩn nặc như thái nhất hóa thanh phù nhưng hẳn cũng đủ để trà trộn vào đám ma nhân bình thường hàn lập cười lạnh nghênh ngang đi ra ngoài đường hướng phía đám kiến trúc nhỏ kia đi đến Cùng thời gian, ở một ngã tư đường khác trong sơn trại, vũ y thiếu nữ cũng thu hồi tác dụng ẩn nặc, biến ảo thành một nữ tử ma tộc trẻ trung, thần sắc thong dong hướng một góc hẻo lánh khác đi đến. Trên tay nàng lúc này đang bí mật giữ một tấm thiết bài bộ dáng đỏ như máu, trên đó mơ hồ phát ra một cỗ dao động như có như không. Mà ở ngay góc bên kia nàng đứng là một tòa lầu các to lớn rất đáng chú ý. Tại một căn nhà gỗ nhỏ ngay góc vắng của huân hương trại, bên trong một tầng ngũ sắc quang đoàn mơ hồ có hai bóng người ngồi xếp bằng mặt đối mặt. Đúng là Hàn Lập và vô y thiếu nữ đã dò xét suốt hai ngày nay. Lúc này hai người vẻ mật ngưng trọng như đang nói với nhau điều gì đó. Nói như vậy tiên tử đã xác định tòa nhà kia có thanh dược tộc hạch tâm đệ tử ở. Hàn Lập hỏi một câu, tuyệt không sai đi, pháp khí của ta phản ứng mãnh liệt phi thường. Nói cho Hàn huynh hay, chỗ khả nghi này ta đã tra xét qua, chẳng những có hạch tâm đệ tử hơn nữa sợ rằng không chỉ là một người. Nơi này hơn phân nửa là nơi tộc thanh dược dùng cho hạch tâm đệ tử để tu luyện. Điều hẳn này là một tin tốt mà cũng là tin xấu. Vũ y thiếu nữ than nhẹ trả lời, như thế nào, Diệp tiên tử cảm thấy không tốt lắm để xuống tay A. Hàn lập ngược lại hỏi thêm, nếu đem hạch tâm đệ tử trong trại tập trung vào một nơi thì khẳng định cấm chế nơi đó rất mạnh, có thể còn có thanh dược tộc ma tôn chấn thủ, nói không chừng còn không phải chỉ có một tên. Như vậy thì kế hoạch ban đầu đích xác rất khó thực hiện, mà thời gian còn lại cũng không nhiều nữa, chúng ta cũng không thể cứ tiếp tục chờ đợi vũ y thiếu nữ trái lại thản nhiên thừa nhận không quan hệ nếu khéo léo ra tay mà không được thì phải dùng sức mạnh thôi mấy tên ma tôn ma tộc kia ta sẽ giúp ngươi cuốn lấy trong chốc lát ngươi chỉ cần để ý đến đám ma tộc đệ tử hạch tâm là được như vậy hẳn là không có vấn đề gì chứ hàn lập nhíu mày lạnh nhạt nói không có ma tộc tôn giả quấy dày thì bắt sống một gã hạch tâm đệ tử hẳn không là vấn đề bất quá chúng ta một khi động thủ nếu không thể thoát thân trong thời gian ngắn thì đám cao giai ma tộc khác sẽ lũ lượt kéo tới Lấy độ lớn của huân hương trại này thì số lượng trung cao giai thanh dược tộc phải là rất nhiều, chỉ sợ ngay như tồn tại ma tôn cũng có ít nhất 7 đến 8 gã, đó là chưa nói đến đám luyện hư tu vi. Mặt khác phải phá vỡ chân trại cấm chế nơi đây cũng phải tốn một phen khó nhọc tay chân A. Vũ y thiếu nữ liên tục lắc đầu than thở nói, trượt phá cấm chế cũng cứ giao cho hàn mỗ. Tại hạ đối với trận pháp tri đạo cũng có chút nghiên cứu, trải qua hai ngày nay quan sát đã phát hiện được một vài chỗ yếu nhược. Hàn lập dường như đã định liệu trước nói nếu là như vậy thì coi như không có vấn đề gì lớn chỉ cần có thể nhanh chóng rời huân hương trại thì chắc hẳn đám ma tôn sẽ không thể đuổi kịp chúng ta nhưng điều cố kỵ của ta là không biết hóa thân của tên lăng nguyên thánh tổ kia đang ẩn nấp nơi nào vũ y nữ tử nghe vậy không khỏi lộ vẻ vui mừng lăng nguyên thánh tổ hóa thân nó tốt nhất là không nên xuất hiện a à, nếu không thì cũng chỉ có thể mượn bảo vật đem hắn tạm thời vây khốn một lúc hàn lập ánh mắt chợt lóe nói ô điều này cũng chỉ là tình hình xấu nhất Quên đi, việc này tạm thời chưa cần nói tới vội, hai chúng ta tạm thời điều tức nghỉ ngơi, đợi đến tối nay thì lập tức động thủ tránh phải lo lắng đêm dài lắm mộng. Vũ y thiếu nữ đề nghị, được, cứ theo như lời tiên tử đi, Hàn Lập liền gật đầu không có ý kiến gì nữa, hai mắt cũng nhắm lại bắt đầu nhập định. Vũ y thiếu nữ sắc mặt âm trầm bất định cẩn thận cân nhắc lại một hồi, sau khi cảm thấy không có vấn đề gì quá lớn, đôi mắt xinh đẹp cũng từ từ nhắm lại. Khoảng 7-8 canh giờ sau, tại một tòa đại điện nhìn không mấy bắt mắt ngay trung tâm huân hương trại bên trong là một gã ma tộc có mái tóc đen thùi sáng bóng trên chắn trải rộng các nếp nhăn đang ngồi xếp bằng trên một cái giường băng phát ra hào quang thanh sắc hắn đang cúi đầu yên lặng tu luyện một loại công pháp gì đó dựa vào khuôn mặt của gã ma tộc thì nhìn không ra tuổi tác nhưng linh áp từ trên người hắn mang lại thực sự kinh người rõ ràng là một gã ma tộc có tu vi ma tôn cường đại ở phía trước không xa giường ngọc của hắn khoảng độ một trượng có một tòa tế đàn nhỏ hình thù cổ quái bằng đá cao vài thước mặt ngoài trải rộng chi chít ký hiệu tựa hồ cực kỳ bất phàm đột nhiên tế đàn tản ra một đám hắc sắc quang quang đoàn rồi phát ra tiếng tê tê vang dội gã ma tộc nam tử nguyên bản đang chăm chú tu luyện bỗng nhất thời cả kinh ngẩng đầu lên để lộ ra là một đôi mắt xanh biếc sáng như sao chấp động không ngừng sao lại lại như vậy chẳng lẽ mấy tên tiểu tử kia xúc động phải cấm chế Nam tử ma tộc nhướng mày thì thào một câu nhưng động tác lại không chậm chút nào, cánh tay liền bấm pháp quyết, nhất thời trong phòng một luồng gió lạ thổi lên, thân hình nam tử cũng theo đó mở đi trong gió biến mất. Ngay sau đó tại cửa chính của đại sảnh, một trận gió lạ lại nổi lên, thân hình nam tử thoáng hiện ra không một tiếng động. Nhưng, vị này tôn giả ma tộc tại ánh mày nhẹ nhàng quét qua đại sảnh, lại lập tức đồng tử hơi co rụt lại. Ở một góc của đại sảnh rõ ràng là bóng người mặc thanh bào đang xoay lưng về phía hắn, mắt nhìn lên bức tường có treo một cái hắc sắc cự nhận. Cái hắc sắc cự nhận này chính là một vật dụng trang trí làm bằng tài liệu thông thường, nhưng người mặc thanh bảo lại xem như rất hứng thú, không có ý quay đầu lại. Nam tử ma tộc trong lòng giật mình, nhưng trên mặt lại làm như không biết, trái lại lạnh lùng mở miệng một câu. Các hạ là ai, sao nửa đêm dám lén vào bản điện? Không có gì, tại hạ chính là nửa đêm thấy buồn chán, muốn tìm các hạ bàn luận một chút cho vui thôi. Thanh bào nam tử mắt vẫn chăm chú ngắm nhìn thanh hắc sắc cửa nhật, nhàn nhạt, nhạt lên tiếng trả lời. Luận bàn một chút, ý của các hạ là, nam tử ma tộc hai mắt đảo qua, đang muốn hỏi lại cho rõ ràng nhưng lời nói mới phát ra đến cửa miếng thì bị chặn đứng, một âm thanh ẩm ỉ dọc theo vách bức tường chuyên đến, làm cho cả đại sảnh như rung lên một hồi. Không tốt, nam tử ma tộc sắc mặt đại biến, không dám nghĩ nhiều, thân hình liền nhoáng lên một cái, mang theo từng đạo tàn ảnh trực tiếp hướng về nơi phát ra tiếng âm thanh, dường như chỉ một cái nháy mắt là tới nơi. Nhưng vào lúc này, thanh bào nam tử lại khẽ cười lạnh, một tiếng sét vang lên, trên người hiện ra vô số sợi thanh bạch điện hồ rồi thoáng chốc biến mất trong lôi quang. Mà ngay sau đó, nam tử ma tộc chỉ cảm thấy điện quang chợt lóe trước mắt, một gã thanh bào nam tử liền quỷ dị chắn trước mặt rồi phóng về phía hắn mười đạo kiếm khí sắc nhọn. Suy suy trong nháy mắt tiếng xé gió vang lên, một đám thanh ti rậm rạp từ đầu ngón tay điên cuồng bắn ra, hóa thành một tấm thanh sắc kiếm võng đón đầu ma tộc nam tử chụp xuống. chương 2079, chiến đấu, tên thanh bào nam tử nghênh ngang lẻn vào đại sảnh đương nhiên chính là Hàn Lập, chẳng qua lúc này trên gương mặt được một mảng thanh sắc quang hà bao phủ, thân hình cũng khác biệt so với lúc trước, vừa xuống tay lập tức hơn 10 khẩu thanh trúc phong vân kiếm hóa thành kiếm ti xuất ra. Đám kiếm ti này tuy nhìn nhỏ bé nhưng mỗi sợi đều là kiếm quang được bồi luyện không ngừng mà thành, độ sắc bén rất đáng sợ, bảo vật bình thường căn bản không cách nào ngăn cản. Nhưng tên ma nhân thanh dược tộc kia có thể được phái tới nơi này canh giữ hạch tâm đệ tử, đương nhiên cũng nằm trong hàng ngũ xuất chúng. Sau khoảnh khắc nội tâm kinh sợ đã ngay tức khắc giống to một tiếng, trong miệng phun ra một cỗ cuồng phong màu xanh mờ mịt, tiếp theo từ trong tay áo lộ ra song trường, hướng về phía võng kiếm mà phát ra một chảo phá không bay tới. Hai bàn tay nhìn như bình thường, nhưng trong khoảnh khắc chảo mang xuất động, giữa lòng bàn tay ngưng tụ ra một mảng hoàng sắc quang hà mờ mịt, phảng phất như huyễn hóa thành hai đạo hư ảnh một dao một hổ, hướng lên cao vỗ một cái phát ra khí thế kinh người như muốn trực tiếp dựa vào cường lực phá rách võng kiếm hàn lập mắt thấy cảnh này nhưng thần sắc không đổi ngón tay hướng lên không chút hoang mang điểm một cái một âm thanh phốc suy trầm đục vang lên kiếm quang trên thanh võng hơi cuồng trướng mỗi một sợi thanh ti liền mơ hồ đều biến ảo thành từng đạo kiếm quang mờ mịt từ không trung mãnh liệt chém xuống xối xả như thác đổ hư ảnh một sao một hổ mới vừa kịp ảo hóa kia chỉ kịp gào lên một tiếng đã bị vô số kiếm quang xuyên thủng trăm ngàn lỗ thân thể trực tiếp tiêu tán trong hư không. Mấy trăm đạo kiếm quang còn sót lại tốc độ vẫn không đổi hung hăng hướng về phía nam tử ma tộc biên cuồng chảm xuống. Nam tử ma tộc sắc mặt đại biến, liền đem cố cuồng phong bên cạnh xoáy mạnh một hồi, lập tức đem thân hình của chính mình bao phủ vào trong đó. Một khắc sau đó, vô số kiếm quang chi chít lóe lên chém qua cỗ cuồng phong. Sau khi cuồng phong bị lực lượng của kiếm quang mạnh mẽ đánh tan, nam tử ma tộc nguyên bản vẫn ở chỗ cũ nhưng đã biến mất không thấy bóng dáng hàn lập mục quang léo lên bàn tay trở nên đen kịt như mực đồng thời trở tay lại vỗ về phía hư không một chảo một cỗ lực lượng vô hình từ lòng bàn tay mãnh liệt tuôn ra đồng thời bộc phát ra một tiếng nổ vang kinh thiên động địa tại một nơi nhìn như không có bóng người bỗng một đoàn hôi quang hiện ra từ bên trong bắn ngược ra một bóng người lảo đảo đúng là tên nam tử ma tộc lúc trước đang thi triển bí thuật ẩn nặc định đánh lén hàn lập không thể nào mà phòng độn của ta sớm đã tu luyện đến cực hạn tại sao có thể dễ dàng bị phá vỡ như thế? Nam tử ma tộc một hơi bay ra xa vài chục trượng mới miễn cưỡng ổn định được thân hình. Nhưng lúc này ánh mắt nhìn về phía hàn lận lộ ra nét kinh sợ, vẻ mặt khó có thể tin nổi. Hàn lập ngược lại chỉ nhàn nhạt nhìn qua nam tử ma tộc, không có ý định trả lời chút nào. Được, được lắm, nói vậy thì tại hạ cũng đành phải liều cái mạng già này rồi. Nam tộc ma tộc nhìn bộ dáng thong dong của hàn lập, thần sắc bỗng chốc trở nên lạnh lùng, Hàn Lập nghe được lời nói đó khóe miệng nhếch lên, tay áo bỗng run một cái, một đoàn ngân diễm theo đó hiện ra. Nhưng kỳ lạ là, ngọn lửa này cũng không phải bay về phía nam tử đối diện, ngược lại hướng về một góc khác của đại sảnh kích bắn tới. Sau khi xoay tròn một vòng, đóa ngân diễm hóa thành một con ngân sắc hỏa điểu, lúc đầu chỉ lớn chừng hơn một xích, nhưng sau khi hai cánh giang ra lại cuồng trướng lên hơn một trượng. Một tiếng ầm ầm vang lên, ngân diễm bạo liệt mà khai hỏa diễm cuồn cuộn chỉ trong chốc lát đã đem góc sảnh kia bao phủ bên trong nhưng vào ngay lúc này bên trong góc sảnh truyền đến một tiếng hử lạnh một đoàn thanh quang bỗng bùng phát ngay bên trong ngân diễm sau khi nở ra liền nguyễn hóa thành một đầu hư ảnh tam thủ thanh mãng cao vài trượng hư ảnh của ma mãng vừa mới hiện thân ba khỏa đầu lâu đồng thời hướng về ngân diễm bốn phía mở miệng phun ra ngay tức khắc ba loại hàn khí xanh vàng làm màu sắc bất đồng cuồn cuộn tuôn ra đem ngân sắc hỏa diễm bên cạnh tạm thời bức lui Tiếp theo thanh quang bóng xuất hiện một bóng người ở trong ngân diễm thừa cơ bay ra, ngay sau một cái chất động đã xuất hiện bên cạnh nam tử ma tộc. Đúng là một phụ nhân khoảng hơn 30 tuổi, một thân váy dài xanh biếc. Nữ nhân này tư sắc không cao, nước da hơi đen, trên bả vai có một con tam thủ thanh xà cao hơn một xích, đang không ngừng đong đưa qua lại ba cái đầu phát ra âm thanh khúc khích. Hư ảnh bên trong ngân diễm khi nãy đúng là do con rắn này biến ảo mà ra. Thanh trưởng lão, bà cũng đến đây rồi. Nam tử ma tộc vừa nhìn thấy phụ nhân này, thần sắc hơi buông lỏng mà hỏi. Hừ, người này thần thông sâu không lường được, lúc nãy ta muốn trước tiên âm thầm ẩn nặc, không ngờ cũng chẳng giấu giếm được tai mắt của hắn. Phụ nhân váy xanh ánh mắt âm trầm nhìn chằm chằm vào hàn lập, cũng không quay đầu mà trả lời. Kẻ này khẳng định còn có đồng bọn, chúng ta cần phải lập tức thoát khỏi hắn rồi đi đến tàng linh các xin viện trợ mới được, một lát nữa ta sẽ cố gắng cầm chân kẻ này, phụ nhân hãy đến đó trước rồi nói sau. Nam tử ma tộc sau khi suy xét một hồi nói ra. Người tinh thông ma phong độn, luận độn thuật so với ta còn cao minh hơn, vậy hãy để ta cầm chân người này đi, người phải đi xin viện trợ trước mới hợp lẽ. Phụ nhân váy xanh lắc đầu một hồi, vừa dứt lời bỗng nhiên ngọc thủ nhấc lên, đồng thời há miệng phun một cái. Một đạo ngân quang từ trong miệng phụ nhân nhanh như thiểm điện bắn ra, lập tức đem nửa đoạn thủ chỉ từ trên bàn tay cắt xuống. Nơi vết cắt tuy có thể nhìn thấy cốt nhục rõ ràng, nhưng một giọt tiên huyết cũng không chảy ra. Vốn dĩ thanh xà trên vai có chút huệ oải, nhưng vừa nhìn thấy hành hồng của phụ nhân lập tức tinh thần rúng động, cái đuôi khẽ vẩy một cái liền phóng tới, chiếc đầu ở giữa vừa nhìn xuống liền đem một nửa ngón tay đang rơi xuống một ngụm nuốt vào. Lúc này, phụ nhân mới lẩm bẩm trong miệng, đồng thời lại há miệng phun ra mấy đoàn tinh khí màu tím nhạt, bao phủ thanh xà vào trong. Thanh xà dưới sự thúc dục của tinh khí cùng pháp quyết thân hình bỗng trở nên cuồng trướng, chỉ chốc lát sau đã biến thành quái vật khổng lồ cao vài chục trượng, trên người lân phiến lấp lánh, Ba khỏa đầu lâu đều tự mọc thêm một cái sừng xanh vàng, lam màu sắc bất đồng. Bộ dáng vô cùng dữ tợn, nam tử ma tộc nhìn thấy động tác đó của phụ nhân đầu tiên hơi ngẩn sau rồi lại gật đầu, cũng không trần chờ thêm bàn tay khẽ rung lên, một cặp xích hồng viên hoàn theo đó bay ra. Viên hoàn xoay tròn trên không trung một vòng rồi từ đó bắn ra một đạo bạch quang, đúng là một đầu ma cầm toàn thân trắng như tuyết, rất giống như một đầu cự ưng, nhưng trên trán lại có một quả yêu mục xanh biếc. Bất kể là cử mãng ba đầu hay ma cầm trắng như tuyết, khí tức đều mạnh không kém ma tộc phụ nhân cùng nam tử, hơn nữa có vẻ như thần thông công pháp của chúng bổ sung cho nhau. Bốn cái đầu liên thủ lại thực lực mạnh không kém so với bốn gã ma tôn đứng cùng một chỗ chút nào. Hàn lập đối với cảnh tượng trước mắt chỉ hơi nhíu hai mắt lại, cũng không dám thật sự chủ quan, tay áo khép phất lên, ngay lập tức một đạo hư ảnh hoàng sắc bay ra, sau một cái lắc nhẹ đã huyễn hóa thành một con tiểu thú cao hơn một xích đúng là tiểu báo lúc trước đã tiến giai đến hợp thể kỳ. Cùng lúc đó, trên người hàn lập ma khí cuồn cuộn, một kiện ma giáp phát ánh sáng đen kịt cũng hiển hiện ra, rồi lại dơ thủ trưởng hướng về phía hư không tung một chảo, một tòa tiểu sơn đen đuốc cũng lặng lẽ bay tới. Mà bên trong ngân sắc hỏa diễm vốn dĩ hừng hực thiêu đốt trong góc sảnh lại truyền đến một tiếng thanh minh. Hỏa diễm cuộn tròn một vòng rồi ngưng tụ, sau đó lại biến ảo thành một đầu ngân sắc hỏa điểu, đồng thời sau một cái chấp động đã bay trở lại trên đỉnh đầu hàn lập, bay lượn quanh quẩn lúc cao lúc thấp. Mau động thủ, sau khi nghe được bên ngoài đại sảnh mơ hồ truyền đến tiếng nổ vang và cảm nhận được một cỗ chấn động không ngừng phát ra từ một phía, phụ nhân váy xanh không chút trần chừ quát lên một tiếng, lập tức xuất thủ trước. Nữ nhân này vừa giơ tay lên, ngay tức khắc hơn trăm sợi bạch bích bay ra, nếu nhìn kỹ sẽ thấy 108 cây châm nhỏ xanh biếc, mỗi cây châm chỉ dài vài tấc, nhỏ như lông trâu, mùi tanh truyền đến phảng phất như có như không. Tam thủ cử mãng kia đang ở phía trước, đồng thời lắc lư ba cái đầu lập tức phun ra hàn khí cuồn cuộn. Thế nhưng hàn khí lần này không chỉ hung mãnh hơn so với lần trước, mà độ kỳ hàn phảng phất như có thể đem cả hư không đóng băng thành một khối, bên trong hàn khí mơ hồ còn có tam sắc phù văn lúc ẩn lúc hiện. Về phần nam tử ma tộc kia cũng không hề động thủ với hàn lập, mà thân hình vừa động lập tức cùng với đầu ma cầm trắng như tuyết kia hóa thành hai cỗ phong quyền mịt mù, bắn nhanh về phía một cánh cửa khác trong đại sảnh. Ngăn hắn lại, hàn lập hướng về phía báo lân thú phân phó một tiếng, sau đó hắc sắc tiểu sơn cầm trong tay lại không chút do dự ném về phía trước ngay tức khắc một ngọn núi cao vài chục trượng đã chắn ngang trước người bích mang kích xạ lên phía trên liền bộc phát ra lục mang vây quanh đồng thời phát ra tiếng nổ vang như vũ đả ly ba thế nhưng ngọn núi đen kia vẫn vững vàng chắn ở đó không chút sứt mẻ ngân sắc hỏa điều ngay trong khoảng khắc hàn khí đánh tới trong miệng lập tức phun ra ngân diễm đồng thời hóa thành một cơn hỏa lãng sao sao khiến cho hàn khí liên tiếp bị bước lui về phía sau Cùng thời điểm sau khi báo lân thú nghe được mệnh lệnh của Hàn Lập, lập tức hóa thành một đoàn kim quang bay vụt ra, sau khi ở trên không lắc lư một cái liền phân ra thành hai đạo tàn ảnh, rồi lại trở nên mơ hồ trực tiếp chui vào trong hư không không thấy bóng dáng. Sau một khắc, nam tử ma tộc khó khăn lắm mới đến được bên ngưỡng cửa lại liền cảm thấy không gian trước mắt nổi lên ba động, hai kim ảnh hơn một trượng bỗng chắn trước người, đồng thời dưới một cái cử động đã mãng liệt hiển hiện vô số kim sắc chảo mang phát ra âm thanh suy suy xé gió đánh tới. Sau khi nam tử ma tộc hướng thần niệm đảo qua bên trong những chảo mang này, trong lòng lập tức cả kinh, cũng không dám cố sức xông vào nữa mà đem phong quyển dừng lại ngay lập tức, đồng thời khẽ lật tay lộ ra một cây vũ phiến trắng tinh, hung hăng hướng về phía trước quạt một cái. Trong nháy mắt từ bên trong tuôn ra một cơn gió lốc, đồng thời quay cuồng một chân rồi lại huyễn hóa thành một con phong long mịt mù, dương nhanh múa vuốt hung hăng xông tới. Tuyết Bạch Ma cầm ở bên kia sau khi phát ra một tiếng quái minh, hai cánh cùng lúc giang rộng, bắn ra từng đạo phong nhận trắng tinh dài hơn một xích một âm thanh bạo liệt chói tai nổi lên bạch quang khôi ảnh cùng kim mang đồng thời va chạm với nhau trong nhất thời có vẻ khó phân cao thấp nhưng dù cho nam tử ma tộc tìm mọi cách thi triển phong độn thuật và nhờ ma cầm của